Sting với công thức chứa hồng sâm 4 năm tuổi và vị dâu đặc trưng ngon sảng khoái, cho bạn nguồn năng lượng bứt phá. Sting bứt năng lượng sống bứt phá. Ngày 15 mỗi tháng Shopee sale đồng giá. Ngày 15 mỗi tháng chúng ta cùng Shopee. Ngày 15 mỗi tháng Shopee sale đồng giá. Shopee ngày 15 mỗi tháng sale đồng giá chỉ từ 1k. Mua là free ship tại app Shopee ngay. Mì tôm trộn Handy Hảo Hảo, thêm mì thêm topping, nồi cần tăng sức chiến. Ace Cook vị chua cay mới, Hảo Hảo kim chi hương vị độc đáo, thơm ngon bùng nổ. Hảo Hảo kim chi vị ngon chứ danh, ăn là nhớ. Chua cay bùng nổ, mê say ngất ngây. Chua cay bùng nổ. Like ngay fanpage Cao Thủ Liên Quân và subscribe kênh YouTube Liên Quân by Esports Garena để cập nhật những thông tin thể thao cho thế hệ mới. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị đã đến với đấu trường danh vọng mùa đông năm 2022, giải đấu thể thao cho thế hệ mới. Trước mắt chúng ta đang là trận thi đấu tâm điểm của tuần thi đấu thứ hai, trận đấu của hai đội tuyển giàu thành tích nhất tại giải đấu là Team Flash và Sài Gòn Phantom. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng Sting đã tiếp tục đồng hành tài trợ cùng đấu trường danh vọng mùa đông 2022 lần thứ 3 liên tiếp. Hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú vị bất ngờ cho cộng đồng game thủ từ Sting. Nam Sting, chiến game đỉnh. Xin cảm ơn nhãn hàng mì Hảo Hảo đã đồng hành cùng giải đấu năm nay. Hảo Hảo tôm chua cay, nó căng tăng sức chiến. Cảm ơn nhà tài trợ Shopee đã đồng hành cùng với đấu trường danh vọng mùa đông năm 2022. Các bạn hãy nhớ ngày 15 sale đồng giá 1k duy nhất vào ngày 15 tháng 8 tại Shopee. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm qua trong trận thi đấu tâm điểm của ngày thứ 7, chúng ta đã có đủ cả năm ván đấu giữa V Gaming và Box Gaming. Còn ngày hôm nay sẽ là một cặp thi đấu Super Sunday giữa Saigon Phantom và Team Flash. Đây là đội hình của Saigon Phantom, vẫn là những cái tên quen thuộc: Zero, Bung, Fizz. Rất đáng tiếc là vẫn chưa có sự xuất hiện của Giway, thì rõ ràng Giway là một trong những người chơi được toàn thần xê ra đang được tất cả các bạn khán giả mong chờ, nhưng ngày hôm nay vẫn sẽ không có Giway. Và cuối cùng xạ thủ là Red cùng với trợ thủ là Khoa, một đội hình quen thuộc đến từ bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom. Họ đang có 6 chiến thắng và 5 trận thua. Và thật bất ngờ khi thời điểm này, tính đến thời điểm hiện tại, thì Sài Gòn Phantom lại đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Và nếu trong một cái trường hợp đen nhất, ngày hôm nay họ chỉ giành được khoảng 1 điểm hoặc không được điểm nào, thì vị trí của họ cũng sẽ không cải thiện được là quá nhiều. Và đó hẳn sẽ là một kết quả bất ngờ khi mà những người đang ngồi phía trước màn ảnh nhỏ của các bạn, đó là Team Flash, cũng đã mất gần một năm chưa thể giành chiến thắng được trước Sài Gòn Phantom. Họ đã có hơn 300 ngày không thể thắng được những bóng ma Sài Thành, và ngày hôm nay sẽ là cơ hội để quay trở lại. Đạt Coi tiếp tục sẽ là người trấn thủ đường tà thần xê ra dành cho bên phía của đội tuyển Team Flash. ADC vẫn sẽ là người đi rừng được tin tưởng ở trong mùa giải này. Trong khi đó thì Xuân Bách cũng đã cho thấy sự hồi xuân của mình ở trong trận đấu gần nhất của Team Flash trong chiến thắng 3-0 trước D-Trap Gaming ngày hôm qua. Barin thì cũng đang cho thấy được sự triển vọng rất lớn của một người chơi xạ thủ trẻ. Và Case thì cũng vừa có những màn trình diễn có thể nói là ấn tượng nhất ở vị trí trợ thủ trong màu áo của Team Flash trong trận đấu với D-Trap Gaming theo quan điểm của cá nhân tôi. Và đương nhiên huấn luyện viên của Team Flash vẫn là huấn luyện viên người đội bóng Trung Hoa, vị trí của Rainer. Các vị trí dự bị đến từ bên phía đội tuyển Team Flash, chúng ta có bao gồm, hình như tôi nhìn không nhầm, có Ara, NTA
và TT cùng với cả MS nữa thì phải. Ngày hôm nay thì bên phía đội tuyển Team Flash đăng ký tới 4 người chơi dự bị. Và không biết trong một trận đấu kinh điển với Sài Gòn Phantom như thế này thì liệu rằng là bên phía của đội tuyển Team Flash có tung ra những con người như Ara hay là TT hay không? Không rõ là Team Flash sẽ có kế hoạch sử dụng như thế nào với những vị trí dự bị của mình. Còn đối với đội hình của đội tuyển Sài Gòn Phantom thì hai vị trí dự bị của họ là hai cái tên khá lâu rồi chúng ta chưa thấy xuất hiện, đó là Lạc Lạc và Zeref. Yiwei thì cũng không có trong danh sách đăng ký thi đấu trong ngày hôm nay của Sài Gòn Phantom. Như vậy là những thông tin hành lang đến từ WePopper thì nó vẫn ở lại với hành lang và chưa thể có mặt tại trong trận đấu siêu kinh điển này giữa Team Flash cùng với Sài Gòn Phantom. Có lẽ là với những kết quả không thực sự quá thành công của hai đội trong khoảng thời gian gần đây, cùng với một phong độ có thể nói cũng là khá thất thường, thì nhiều người nghĩ rằng trận đấu này nó không còn nên gọi với cái tên siêu kinh điển nữa. Nhưng đây rõ ràng vẫn là hai đội tuyển đẳng cấp nhất của đấu trường danh vọng, với việc họ là những cái tên sở hữu nhiều những chức vô địch nhất của giải đấu quốc nội của chúng ta, cũng như là họ cũng đã trải qua một mối duyên nợ cũng khá lâu đời, nên tôi nghĩ rằng là việc vẫn giữ tên gọi siêu kinh điển dành cho trận đấu này cũng sẽ là hợp lý. Tôi nghĩ rằng đây vẫn là một trận đấu đẳng cấp anh Dũng ạ. Khi mà chưa cần biết về mặt chuyên môn, chưa cần biết về những nhân sự tham gia ở trong trận thi đấu này, thì ngay kể cả một câu nói vui ở tất cả các bạn khán giả, đó là Flash hay Sài Gòn Phantom thì là đếm view đếm cúp, nhưng có phải đội nào cũng có được đếm view đếm cúp được không anh Dũng? Khi mà tất cả các trận thi đấu của Flash đối đầu với Sài Gòn Phantom thì lượng view của chúng ta thường rất lớn. Những trận thi đấu vòng bảng thì nó cũng phải rơi ở con số khoảng 200.000, còn với những trận thi đấu chung kết thì nó lên tới con số thường tới 300.000, thậm chí là 500-700.000 cũng có. Còn với số lượng cúp thì chúng ta cũng không cần phải bàn rồi, cả Sài Gòn Phantom cũng như là cả Team Flash đều có được một số lượng cúp rất lớn, quốc nội cũng như là quốc tế. Với Team Flash thì đó là 5 lần vô địch quốc nội và 2 lần vô địch quốc tế, còn với Sài Gòn Phantom thì số lượng cúp quốc nội của họ cũng chỉ thua 1 so với cả Team Flash mà thôi. Lần gặp nhau này thì có lẽ Red và những người đồng đội cũng sẽ ở trong một vị thế hơi khác một chút so với giai đoạn mùa xuân. Nếu như ở đấu trường danh vọng mùa xuân thì lúc đó Sài Gòn Phantom gần như là đang ở trên đỉnh cao phong độ của mình, khi mà chúng ta có cảm giác họ có một lượng sức mạnh rất lớn với những nhân tố thần đồng ở trong đội hình. Thì bước vào giai đoạn đầu của mùa giải mùa đông thì họ thiếu vắng đi sự phục vụ của Yiwei và vừa phải trải qua một thất bại ê chề với tỷ số 0-3 trước đội tuyển TDT Esports. Và ngày hôm nay thì có lẽ là họ sẽ dồn mọi những thứ đã dồn nén trong suốt quãng thời gian vừa qua vào trận thi đấu tâm điểm của tuần thi đấu này. Và ngày hôm nay cuộc đối đầu giữa hai người chơi xạ thủ và Red cùng với Barin, là Red cùng với Barin cũng sẽ là một trong số những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất với cá nhân tôi. Hai đội tuyển, hai thái cực. Một bên thì Team Flash vừa có được cho mình một chiến thắng 3-0 trước bên phía của đội tuyển B2F để khẳng định lại vị trí của mình. Nhưng với Sài Gòn Phantom thì có lẽ rằng cái vấn đề của họ nằm ở việc tâm lý. Thì ngày hôm trước họ để thua TDT Esports với một tỷ số có lẽ là không thể tin nổi, đó là 0-3. Họ không giành được một điểm nào cả và tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vào top 4. Năm nay thì cuộc đua top 4 của chúng ta sẽ rất căng thẳng, bởi có hai cái tên, có hai cái tên đang chen chân vào top 4 so với top 4 của mới trước, đó là Heavy cùng với cả TDT Esports. Box Gaming và V Gaming có vẻ như vẫn giữ được cho mình một cái phong độ nhất định để có cơ hội lọt vào top 4. Nhưng cái điều báo động nó đang đặt lên vai của các thành viên bên đội tuyển Team Flash và Sài Gòn Phantom. Họ đang có những trận thua, và những trận thua đó mang khiến cho tất cả những người hâm mộ của hai đội tuyển này cảm giác không an tâm về đội tuyển con cưng của mình. Ở vị trí của Zero có lẽ sẽ là vị trí bị đặt nhiều hoài nghi sau thất bại của Sài Gòn Phantom trong trận đấu trước với TDT. Cá nhân tôi thấy rằng là cách vận hành của Sài Gòn Phantom với Zero nó cũng khác so với cách vận hành của Sài Gòn Phantom với Yiwei. Đó còn chưa kể đến những sự thay đổi trong meta của chúng ta giữa giải đấu mùa đông và giải đấu mùa xuân. Nhìn chung thì ở trong vòng thi đấu đầu tiên, Zero vẫn làm khá ổn khi lọt vào đội hình tiêu biểu của tuần. Nhưng đúng là ở trong trận đấu với TDT thì khu vực cánh đấu của Zero cũng là khu vực bị bên phía đối phương khai thác vào khá nhiều để giúp cho TDT Esports tìm thấy được lợi thế. Ngày hôm nay thì có lẽ là trong cuộc đối đầu với Đạt Còi thì người nào thua ở trong cuộc đọ sức này có lẽ sẽ nhận rất nhiều sức ép và chỉ trích ở trong trận đấu siêu kinh điển ngày hôm nay. Quả thực player to watch ngày hôm nay là Red và Barin, nhưng chắc chắn rồi cái điểm nhìn của tất cả các bạn khán giả sẽ nhằm tới khu vực đường tà thần Caesar, nơi mà Zero cũng đã bị chỉ trích, nơi mà Đạt Còi cũng đã bị có những sự soi xét nhất định đến từ các bạn khán giả. Ngày hôm trước thì Đạt Còi đã thắng, thì Đạt Còi vẫn đang chưa bị chịu áp lực quá nhiều.
Nhưng ngày hôm nay cái đối thủ của Đạt Còi là một người chơi chắc chắn hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn, đó là Zero. Còn với Zero thì rõ ràng cái phong cách đánh của người chơi này nó thể hiện vô cùng rõ ràng. Yiwei thì lại là một cái kiểu đánh khác. Yiwei nếu như có bâng hỗ trợ nhiều, cam nhiều trên khung đường của Yiwei thì Yiwei sẽ là một người gánh team. Những cảm giác đó ở Zero thì chúng ta không nhìn thấy được. Và ngày hôm nay thì Zero sẽ phải đối đầu với Đạt Còi. Đạt Còi cũng là một người chơi theo cái thiên hướng đó là đánh thủ và có nhiều kinh nghiệm. Về kỹ năng thì rõ ràng Đạt Còi để so với những người đi đường tà thần xảy ra thời điểm hiện tại cũng khó để có thể 1-9, 1-10 với những người chơi như kiểu là Bird LB hay Yiwei được. Thì rõ ràng Đạt Còi là người có kinh nghiệm. Và cuộc đấu của Đạt Còi và Zero cũng sẽ rất thú vị trong ngày hôm nay. Cấm chọn giữa Rainer và huấn luyện viên Titan để xem hai huấn luyện viên sẽ đem lại bài gì ở trong trận thi đấu đầu tiên. Flash ở bên phía đội xanh và Saigon Phantom ở bên phía đội đỏ. Phần đấu trí giữa hai huấn luyện viên cũng sẽ hết sức đáng chú ý ở trong ngày hôm nay. Omen và Rossi là những sự lựa chọn đầu tiên mà team Flash lựa chọn để cấm đi ở trong trận đấu này. Còn đối với đội tuyển Saigon Phantom thì họ đã hướng một lượt cấm của mình về vị trí của Xuân Bách. Đó sẽ là Iggy bên cạnh con bài Aya, gần như vẫn đang có tỷ lệ thắng rất cao ở các đội tuyển bên phía phần sân màu đỏ. Liliana là sự lựa chọn đầu tiên mà team Flash hướng đến ở trong ván thi đấu này. Ngày hôm qua cũng đánh dấu một sự trở lại của Xuân Bách và nó khiến cho cuộc đối đầu giữa Bách cùng với Fizz sẽ trở nên đáng chú ý hơn ở trong ngày hôm nay. Với Chrissy thì Fizz đã rất nhiều lần khiến Xuân Bách có thể nói là đêm về ngủ mơ thấy con Chrissy này của Fizz. Thì không biết ngày hôm nay điều đó có xảy ra thêm một lần nữa không? Tôi nhớ không nhầm thì cái đêm ngủ mơ của Xuân Bách đấy sẽ là kèo đối đầu hình như là Lorion và Chrissy. Nhưng ngày hôm nay thì Flash Xuân Bách ở trong trận thi đấu đầu tiên sẽ có một vị tướng khác, đó là Liliana. Và cơn áp bụng của Xuân Bách liệu rằng có tiếp tục tiếp diễn trong ngày hôm nay hay không thì chúng ta sẽ phải chờ xem. Bandum sẽ là người đánh cặp cùng với cả Fizz ở trong trận thi đấu đầu tiên. Cặp đôi Chrissy Bandum, một cặp đôi đẩy đường nhanh, dồn sát thương là rất mạnh. Nhưng cũng không phải không có những vị tướng để có thể counter được những con bài này. Team Flash họ đang có một bộ cầu máu rất khỏe, đó là Helsu cùng với Liliana và thêm cả Gress nữa. Một chút những sự chống chịu, một chút những bức tường thành để giúp cho cặp đôi cầu máu đến từ bên phía của Team Flash có thể dễ dàng thi đấu ở trong ván thi đấu này hơn. Còn bây giờ là Saigon Phantom, họ sẽ lấy vị tướng gì? Không thể lấy Helen được nữa rồi, bởi vì Bandung cũng đã được lựa chọn ra. Bây giờ thì họ sẽ cần phải có một vị tướng có thể sẽ là gây sát thương chuẩn để có thể tấn công xuyên qua những lượng máu của Gress. Để xem là họ sẽ đưa ra sự lựa chọn gì. Như vậy là họ sẽ hướng đến Lavi để có thể đối đầu cùng với Elsu. Và thêm vào đó là cả khả năng bắn đạn thần quang mở giao tranh cũng là rất tốt của Red nữa. Đây cũng là một trong số những mảng miếng sở trường của Saigon Phantom. Và cũng chính nhờ những mảng miếng này mà họ có thể khiến cho những người đi đường giữa của bên phía đối phương gặp phải khó khăn. Và có lẽ là Xuân Bách với Liliana thì cũng sẽ cần phải để ý đến những viên đạn thần quang bắn ra khu vực đường giữa ở trong ván thi đấu đầu tiên nếu như sự lựa chọn này được khóa lại. Và có lẽ là nó cũng sẽ được khóa lại thôi. Và như vậy là Lavi đã được lựa chọn ra đến từ bên phía đội tuyển Saigon Phantom. Họ không nhắm vào một vị tướng như kiểu là Hayate để có thể khắc chế vào con bài Crest trong tay của Case, mà họ nhắm tới một vị tướng gây sát thương ổn định hơn ở giai đoạn cuối trận, đó là Lavi. Với việc vị tướng này cũng có thể khắc chế được một phần vào Elsu. Con bài này là một con bài ổn đến từ bên phía đội tuyển Saigon Phantom. Và bây giờ họ sẽ phải cấm đi những vị trí đi rừng. Họ cấm đi Kira. Chắc chắn là bên phía đội tuyển Saigon Phantom họ sẽ cấm hai con bài đi rừng để lựa chọn cho bưng con bài đi rừng mạnh nhất ở phây chọn thứ tư. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một cái sự lựa chọn ổn từ bên phía đội tuyển Saigon Phantom thôi. Trong khi đó thì bên phía đội tuyển Team Flash họ bắt đầu cấm đi những vị tướng đấu sĩ đi rừng rồi. Họ cấm đi Veret. Veret cũng là một chất tướng có thể khắc chế rất tốt vào Crest. Và con bài Veret này thì cũng sẽ dùng Crest ở trong những tình huống giao tranh để có thể làm tường được, tạo ra những cái nội tại huyết xích cho mình, có khả năng hồi phục, có khả năng gây ra được nhiều sát thương hơn. Chính xác là như vậy, và việc cấm đi Gress là hoàn toàn hợp lý đến từ bên phía của Team Flash, dù cho đây cũng có thể sẽ là một sự lựa chọn hữu ích nếu như ADC có nó ở trong tay, bởi vì những màn trình diễn với Veres của ADC ở trong giai đoạn gần đây là cực kỳ ấn tượng, nhưng vẫn sẽ còn rất nhiều cơ hội để cho ADC phô diễn Veres trong cuộc đối đầu với Liebeng này. Ngày hôm nay thì Liebeng mang lên mái tóc của mình 4 chiếc kẹp tóc, không biết nó có phải là đại diện cho 4 chiếc vô địch đấu trường danh vọng của đội tuyển Saigon Phantom hay không. Nhưng ở phía bên kia chiến tuyến thì Xuân Bách cùng với những người đồng đội của mình thậm chí còn có nhiều danh hiệu hơn thế. Và có lẽ là với việc đã làm rất tốt ở trong ngày thi đấu gần nhất thì ngày hôm nay Xuân Bách cũng sẽ nhận được những sự kỳ vọng lớn lao để có thể dẫn dắt thêm một đội hình nữa của Team Flash trong những cuộc đối đầu với Saigon Phantom. Trong giai đoạn gần đây thì Team Flash liên tục thay đổi lineup ở trong những cuộc đọ sức với những bóng ma Sài Thành, và có thể một phần nguyên nhân khiến họ liên tiếp để thua 3-0 cũng là sự thiếu ổn định đó. Ngày hôm nay trong đội hình của Team Flash thì cũng có khá nhiều những cái tên có kinh nghiệm. Họ cũng đang có một cá nhân trẻ có được sự ổn định cao là Barin, và Case thì cũng đang cho thấy được độ hòa nhập tốt hơn cũng như là độ ăn ý
cao hơn cùng với cặp đôi là Xuân Bách cùng với ADC. Vì thế không phải là không có những sự kỳ vọng vào một kết quả khác đi của Team Flash trong trận đối đầu với Sài Gòn Phantom ngày hôm nay. Và để xem là họ sẽ hoàn thiện đội hình của mình như thế nào cho hai vị trí cuối cùng của ADC và của Đạt Còn. Quay trở lại với phần cấm và chọn thì Sài Gòn Phantom họ đã lấy đi cho mình đó là Yena. Cuộc chiến rừng tốt bây giờ sẽ rất căng thẳng bởi rất nhiều vị tướng rừng và vị tướng đường khu vực đường dần dần xây ra đã bị cấm đi rồi. Để xem Team Flash lấy gì, Skirt và Zuka. Lựa chọn thế này là rất khó chịu nha, bởi đến những giây cuối cùng thì chúng ta mới biết được là Zuka sẽ nằm trong tay của ai và Skirt sẽ trong tay của ai. Nếu như theo một kèo thông thường thì có lẽ rằng sẽ phải chờ đến con bài thứ 5 của Sài Gòn Phantom thì khi đó Team Flash mới có thể chia đường được. Bởi vì dù sao nếu như khả năng kèo mà Zuka đối đầu với Yena thì sẽ hơi khó chơi. Kèo này thì Zuka sẽ bị bất lợi hơn ở trong giai đoạn đầu một chút xíu. Kèo Skirt Yena thì sẽ là một kèo hòa hơn. Nhưng nếu như con bài cuối cùng của Sài Gòn Phantom là một con bài đi rừng bất ngờ thì hoàn toàn điều đó có thể được thay đổi đến từ bên phía đội tuyển Team Flash. Và Sài Gòn Phantom đang suy nghĩ rất nhiều. Họ vừa nhá vào Quick Knuck, họ chuyển sang Guido. Nhưng rõ ràng Quick Knuck sẽ là một sự lựa chọn ổn hơn, có thể bắt được vào Elsu, có thể bắt được vào Zuka. Nhưng đây cũng là một vị tướng có thể nói rằng là một con dao hai lưỡi, bởi nếu như Quick Knuck mất bồ xanh hoặc Quick Knuck thọt ở trong giai đoạn đầu không thể ganh được, không thể có được cho mình những điểm hạ gục thì sẽ là một con Quick rất phế trong tay của Bằng. Và thêm vào đó nữa, chúng ta nhìn thấy trong đội hình của Team Flash sở hữu hai quái vật tanker mang tên Skirt và Crest. Rõ ràng là những lực sát thương trong đội hình của đội tuyển Sài Gòn Phantom khó lòng để có thể dứt điểm được hai dàn tuyến phía trước của Team Flash nhanh. Và đó sẽ là cơ hội để cho những sát thương tay dài phía sau như là Elsu của Barin hay là Liliana của Xuân Bách được chơi, và ADC sẽ có cơ hội để đến sau. Còn đội hình của đội tuyển Sài Gòn Phantom sẽ là một đội hình cơ bản, có lẽ là họ sẽ cố gắng để có thể tạo được lợi thế ở trong giai đoạn đi đường cũng như là nuôi tốt cho Quick Knuck của Bung có được một lượng tài nguyên vượt trội. Khi mà lượng tiền của Quick Knuck là vượt trội thì lúc đó Bung sẽ có thể gánh được Sài Gòn Phantom về lượng sát thương đầu ra thông qua những tình huống đi bắt lẻ mục tiêu cũng như là những tình huống kiểm soát bản đồ của mình. Vấn đề là con Quick Knuck của Bung phải được sạch, bởi đúng là Quick Knuck là một trong những vị tướng có thể bảo tạnh được, có thể tấn công vào Skirt sớm, bởi Quick Knuck là một vị tướng đánh theo phần trăm máu đã mất của đối phương, nên đây là một vị tướng hoàn toàn Bung có thể tạo ra được những đột biến. Và rõ ràng là Sài Gòn Phantom với một đội hình rất nhiều hiệu ứng khống chế, phải xin nhắc lại là rất nhiều hiệu ứng khống chế từ Greasy, Bandum, Lavi rồi là con bài Yena, đều là những vị tướng đều có thể làm tường được dành cho Bung. Bung hoàn toàn có thể có được cho mình rất nhiều điểm hạ gục ở trong thời gian đầu, thậm chí là Sài Gòn Phantom có thể giao tranh luôn ở hàng rồng hay hàng xê ra nếu như họ muốn. Và từ những tình huống đó Bung có điểm hạ gục, Bung sẽ xanh và anh ta sẽ là người gánh đội ở trong ván thi đấu này. Nhưng ở chiều hướng ngược lại, nếu như Bung không thể xanh lên cùng với Quick Knuck hay có một kịch bản tệ hơn, đó là thậm chí lượng tiền còn thấp hơn so với những vị trí ở phía bên kia, thì khi đó Quick Knuck cũng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc xuyên qua được những lớp da dày của Crest hay là Skirt. Bung vẫn đang thể hiện một sự tự tin rất lớn trên gương mặt của mình trước trận thi đấu này. Có lẽ là những kết quả 3-0 liên tiếp trong những trận đấu siêu kinh điển gần đây đã tiếp thêm sự tự tin đó dành cho Bung và những người đồng đội của mình trước khi trận thi đấu này bắt đầu. Nhưng đây sẽ là một trận đấu mới và hãy cùng chờ xem là có làn gió mới nào được đem đến bởi Team Flash ở trong ngày hôm nay hay không đây. Như vậy là hai bên có vẻ như đã cầm máy lên rồi và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với những diễn biến đầu tiên trong trận thi đấu Super Sunday của ngày hôm nay, Team Flash và Sài Gòn Phantom. Và ngay bây giờ thì các bạn khán giả hoàn toàn có thể comment đội tuyển yêu thích của mình bằng cách cũng có thể comment luôn trên kênh chat là FL hoặc Sài Gòn Phantom SGP để ủng hộ cho đội tuyển con cưng của mình. Và hãy cùng chờ đón vào một ngày thi đấu, một buổi tối chủ nhật có 5 ván. Tôi hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ là 5 ván chứ không phải là những kết quả 3-0 giống như các trận siêu kinh điển trước nữa. Và tôi biết rằng đây là trận đấu của hai đội tuyển có lực lượng fan đông đảo nhất của đấu trường danh vọng. Có lẽ là về mặt vị thế và vị trí trên bảng xếp hạng thì Team Flash và Sài Gòn Phantom đang tạm thời là không đứng đầu nữa. Nhưng các bạn cũng đừng để mất vị thế về số lượng fan đông đảo nhất của mình trong trận đấu của hai đội tuyển này. Hãy share trận thi đấu này đến với nhiều bạn bè của các bạn hơn để có nhiều fan của Team Flash và Sài Gòn Phantom cùng nhau cổ vũ cho một trận đấu hay trong buổi tối ngày chủ nhật hôm nay. Và ngày hôm qua thì các bình luận viên cũng đã so sánh Team Flash giống như là MU. MU thì cũng vừa thua trước Brentford với tỷ số đó là 4-0. Hy vọng rằng ngày hôm nay Team Flash không phải là một phiên bản Manchester United của Liên Quân Mobile, và ngày hôm nay họ sẽ có một trận thi đấu song phẳng trước bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom. Và chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến đầu tiên. Barin, cú bắn đầu tiên của Barin là rất chính xác và cấu đi khoảng gần một nửa máu của Fizz. Không sao cả, với việc có được cho mình cái hồi máu thì Fizz có thể hồi phục trở lại một cách an toàn mà thôi. Đẩy đường, hai bên đẩy đường là ngang nhau.
gần như là ngang nhau về mặt tốc độ. Sài Gòn Phantom đang muốn tiến sang để check thông tin về tầm nhìn ở khu vực bùa đỏ của phía đối phương, và dường như là Khoa cũng đã nhìn thấy tình huống khởi động ở phần bùa đỏ của ADC rồi. Bây giờ thì Fizz cùng với Khoa đang muốn tấn công vào khu vực khỉ đầu lá của đối phương và họ sẽ có được mục tiêu đó. Trong khi đó thì Xuân Bách lại di chuyển lên rất sớm để ganh cho vị trí của đạt còi ở cánh trên để lấy về những lợi thế ban đầu trong cuộc đối đầu với Zero. Tỷ lệ ủng hộ trên fanpage Cao Thủ Liên Quân cũng khá cân. Tôi thấy đây là một tỷ lệ nó thể phản ánh đúng về số lượng fan của cả hai bên rồi. Sài Gòn Phantom với 38% tỷ lệ ủng hộ, còn với Team Flash đó là 62%. Bình thường khi chúng ta nhìn thấy Flash đối đầu với một đội tuyển nào đó thì tỷ lệ thường rơi khoảng 80-90%, nhưng đối đầu với Sài Gòn Phantom thì tỷ lệ này chỉ còn khoảng là hơn 60% mà thôi. Chứng tỏ rằng những bạn khán giả cũng đã có những niềm tin đặt cho bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom, và lượng fan của Sài Gòn Phantom đã tăng lên rất nhiều sau nhiều trận sinh kế tuyển trước đó. Đây là Bâng. Bâng đã có được cho mình cấp độ 4 và ADC cũng như vậy. Hướng di chuyển của hai người đi rừng đang là khá giống nhau, khi đang muốn cam thẳng vào khúc đường xên nhưng đánh nhau giai đoạn sớm. Có vẻ như lượng sát thương đến từ Sài Gòn Phantom sẽ là nhiều hơn. Bâng đang giấu được vị trí của mình nhưng đã vờ vào vị trí đặt còi rồi. Bâng tưởng là mình kín hơn nhưng thực ra ADC mới là người đợi lâu hơn. Trong đó chỉ có điều là sát thương của cả hai người trên đi rừng vẫn là chưa đủ để hạ gục bất kỳ một ai. Chưa có điểm chứng cho Bâng xong cuộc thì nó thuộc về Zero. Đặt còi đã rút ra khỏi pha giao tranh 2-2 vừa rồi quá sớm. Trong khi đó thì hai thành viên bên phía của Sài Gòn Phantom ở lại đó đủ lâu, và sau cùng thì chiến thắng thuộc về họ với điểm chiến công đầu. Và PK 2-2 đầu tiên đến từ cả Bâng Zero cùng với bên kia là đặt còi ADC. Thì người nằm lại đó là ADC. Như đã nói về lượng sát thương giai đoạn đầu trận thì cặp Jaina Kricknack sẽ nhỉnh hơn một chút xíu so với Skirt và Zuka. Skirt thì sau khi hết cho mình cú đấm chiêu hai thì anh ta không còn quá nhiều sát thương, nhưng đây là con rồng dành cho ADC. Những cú đạn thần quang đến từ chủ đất là quá chính xác. ADC bị hất tung lên, có thủy thần đến từ Barin và người nằm xuống lại là Khoa. Đó là một pha thi đấu mà Team Flash cũng đã phản ngược lại giao tranh rất nhanh sau khi mà ADC bị trúng cho mình đạn thần quang. Đơn giản là họ có đông người hơn ở trong vị trí hang rồng. Sau khi mất đi điểm chiến công đầu thì ADC cũng đã quay trở lại rất nhanh và đem về mục tiêu đầu tiên dành cho đội tuyển của mình. Để bây giờ thì tỷ số là 1-1 và lượng tiền của cả hai bên cũng đang là cân bằng. Ván thi đấu đầu tiên trong trận đấu siêu đỉnh kinh điển của chúng ta cũng đã có những diễn biến đầu tiên đầy thú vị. Rất hấp dẫn. Đó là những tình huống ăn miếng trả miếng đến từ cả hai bên. ADC mất một mạng nhưng ngay sau đấy anh ấy gỡ lại cho những người đồng đội mình bằng con rồng. Và quan trọng hơn, sau khi có được con rồng thì Team Flash cũng không để mất đi thế trận tại hang tà thần Seiza. Chúng ta sẽ cần phải chờ xem cái cách mà Sài Gòn Phantom kiểm soát lại hang tà thần Seiza này là như thế nào. Bởi vì nếu như trong giai đoạn đầu trận mà Sài Gòn Phantom để cho Flash có được cả hai mục tiêu thì sẽ là một lỗ thế rất lớn, đặc biệt là vị trí của Bâng. Bâng không quyết định là tiến tới hang Seiza sau khi đi một vòng rừng sớm hơn so với ADC là rất nhiều, mà thay vào đó sẽ di chuyển xuống khu vực đường dưới để hỗ trợ dành cho những người đồng đội của mình. Nhưng cả bốn thành viên bên phía Sài Gòn Phantom thì đều đã để lộ vị trí của mình và rất khó có cơ hội dành cho họ để có thể tấn công vào vị trí của Barin và Kayce. Mặc dù Kress là một trong những vị tướng có thể nói là hơi tù một chút, nhưng về khả năng phòng thủ thì Kress cũng là một trong những vị tướng trợ thủ phòng thủ rất tốt với cái thủy thần của mình. Đây là Bâng muốn lao vào rồi, sát thương vào vị trí của đó là Kayce. Kayce còn cho mình đó là cái thủy thần. Khoa mất quá nhiều máu, địa giam khá đẹp đến từ vị trí của Khoa. Sài Gòn Phantom đang có đủ cả 5 người nhưng Zero chưa lao lên. Đạn coi cũng đang có mặt ở đây. Và cả hai bên rút về với một lượng máu có vẻ như là rất thấp đến từ cả hai trợ thủ. Grass nằm trong tay của Kayce bắt đầu cho thấy ưu thế về mặt chất tướng khi có thể chống chịu được qua một lượt dồn sát thương đến từ bên phía Sài Gòn Phantom. Và bây giờ thì nó tạo ra ưu thế để có thể ép vào cái trục đầu tiên ở khu vực cánh rồng. ADC cũng đang rất quyết đoán, Bâng có mặt cùng với Khoa nhưng khó lòng có thể phóng ngự thành công cái trụ này. Và đó là trụ đầu tiên được đem về dành cho Team Flash ở phút thi đấu thứ tư. Và di chuyển ép trụ rất tốt đến từ bên phía của đội tuyển Team Flash. Họ biết rằng Sài Gòn Phantom đã về nhà và ngay lập tức quay ngược trở lại với một tình huống ép trụ. Cái hay của con bài Crest đó là việc bạn có một lớp giáp rất lớn sau khi mở cho mình cái thủy thần. Còn với bạn Doom thì sau khi đã chống chịu được một lượng sát thương lớn thì buộc bạn Doom phải về nhà thôi, không thể đứng lại được nữa. Đó là cái lợi thế. Và với lợi thế đó thì Team Flash đã có được cho mình lợi thế đầu tiên. Đó là cái trụ thứ nhất ở khu đường dưới. Đây là Bâng. Bâng đang bị đặt còi, nhìn thấy đặt còi đang có một tiếng hổ báo và cướp được con quái rừng này của Bâng. Đạt Còi rất tự tin bởi vì với lớp da dày của Skirt thì Đạt Còi có thể chống chịu với lượng sát thương của Kricknack nằm trong tay Bâng ở thời điểm này là hoàn toàn thoải mái, khi mà Bâng cũng chưa có quá nhiều những món trang bị để có thể xuyên qua lớp giáp của Skirt. Bên phía đội tuyển Team Flash cũng bỏ hoàn toàn khu vực nửa dưới của bản đồ. Họ đã dâng Elsu, Liliana cùng với Quest lên để tấn công thẳng vào vị trí của Zero. Zero vẫn đang phòng ngự một cách đầy kiên quyết, và ngay kể cả khi thủy thần đã được bật lên thì cũng không có nhịp tấn công đẹp dành cho Team Flash khi mà lính cũng đã được giải quyết xong rồi. Trong khi đó thì Skirt của Đạt Còi bây giờ mới có mặt
và dường như Sài Gòn Phantom không muốn từ bỏ. Nguy hiểm quá. Họ sẽ tấn công vô cùng dữ dội vào cái trục thứ hai ở khu vực đường dưới này và họ sẽ có mục tiêu mà mình mong đợi. ADC xuất hiện 2-3. Deflux vẫn rất quyết tâm nhưng trả ngược lại sát thương cũng là rất đau từ vị trí của Red và đã có lên bảng đếm số rồi. ADC cũng hết chiều bằng vô ích nhưng đó vẫn là những lợi thế rất lớn dành cho bên phía của Sài Gòn Phantom ở phía đường rồng. Đó là một pha xử lý không tốt đến từ hệ thống, đến từ bên phía của đội tuyển Team Flash. Khi mà đường trên họ lại quá chần chừ trong việc băng trụ và tấn công thẳng vào vị trí của Zero thì rõ ràng là Crest trong tay của Case hoàn toàn có thể tanh trụ với cái thủy thần của mình. Trong khi đó đường dưới thì Sài Gòn Phantom tưởng chừng như trước đó họ đã mất lợi thế, nhưng với việc Team Flash di chuyển lỗi và chỉ để cho một mình Đạt Còi, một vị tướng chưa đủ chống chịu và chưa có nhiều sát thương, một đấm để có thể dọn lính thì Đạt Còi đã phải lên bảng điểm số, thậm chí là họ còn mất đi cho mình đó là cái trụ thứ hai. Một tình huống di chuyển lỗi đến từ bên phía Team Flash và đó là một lỗi hệ thống rất nặng. Bây giờ thì Sài Gòn Phantom kiểm soát hoàn toàn khu vực hàng bùa đỏ của Team Flash. Uka trong tay của ADC sẽ không có bùa đỏ. Một pha đổi đường có thể nói là đầy tai hại đối với Team Flash. Bây giờ thì những chủ lực trong đội hình của Sài Gòn Phantom cũng sẽ rất mạnh sau tình huống lấy được liên tiếp hai trụ ở cánh dưới vừa rồi. Một tình huống đạn thần quang bắn về phía của Xuân Bách. Xuân Bách vẫn chưa để lại quá nhiều dấu ấn với Liliana với những tình huống đem về điểm hạ gục trực tiếp dành cho đội tuyển của mình. Tuy nhiên thì sức ép mà Xuân Bách tạo ra ở trong giai đoạn đầu cũng giúp cho Team Flash có được một trụ tính đến thời điểm này. Những tình huống bật thủy thần của trời luôn đang đem lại một độ chống chịu là rất lâu, nhưng sát thương của Vâng cũng là rất tốt để có thể bắt được vào vị trí Barin rồi. ADC cũng tìm thấy Fizz, nhưng bây giờ ADC có rút đi được hay không đây? Câu trả lời là có. Team Flash vẫn còn 4 người, Sài Gòn Phantom cũng vậy, và đôi bên chấp nhận rút về với mỗi bên mất một người. Mỗi bên mất một người và đó đều là những chủ lực. Bên phía Sài Gòn Phantom mất Fizz, còn bên phía đội tuyển Team Flash thì mất Barin. Nhưng có vẻ như với việc đang có nhiều máu hơn, lợi thế về mặt lượng người thì Sài Gòn Phantom đang muốn đẩy cho mình đó là duy nhất ở khu đường trên. Lại là Đạt Còi, Đạt Còi đang cố gắng để có thể phòng thủ. Và Đạt Còi phòng thủ được thành công khi lượng máu của Zero cũng không phải là quá đủ đầy để có thể tấn công cùng với vị trí của Red. 2.000 tiền chênh lệch ở phút thi đấu thứ 7 đó là một lượng tiền đủ để cho Sài Gòn Phantom có thể triển khai thế trận Snowball của mình. Tuy nhiên thì tính đến thời điểm này, số lượng mục tiêu mà Bâng kiểm soát dành cho những bóng ma Sài Thành đang là hơi ít, mới chỉ có một con rồng được ăn bởi các thành viên bên phía đội tuyển SGP mà thôi. ADC đang chờ đợi, nhưng dường như là tình huống di chuyển trước đó của ADC đã lọt vào tầm ngắm của Bâng rồi thì phải. Đang gọi thêm Zero và sẽ 2-1 bắt thẳng vào vị trí của ADC, nhưng không được. Với độ cơ động của Zuka thì Bâng vẫn có thể thoát lui an toàn. ADC vẫn rất kinh nghiệm. ADC đoán rằng có điều gì đó không thơm khi rõ ràng đó là một tân lính mà Sài Gòn Phantom có thể farm. Nhưng Sài Gòn Phantom quyết định để đóng băng tân lính đó và ADC cũng đã rất tỉnh táo sử dụng một chiều cuối để có thể lùi về. Đường dưới đang là một đường rất căng thẳng, trong đó đường giữa thì Đạt Còi đang phải ra thủ cùng với cả Xuân Bách. Đây là vị trí của Zero. Zero lao thẳng vào tấn công Xuân Bách. Xuân Bách đơn giản lướt đi với cái biến ảnh hóa hình mà thôi. Trong khi đó Gây mất quá nhiều máu tấn công với chiêu của Red, bật thủy thần luôn. Và mất thủy thần rồi. Như vậy turn F tiếp theo đến từ Sài Gòn Phantom thì Team Flash sẽ phải rất cẩn thận. Đúng là như vậy. Bây giờ thì Sài Gòn Phantom đang là những người lấy ngược được lại lợi thế ở khu vực nửa trên của bản đồ rồi. Có lẽ là họ cũng sẽ nghĩ đến những con xe ra để có thể tấn công vào những cái trụ của đối phương chăng? Không, dường như là Bâng đang lựa chọn rồng thì phải, hoặc là đẩy lẻ khu vực đường dưới, có lẽ sẽ là đi đẩy cánh và tích lũy thêm đạn thần quang này dành cho một quick nắc gánh của mình. Trong khi đó đây đã là lần thứ hai trong một quãng thời gian ngắn thì Elsu của Team Flash bị khai thác bởi các thành viên bên phía Sài Gòn Phantom. Một tình huống bắn đạn thần quang khá cơ bản đến từ vị trí của Red, nhưng độ hiệu quả là rất cao khi nó nhắm trúng vào vị trí của Barin. Barin còn đang mải đứng ngắm thì anh ta đã ăn đạn thần quang rồi. Trước đó thì Cây đã về nhà và không hề có đồ giải đến từ bên phía đội tuyển Team Flash. Sài Gòn Phantom nắm bắt thông tin là cực kỳ tốt và họ tấn công trong một nhịp cực kỳ nhanh. Bây giờ thì trụ đường trên sẽ dành cho bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom, và trong khi đó đường dưới thì Bâng lại tiếp tục kiểm soát cho mình thêm một con rồng ánh sáng nữa. Nhưng Đạt Còi đã ra, Đạt Còi đang muốn tấn công vị trí của Bâng. Phía bên kia thì Fizz đã phải lên bảng điểm số. ADC cùng với Kai Sạng bắt được vào vị trí của Fizz. Bâng đang bị đuổi vào, Bâng có chiếc cuối nhảy đi. ADC còn gì đuổi hay không đây? ADC vẫn đang đuổi theo. Đạn thần quang trúng vào vị trí của Xuân Bách và ngăn cản được cái thành viên bên phía đội tuyển Team Flash có thể tràn lên. Bên phía Sài Gòn Phantom mất một người, nhưng quan trọng là họ vẫn còn con rồng. Họ đã kiểm soát được con rồng thứ hai của mình, nhưng điểm hạ gục của Fizz để đổi lấy con rồng đó cùng với việc để cho Team Flash có thể dẫn ngược lại được về mặt thế lính, chưa chắc con rồng đã đem lại sự hài lòng lớn dành cho các thành viên bên phía Sài Gòn Phantom. Khoảng cách giữa qua của những người đồng đội đang là khá xa và vì thế không thể nghĩ đến việc lấy điểm hạ gục của Xuân Bách, mà thay vào đó cần phải lùi về thôi. Những cái ứng chạm đang được đặt ra quanh khu vực không biết là bóng tối này, những cái bụi nơi Bâng đang đứng thì có lẽ là các thành viên bên phía Team Flash chưa check, chưa biết, Jace vẫn chưa vào check vào cái bụi đó. Đạn thần quang nguy hiểm quá của Elsu vô vào một nhịp, nhưng Bâng không đủ sát thương khi mà Barin cũng đã thoát ra được vị trí an toàn. Nhưng con xe ra thì nó thuộc về Khoa và các thành viên bên phía Sài Gòn Phantom đang đến rất đông để hỗ trợ cho nhau tấn công vào vị trí của Crest và kể cả thủy thần thì Quaze cũng đã phải lên bảng đếm số rồi. Cái bụi đó là một cái bụi rất chết chắc cho những đội tuyển nào muốn ăn đạn thần xe ra mà không check.
Và Grace trong tay của Kayn đã không check cái bụi đó. Anh đã tưởng rằng chỉ có một mình Red đã đi ra khỏi cái bụi đó rồi, nhưng không ngờ trong bụi đó còn có băng. Và vừa rồi là băng solo kill luôn với chữ IDC. Nhưng Barin cũng rất hay, Barin có một chú giật bắn và lấy đi được cái mạng chấm dứt trong tay của băng. Nhưng lợi thế vẫn đang rất nhiều cho bên phía đội tuyển Saigon. Họ có xây ra tấn công, họ đang đẩy thẳng vào trụ nhất ở khu đường giữa, có trụ rồi và bây giờ là cấp rừng của Flat. Hai người bạn băng chiến thì băng đã lên tiếng với một điểm solo kill, nhưng sau đó thì cũng đã phải sử dụng chuyển sinh khi mà băng đi tiến lên là đầy quyết đoán. Nhưng ở đây thì đặt còi không thể chống chịu được quá lâu, Red đang bắn cháy cái máy. Zero thì chưa để lại quá nhiều ấn tượng với Liliana. Một tình huống băng ra từ phía đông đến từ Zero, nhưng Bách vẫn giữ được sự an toàn của mình với sự cơ động của chất tướng. Trong khi đó thì xảy ra bóng tối cũng đã chạm đến cái trụ hai ở khu vực đường giữa rồi. Nhịp độ ở trong giai đoạn giữa trận đang được đẩy lên là rất nhanh. Và ở đó thì Saigon Phantom lại tiếp tục cho thấy những ưu thế của mình khi bây giờ khoảng cách tiền đã lên đến con số 5.000. Bắn đi vài phút thì đã là 5.000 tiền đến từ Saigon Phantom rồi. Họ đã thể hiện ra được kỹ năng của họ là cao hơn và độ tinh quái ở trong những giây phút giữa trận là Saigon Phantom đang nhỉnh hơn so với bên phía của đội tuyển Team Flash. Team Flash đã có những sai lầm và những sai lầm đó đang được Saigon Phantom khai thác một cách rất mạnh mẽ. Vị trí của bầm như chúng ta đã phân tích từ giai đoạn đầu, anh ấy cần xanh. Và anh ấy xanh thật, 8.600 tiền chuẩn bị có được cho mình đó là cái đánh Feria. Một món trang bị sẽ cực kỳ mạnh dành cho Kricknack và chỉ một nhảy thôi. Tôi nghĩ rằng tầm này có khi là đạt còi cũng sẽ phải hấp hối. Còn những mục tiêu như kiểu là Barin thì ra một combo của bầm sẽ phải lên bảng điểm số. Đội hình của đội tuyển Saigon Phantom là một đội hình có khả năng bắt lẻ đơn mục tiêu là rất tốt. Những tanker của bên phía Team Flash cũng đã bị họ nhắm đến bắt đầy quyết đoán. Đó là bởi cả Skirt lẫn Crest đang chơi như hai trợ thủ với lượng tiền là khá ít ỏi đến từ vị trí của đặt gòi cũng như là Gaze. Trong khi đó thì bộ ba Xuân Bách, Barin cùng với ADC sẽ là những niềm hy vọng về mặt sát thương của họ ở trong giai đoạn sau của ván thi đấu. ADC muốn bắt vào vị trí Fist Tape một lần nữa, xuất hiện quá bất ngờ. Và đó là lần thứ hai liên tiếp mà băng hạ gục đi ADC rồi. Đây là pha mà kể cả thủy thần thì Gaze cũng cần phải bỏ chạy thôi. Bởi vì Saigon Phantom đông người hơn rất nhiều, vẫn đang bắn cháy máy đến từ Rapid 5 trong tay của Red. Và đó vẫn là một điểm gục thuộc về băng. Hết đi cái thủy thần thì gần như Gaze cũng chỉ là một cục thịt di động mà thôi, dùng để cho các thành viên bên phía đội tuyển Saigon Phantom có thể chơi và gây sát thương vào người của Gaze. Rất nhiều lợi thế thêm bên phía đội tuyển Saigon Phantom. Sau hai điểm hạ gục này thì họ lại có thêm được cho mình đó là một con rồng nữa, và sau đó sẽ là con Seja. Tôi nghĩ rằng con Seja cũng sẽ không thoát khỏi tầm tay của bên phía các thành viên đội tuyển Saigon Phantom. Có thêm một con rồng nữa, đã là con rồng thứ 3 trong ván thi đấu này mà băng kiểm soát được dành cho những người đồng đội của mình. Lượng tiền thì vẫn là 5.000, nhưng áp lực mà Saigon Phantom, những bóng ma sai thành đang gây ra dành cho các tia chớp đang là rất nhiều rồi. Lượng tiền của Team Flash ở thời điểm hiện tại họ chưa thể đánh bật ra được. Lượng tiền của những Zuka, những Elsu còn đang hơi yếu, và những vị tướng chống chịu bên phía bên kia, những vị tướng semi tank kiểu như Badum hay Yena thì lại đang quá mạnh mẽ và họ chưa tìm cách nào để có thể tấn công vào Saigon Phantom cả. Xuân Bách cũng bị bắn đạn thần quang cũng úp đến từ vị trí của Khoa. Hải tốc biến đến từ Barin, mất hai nhịp để có thể thoát ra được khỏi cái địa giam đó của Khoa, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc là Team Flash sẽ hoàn toàn phải buông xuôi ở trong cái xảy ra bóng tối này. Bâng cũng đang đem những kỷ niệm ngày mới debut trong màu áo Saigon Phantom quay trở lại với game thi đấu Kricknack này, một ván đấu mà Bâng đang ao tiền bản đồ rất nhiều, rất nhiều, và cũng đang đem về nhiều điểm hạ gục để giúp cho Saigon Phantom thắng thế trước Team Flash. Nếu như trong ngày hôm qua thì bộ ba Xuân Bách, Gaze cùng với ADC phần nào cho thấy hình ảnh của Team Flash năm 2019, thì ngày hôm nay Saigon Phantom cũng đang đem lại hình ảnh của Saigon Phantom năm 2020, nơi Bâng mới debut ở trong giải đấu mùa xuân quay trở lại. Và khi mà Bâng xanh thì chúng ta biết được cái sự khủng khiếp của anh chàng này là như thế nào rồi. Anh ta chơi bất kỳ một vị tướng nào nếu như ao tiền so với rừng đối phương và ao tiền so với đội hình của đối phương thì thường sẽ là một ván đấu cực kỳ hủy diệt đến từ Bâng. Bây giờ sẽ là giai đoạn mà Saigon Phantom sẽ đóng băng lính, họ sẽ bắt đầu đóng băng để chờ cho những con xe ra tiên phong đẩy đều hơn ở các đường. Khi đó Saigon Phantom sẽ bắt đầu gây áp lực lên những cái trụ siêu cấp này. Họ cũng chưa vội, tôi cảm giác đội hình của họ sẽ chờ cho đến con thần xe ra bạo chúa. Bởi với một lượng tiền chênh lệch là khoảng 5.000 như thế này thì nó hoàn toàn đủ yên tâm. Nếu như Saigon Phantom có đánh ngược từ hàng xe ra trở ra thì họ vẫn sẽ là đội tuyển có lợi thế và giành chiến thắng. Con xe ra bóng tối cuối cùng mà Saigon Phantom kiểm soát, họ thả nó ra cũng rất muộn, và điều đó cũng đang tạo cho họ rất nhiều cơ hội để có thể kiểm soát hàng xe ra bạo chúa ở phút thi đấu thứ 15. Red cùng với Khoa đang bắt đầu đẩy lính lên cao. Ở khu vực đường dưới sẽ là ba con xe ra đi liên tiếp nhau, gồm một con xe ra bóng tối và hai xe ra tiên phong. Trong khi đó rất nhiều những con xe ra tiên phong cũng sẽ lấy đi không ít thời gian của Team Flash trong quá trình phòng ngự, và đó sẽ là cơ hội để cho Saigon Phantom ngắm nghía viên đạn thần quang như vừa rồi, và có thể là sau đó lùi về kiểm soát tầm nhìn ở hàng xe ra bạo chúa. Họ đang muốn đánh thẳng vào nhà của Team Flash, nhưng đánh ngược trả ra cũng là cực kỳ đánh đá. ADC vẫn đang có những pha xử lý cực nhanh và khá hiệu quả. Vừa rồi thì Fizz lại định cho Xuân Bách mơ về những con Greasy trong đêm khi anh ta tốc biến lên là bắt đầu chính của Xuân Bách. Nhưng Liliana là một vị thần có thể thoát đi được với biến ảnh hoán hình. Và vừa rồi là một tình huống mà Fizz cũng đã mất đi cho mình cái tốc biến, của Xuân Bách thì không. Tạm thời phòng thủ được tấn công đầu tiên đến từ bên phía đội tuyển Saigon Phantom. Nhưng tầm nhìn ở hang Seja
thì đó, nó đang là bằng không dành cho bên phía của đội tuyển Team Flash. Họ đang phải kéo cả 5 người ra để cùng nhau dần dần lấy lại một chút về mặt tầm nhìn để tránh cho đối phương có những tình huống ăn xê ra nhanh mà thôi. Vâng, cũng đang có một góc nấp là rất chí mạng và có thể ADC sẽ gặp nguy hiểm nếu như tiến lên cao. Red bắn rất đau rồi, một viên đạn thần quang. Ôi, ADC! ADC gặp nguy hiểm rồi, nhưng lần này thì vẫn không đủ sát thương. Nhưng chỉ có điều cũng đã đẩy lùi được toàn bộ đội hình Team Flash về, và đây sẽ là cơ hội tốt để Sài Gòn Phantom kiểm soát con Xê Gia bạo chúa này. Đây sẽ là một thứ ăn Xê Gia đến từ bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom. Team Flash có gì để có thể tranh chấp được con Xê Gia này không? Đây có thể sẽ là video Xuân Bách. Xuân Bách đang không ai quan tâm vào, nhưng ở đằng sau thì Barry đã bị bắt lại bởi vị trí của Zero. Một tiếng đứng xình quá hay đến từ vị trí của Zero, tiếp tục băng vào phía cũng bắt đầu vị trí của Xuân Bách. Zero đang cố gắng lên tiếng, anh ta bấm chuẩn bị quả cầu băng sơn đạc, còn bị bắt quá đau bởi Red. Và bây giờ Red can lên, Red bắt đầu vị trí của Kay. Sài Gòn Phantom không cần ăn Xê Gia nữa, họ quay ngược trở ra tấn công vào Team Flash và có được cho mình hai điểm hạ gục. Hai điểm hạ gục của hai người chơi đường cánh là những thứ mà Team Flash sử dụng để hy sinh và ngăn cản các thành viên bên phía Sài Gòn Phantom ăn con Xê Gia bạo chúa. Nhưng quyết định đó đừng liệu thôi có phải là hay hay không đây, khi mà Sài Gòn Phantom đang tràn vào với một khí thế là vô cùng dũng mạnh. Họ sẽ lấy đi đường lính siêu cấp đầu tiên ở khu vực đường giữa một cách khá dễ dàng, rồi sau đó họ sẽ tiếp tục quay trở lại khu vực hang Xê Gia bạo chúa để kiểm soát mục tiêu lớn. Họ sẽ nấp chờ đợi các thành viên bên phía Team Flash tiến ra, nhưng với Quest thì có thể là Kay sẽ tiến được vào cái bụi đó, thậm chí là ADC nhảy thẳng vào trong bụi nơi Zero đang đứng. Nhưng khi đã sử dụng trầm trọng lực thì rất ít cơ hội để cho ADC cướp được con Xê Gia bạo chúa này. Nhưng Bug đang thấp máu quá rồi, cũng hết cả năng lượng, có lẽ chỉ chờ đợi trừng trị thôi. Nhưng Team Flash không ai ra được và Xê Gia bạo chúa thuộc về Sài Gòn Phantom. Không ai ra được đến từ bên phía đội tuyển Team Flash, mặc dù Bug là không còn máu và cả năng lượng nữa, anh ta cũng không thể sử dụng những chiêu thức. Nhưng đó đã là một con Xê Gia bạo chúa dành cho bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom. Tỷ lệ thắng bây giờ có lẽ nó phải lên tới 70-80% ở trong ván thi đấu này dành cho Sài Gòn Phantom rồi. Và như đã nói, bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom họ không cần phải tràn ra, không cần phải ăn Xê Gia cố làm cái gì cả. Nếu như đối phương tràn ra họ sẽ đánh. Và nhịp trước đó là một nhịp mà nó quyết định đến con tà thần Xê Gia bạo chúa của Sài Gòn Phantom. Và bây giờ họ lại tiếp tục đóng mang lính, họ để cho con tà thần Xê Gia bạo chúa đi ở khúc đường dưới. Bây giờ sẽ là thử thách khả năng phòng ngự đến từ Team Flash, liệu rằng họ có thể trụ được trong vòng bao nhiêu phút nữa đây. Zero đang để lại dấu ấn rất đậm nét ở trong ván thi đấu đầu tiên này. Tình huống đổi đường đầu tiên mà Sài Gòn Phantom vươn lên dẫn trước cũng là tình huống mà Zero đã thủ tốt. Và tình huống ăn Xê Gia bạo chúa vừa rồi cũng có công của Zero khi đã tìm thấy vị trí đứng ngắm bắn viễn trình kích của Barin và dứt điểm được Elsu, xạ thủ chủ lực của Team Flash thêm một lần nữa. Bây giờ thì Sài Gòn Phantom lại tiếp tục có rất nhiều những con Xê Gia ở khu vực nửa dưới của bản đồ. Và lần này thì khả năng phòng ngự của Team Flash sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Con Xê Gia bắt đầu tiến vào rồi, ở bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom họ vẫn không vội vàng, họ đang để Zero đẩy đứng giữa. Đây là một cú úp, úp trúng vào vị trí của Kay, đạn thần quang cũng khá chính xác, băng thẳng vào đó là bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom và bóng khai luôn, đó là ADC. Lao ra đó là đạt coi, nhưng đạt coi đang chống chịu không được quá nhiều. Red đang bắn thoải mái, Red bắn vào vị trí của Kay. Kay có thủy thần rất nhiều giáp, nhưng Barin thì không có lượng giáp đấy, và băng nhảy vào Barin lên bảng rồi. Xuân Bách sẽ là người thứ ba, thứ tư sẽ là vị trí của đạt coi, và thứ năm sẽ là vị trí của Kay. 1-0 cho bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom. 1-0 dành cho Sài Gòn Phantom. Một ván thi đấu mà Bung Carry quay trở lại với con bài Quick Knock. Một ván thi đấu mà Bung cũng đã dẫn dắt thế trận là rất tốt. Và ngay lập tức là có một lời ngợi khen đến từ huấn luyện viên Titan. Màn đấu trí đầu tiên của hai chiến lược gia cũng đã có kết quả khi mà Titan đã đem về thắng lợi quay trở lại cho Sài Gòn Phantom sau liên tiếp 3 ván thua trước TDT Esports. Một ván thi đấu rất đáng tiếc cho bên phía đội tuyển Team Flash, khi rõ ràng họ là đội tuyển có lợi thế ở trong giai đoạn đầu. Họ lấy được trụ đầu trước của đối phương, nhưng họ lại bỏ đường dưới một cách quá dễ dàng cho Sài Gòn Phantom. Và cái quan trọng là ở đường trên họ lại không set up để có thể lấy được cái trụ đó của Zero. Đó là một điều tôi nghĩ rằng đáng tiếc. Nếu như họ đã xác định rằng không lấy được trụ thì thôi, hãy ở lại phần đường xạ thủ của mình và tiếp tục farm, như vậy nó sẽ tốt hơn. Còn việc họ cố gắng băng trụ vào vị trí của Zero, đó là tình huống tôi nghĩ rằng là tình huống then chốt ở trong trận thi đấu này, khi nó gỡ lại đi rất nhiều thế trận thua thiệt ban đầu của Sài Gòn Phantom. Tỷ số đã được mở dành cho những bóng ma Sài Thành. Ngay bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với bàn phân tích để nói nhiều hơn về ván thi đấu đầu tiên đầy thú vị cùng MC Cương Tạo xinh đẹp. Xin mời. Xin được cảm ơn 200.000 khán giả đang theo dõi trên các kênh sóng cùng với chúng tôi. Chúng ta đang đồng hành cùng với trận tâm điểm Team Flash Sài Gòn Phantom. Mặc dù là có tới 60% các bạn khán giả bình chọn rằng Team Flash sẽ giành chiến thắng trong ván thi đấu đầu tiên, nhưng những người mở tỷ số vẫn là những nhà đương kim vô địch Sài Gòn Phantom. Và trong ván thi đấu vừa qua thì rõ ràng là nếu như tính ở 10 phút đầu tiên, tỷ lệ về điểm hạ gục bám đuổi nhau khá sát sao. Tuy nhiên sau đó thì có thể thấy rằng Sài Gòn Phantom họ có một khả năng đẩy trụ vô cùng áp đảo, cùng với đó thì tầm nhìn cũng như là lối di chuyển của Team Flash là kém hơn hẳn so với Sài Gòn Phantom, đúng không anh biết này? Đúng là như vậy. Tình huống mà tôi muốn nhắc đến đó là tình huống mà sau khi bên phía đội tuyển Team Flash có được cho mình cái trụ nhất của khu vực đường dưới,
thì thực tế ra là họ có hai cách. Một là họ thà họ đổi đường đi và họ tập trung tấn công luôn ở vị trí của Zero, không cho Zero một cơ hội để đép lính nào. Với 4 người thì họ có thể đổi mất cái trụ thứ nhất ở khu đường dưới và thay vào đó họ lấy được cho mình cái trụ thứ nhất ở khu đường trên. Như vậy là họ sẽ có hai trụ cánh. Nhưng quan trọng là tình huống đó họ lại quá chần chừ trong việc băng trụ vào Zero và sau đó thì họ lại không thủ đường dưới và tự nhiên họ lại để hở luôn cả cái trụ thứ hai. Một mình đặt còi ở thời điểm đó không thể trách đặt còi được, bởi vì anh ta là một scout chưa đủ tiền và chưa đủ cái lượng máu để có thể phòng ngự. Cho nên sau cái tình huống đó thì tôi nghĩ rằng là Sài Gòn Phantom đã gỡ gạc lại rất nhiều về mặt thế trận, và đặc biệt là cái phần rừng bồ đỏ của ADC. Và khi mất rừng rồi thì thực sự ADC cũng bị hạn chế về mặt kiểm soát rất là nhiều. Và đây là MVP của ván thi đấu đầu tiên. Red được bắn rất cháy máy trong ván thi đấu vừa qua, xả sát thương là cực chất với điểm MVP của anh là 11.6, KDA là 5.07. Không phải nằm lại một điểm hạ gục nào trong ván thi đấu vừa qua. Lượng đam gây ra với con bài Lavi là hơn 123.000 sát thương và lượng đam chống chịu là hơn 25.000 sát thương. Anh Dũng đánh giá như thế nào về Red ạ? Có thể nói rằng là Red đã khiến cho Barin tắt nắng ở trong ván thi đấu đầu tiên này cùng với Elsu, khi mà chúng ta nhìn thấy liên tục là những pha thi đấu đạn thần quang của Red có đóng góp vào thế trận chung trong những tình huống bắt người của bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom. Còn vị trí của Barin thì đây là một game đấu quả thật là Elsu quá khó để có thể đứng ngắm lâu, và mặc dù cũng đã gây ra gần 100.000 sát thương nhưng Barin phải nằm lại quá nhiều và đặc biệt là ở trong những tình huống quan trọng. Trong khi đó thì chúng ta thấy rằng là Red giữ vị trí quá tốt, phối hợp với những người đồng đội của mình quá tốt và tính đồng đội cao cộng thêm với đẳng cấp mà Red đã tích lũy được thông qua nhiều mùa giải, kinh nghiệm nhiều hơn so với Barin đã giúp cho Red là người thắng lợi ở trong cuộc đấu giữa hai xạ thủ ở trong ván thi đấu đầu tiên của trận đấu này. Vâng, rõ ràng là dù hiện tại khi mà vị thế và tương quan lực lượng của hai đội tuyển này đã có nhiều thay đổi, nhưng cuộc đối đầu riêng ở vị trí đường rừng giữa Lai Bâng và ADC thì nó vẫn luôn rất hấp dẫn. Và rõ ràng là với sự quay trở lại con bài Quick Knack trong tay Lai Bâng thì ngày hôm nay anh ta out tiền đối phương cũng như là đã có một màn thể hiện khá là áp đảo so với ADC với con bài Zuka, đúng không anh Pepman? Đúng là như vậy, và tôi dành một lời khen dành cho con Quick Knack ngày hôm nay của Lai Bâng. Anh ấy đã có một trận thi đấu hay cả về mặt kỹ năng cũng như là cả về mặt di chuyển. Đây là tình huống best moment, đây là tình huống mà Sài Gòn Phantom đã ăn được cho mình, đó là con tàn thần xảy ra. Nhưng cái tình huống mà tôi muốn đáng chú ý hơn đến từ vị trí của Lai Bâng đó là cái tình huống mà anh ta núp được ở cái bụi khi con xảy ra đầu tiên ấy, cái con xảy ra đầu tiên khi mà anh ta núp được bụi và cây không trách cái bụi đó. Đó chính là cái tình huống cũng là then chốt thứ hai để khiến cho Sài Gòn Phantom có một thế trận snowball. Và như chúng ta đã phân tích thì khi Quick Knack đã được xanh ở trong giai đoạn đầu, Lai Bâng đã có mạng thì nó sẽ là rất thảm họa thế bên phía đội tuyển Team Flash. Trong tình huống best moment vừa qua thì một lần nữa phải dành một lời khen cho anh chàng Zero, người chơi đường trên của Sài Gòn Phantom. Rõ ràng là ngày hôm nay thì Zero đã rất nhiều lần thoát ra khỏi giao tranh, dù là đã có nhiều lần có tới 3 thành viên của Team Flash vây bắt anh ta ở phút thứ 7. Và sau đó thì tình huống vừa rồi, best moment của chúng ta, Zero đã có một vị trí để dình bắt vào Barin, quả thật rất là xuất sắc. Và chắc chắn đây cũng sẽ là một trong những tình huống then chốt để đem lại một thế trận áp đảo dành cho Sài Gòn Phantom. Như vậy là chúng ta đã trải qua 17 phút của ván thi đấu đầu tiên. Mặc dù là 17 phút nhưng thế trận là khá nhanh chóng dành cho những đương kim vô địch Sài Gòn Phantom. Chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến ngay với giai đoạn fan pick của ván thi đấu thứ hai để xem là Team Flash có lấy lại được tinh thần và có thể cân bằng tỷ số trong cuộc đối đầu này hay không. Xin mời. Sting với công thức chữa hồng sâm 4 năm tuổi và vị dâu đặc trưng ngon sảng khoái cho bạn nguồn năng lượng bứt phá. Sting bứt năng lượng sống bứt phá. Một ván thi đấu thể hiện được đẳng cấp của Lai Bâng, đẳng cấp của Red và tính đồng đội của Sài Gòn Phantom. Họ đã có được cho mình một ván thi đấu chiến thắng đầu tiên và những sai lầm đến từ bên phía đội tuyển Team Flash có lẽ rằng Rainer cũng đã nhìn ra. Huấn luyện viên của bên phía đội tuyển Team Flash cần phải chỉ bảo những học trò của mình ở trong ván thi đấu thứ hai để tránh mắc phải những sai lầm đó, bởi vì chỉ cần một sai lầm thôi khi đối đầu với Sài Gòn Phantom, bạn sẽ rơi một trạng thái là rất khó đánh. Nếu như theo dõi trận đấu Team Flash thắng 3-0 trước BTRF ở ngày hôm qua thì chúng ta cũng sẽ thấy là ở trong trận đấu ấy Team Flash dùng 3 kiểu lối chơi khác nhau để có thể hạ gục đối thủ của mình. Và ngày hôm nay ngay ở trong ván thi đấu đầu tiên thì họ lại lựa chọn những vị tướng khá khác, trong đó có Crest có lẽ là một trong số những sự bất ngờ mà Rainer muốn đem lại dành cho bên phía Sài Gòn Phantom ở trong phần đấu trí. Nhưng sau cùng thì nó cũng không thực sự hiệu quả khi mà khả năng gây ra sát thương đến từ bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom là quá tốt ở trong ván thi đấu đầu tiên, và họ cũng có những nhân tố đã làm rất hay. Chúng ta có thể kể đến Bâng với lối chơi carry quay trở lại, chúng ta có thể kể đến Red, người đã giành được cho mình danh hiệu MVP, và chúng ta cũng có thể kể đến Zero, người đã tham gia vào những tình huống, những
khoảnh khắc rất quan trọng để dẫn đến kết quả có lợi ở trong ván đấu đó. Còn ở bên phía của Team Flash, ván thi đấu vừa rồi thì cặp đôi Case cùng với Xuân Bách không thể hiện được nhiều. ADC cũng là tương đối lép vế so với Bâng, và có lẽ là do bộ ba ở khu trung tuyến lép vế như vậy nên khiến cho hai cánh của bên phía Team Flash gặp phải nhiều khó khăn, và qua đó thì Đạt Còi cùng với Barin cũng khó chơi ở trong ván thi đấu đầu tiên. Đúng là như vậy, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cấm chọn của ván thi đấu thứ hai. Lần này thì Team Flash sẽ quyết định là lựa chọn đội đỏ chứ không phải là đội xanh nữa. Sao Quan Tôm quyết định cấm đi cho mình đó là Omen cùng với Rossi. Còn với bên phía đội tuyển Team Flash, họ cấm đi Aya cùng với Ikki. Lựa chọn đầu tiên first pick dành cho Sài Gòn Phantom đó là Tulen, một sự lựa chọn có thể xoay bài được dành cho Bâng và Fizz. Tôi cũng đã chứng kiến Bâng sử dụng Tulen rất nhiều trong rank, đã đánh rất hủy diệt. Và nếu như con bài này không thực sự có những vị tướng có thể khắc chế được thì Tulen sẽ là một con bài cực kỳ nguy hiểm dành cho Sài Gòn Phantom ở trong ván thi đấu thứ hai. Nên nhớ rằng là Xuân Bách đã sử dụng Liliana. Có những vị tướng đi rừng để có thể đối đầu với Tulen nó cũng không có nhiều đâu. Nó có thể sẽ là Elandor, nó có thể sẽ là Eron. Nhưng theo như những gì mà tôi nhận được đến từ các tuyển thủ thì nếu như bạn master vị tướng Tulen thì vị tướng này gần như là một trong những vị tướng ít counter nhất tại Liên Quân Mobile. Và với lối nhường nhiều tài nguyên dành cho Bâng như ván thi đấu đầu tiên, mà nếu như áp dụng lên Tulen ở vị trí đi rừng thì khi Tulen out tiền toàn bản đồ thì tất cả chúng ta đều biết rằng là lượng sát thương của Tulen có thể tạo ra nó sẽ đem đến một quả cầu tuyết lớn đến như thế nào lăn về phía nhà chính của đối thủ. Và có lẽ là huấn luyện viên Rainer cùng với các thành viên bên phía Team Fast cũng sẽ cần phải lưu ý đến điều đó. Trong ván thi đấu thứ hai này thì họ đem về một cặp đôi dành cho Xuân Bách cùng với Case, đó sẽ là QC cùng với Thên. Xuân Bách sẽ chơi vị tướng mà Fizz cũng đã sử dụng ở trong ván thi đấu thứ nhất. Phần cấm chọn đang diễn ra khá căng thẳng đến từ bên phía đội tuyển Team Flash. Họ lựa chọn Chrissy bởi rất có thể là Tulen cũng sẽ nằm trong tay của Fizz. Sự lựa chọn xoay tướng sẽ đến từ bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom. Lựa chọn thứ hai thì sẽ không có một sự thay đổi nào, đó sẽ là Elsu dành cho Red. Con bài mà Barin thực ra đánh cũng không tệ đâu. Barin tôi để ý kỹ là những cái tình huống mà cameraman quay tới vị trí của Barin thì anh ta đều bắn trúng và có những cú bắn với chỉ kích ra rất chính xác. Nhưng ở trận thi đấu vừa rồi thì bắn trúng là chưa đủ bởi đội hình của đội tuyển Sài Gòn Phantom ở trong trận thi đấu đã quá mạnh, và một nhảy đến từ Quicknack hay là những cú bắt vào đến từ Zero đã khiến cho vị trí của Barin không được chơi. Và với bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom, Lumbua cùng với Elsu đã là hai sự lựa chọn tiếp theo đến từ những bóng ma Sài Thành. Như vậy là ở trong cặp đối đầu giữa hai xạ thủ thì hai bên sẽ đổi tướng cho nhau ở ván thi đấu thứ nhất và ván thi đấu thứ hai. Rất thú vị. Trong ván thi đấu Barin chơi Elsu thì Red đã làm tuyệt hay với danh hiệu MVP của mình cùng Lavin. Khi mà Red chơi Elsu như thế này thì để xem là Barin sẽ có thể làm được một điều ngược lại khi sử dụng Lavin trong tay mình hay không đây. Giai đoạn 1 của phần cấm chọn đã diễn ra xong. Bây giờ thì Team Flash sẽ là đội tuyển cấm trước ở trong giai đoạn 2. Họ đã cấm đi Aya và Ikki ở trong giai đoạn đầu, và bây giờ thì họ hướng đến việc cấm đi Skirt ở sự lựa chọn thứ 3. Team Flash đã sử dụng Skirt không thành ở vị trí của Đạt Còi, và họ sẽ không muốn để cho Zero có một vị tướng trì trạc và thủ đường mạnh mẽ như là Skirt. Cảm giác như là Team Flash đang muốn trả lại bài của Sài Gòn Phantom thì phải. Thì 2 trên 3 vị tướng mà Sài Gòn Phantom đã sử dụng ở trong ván thi đấu đầu tiên, thì trận thi đấu này Flash đã lựa chọn đó sẽ là Lavi dành cho vị trí của Barin, và Xuân Bách sẽ có được cho mình Chrissy quyết định cấm đi cho mình những con trâu. Nên từ bên phía đội tuyển Team Flash họ quyết định cấm đi Skirt. Còn với Sài Gòn Phantom thì họ lại tự cấm đi cho mình đó là Murat. Tôi đang nghĩ rằng là bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom họ có Elsu, họ có Tulen, đây là hai chất tướng có thể cầu máu tốt, thì hoàn toàn họ có thể lựa chọn Murat. Nhưng có vẻ như với việc họ phải ở team xanh họ lựa chọn trước nên họ quyết định cấm đi con bài này, tránh đi một cái con bài Murat nguy hiểm đến từ bên phía đội tuyển Team Flash. Như vậy cũng là một cái sự lựa chọn tốt đến từ huấn luyện viên Titan. Còn với bên phía đội tuyển Team Flash họ quyết định lại là một lần nữa cấm đi cho mình con bài Veres. Veres cũng là một vị tướng cực kỳ lợi hại ở trong tay của Bâng, và khi mà đối phương đang có được phong độ cao sau ván thi đấu đầu tiên thì Team Flash cũng lại thêm lần nữa cấm đi vị tướng này. Còn Sam Phantom thì tiếp tục cấm vào vị trí cánh tà thần xê ra của Đạt Còi với con bài Richter. Như vậy thì vẫn còn rất thoải mái những sự lựa chọn đi rừng mạnh hàng đầu ở trong meta này dành cho cả Bâng lẫn ADC để có thể lựa chọn. Team Flash có lẽ là họ sẽ giấu rừng dành cho ADC thôi, và một sự lựa chọn dành cho Đạt Còi có lẽ sẽ được đưa ra ở trong tình huống thi đấu này. Yena cũng không phải là một sự lựa chọn tồi nếu như phải đưa ra trước vị tướng ở đường tà thần xê ra, nhưng Ryoma thì là một vị tướng đáng tranh chấp hơn, và vì thế mà quyết định của Team Flash dường như sẽ là hướng về Ryoma. Tuy vậy nếu như Ryoma được lựa chọn ra thì tôi nghĩ rằng là Zero sẽ lấy Quy. Quy là một vị tướng có thể giai đoạn đầu
sẽ không đánh lại Rioma, nhưng chỉ cần có cấp độ 4 băng vào và với những cú ganh đến từ vị trí của Bông thì Quỳ sẽ mạnh hơn Rioma là rất nhiều. Giai đoạn giữa và cuối trận thì Rioma cũng là một chất tướng khó đánh hơn so với Quỳ. Quỳ có hạo nhiên trưởng, Quỳ có tốc biến và sử dụng thêm chiêu cuối, những combo của Quỳ thì hiệu quả hơn. Và hãy cùng chờ xem Zero sẽ muốn lấy kèo gì để có thể đối đầu với Rioma. Những vị tướng đường trên cũng đã bị cấm đi rất nhiều, Omen, Richter rồi Skirt. Vậy thì tôi cũng đang chỉ có thể nghĩ đến những con bài Quỳ thôi, hoặc nếu mạo hiểm hơn thì có thể đánh Florentino. Nhưng Florentino thì đúng là chơi hơi lớn đến từ Zero, bởi vì dù sao con bài này cũng là một con bài mà khó đánh rồi. Hãy cùng chờ xem lựa chọn đường giữa hay đi rừng dành cho Bâng ở những quay chọn tiếp theo đến từ Sài Gòn Phantom. Đây, họ đã có Tulen. Tulen đối đầu Chrissy cũng là một kèo tôi nghĩ rằng Tulen chơi được, chỉ là chơi được thôi. Và họ cũng đã nghi như vậy, và Volcat đang là sự lựa chọn đến từ bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom. Và Zuka cũng đang được hướng đến nữa, nhưng đang thay đổi từ Volcat sang Tachi rồi, lại tiếp tục xoay sang Volcat thêm một lần nữa. Với hai sự lựa chọn như thế này thì bên phía của Sài Gòn Phantom cũng sẽ khiến cho Team Flash cần phải đoán xem, nhưng nhiều khả năng sẽ là Volcat đi rừng một thôi. Bởi vì rõ ràng là Zuka thì đi cả đường tà thần xây ra, cả đi rừng thì đều ổn. Nhưng Volcat ở thời điểm này mà sử dụng ở cánh tà thần xây ra, nhất là khi gặp sải tay dài của Rioma, thì khả năng bị đè đường là rất cao. Và vì thế mà khả năng cao là Volcat nằm trong tay Bâng ở trong ván thi đấu này. Một trận thi đấu mà Bâng sẽ mang lại cho mình đó là con bài Volcat. Volcat cũng đang xuất hiện hơi ít tại đấu trường danh vọng mùa đông 2022. Hình như là chưa có một trận thi đấu nào sử dụng Volcat thì phải. Và Bâng là người không có Bâng cũng đã đánh Volcat rồi. À, như đã có một trận đúng không? Một trận trước đó đúng không? Nhưng mà hình như chỉ có Bâng. Bâng là sử dụng cho mình con bài Volcat này mà thôi. Còn những người chơi đi rừng khác thì họ lại đang không ưa chuộng vị tướng này cho lắm. Khi mà Volcat là một vị tướng đúng khỏe thì khỏe thật, nhưng nó cũng có thể phế rất dễ nếu như ở giai đoạn đầu Volcat không được chơi với những cú lên ngựa của mình. Và bây giờ thì ADC, con bài đi rừng nào đây? Pain. Một ui, khóa luôn đến từ vị trí của ADC. Đã khóa vào vị trí của Pain ở trong ván thi đấu này. Một sự lựa chọn đem lại khả năng sốc sát thương cực kỳ ghê gớm trong đội hình của Team Flash. Ở trong mùa giải này thì tôi cũng nhìn thấy có rất nhiều người chơi leo rank bằng vị tướng Pain, khi mà khả năng sốc sát thương của Pain đặc biệt ở trong giai đoạn đầu nó là có thể khiến cho những vị trí chủ lực trong đội hình của đội tuyển Sài Gòn Phantom, đặc biệt là vị trí của Elsu hay ngắm bắn, sẽ có thể phải lên bảng điểm số rất nhanh. Con bài Pain là một con bài có lẽ là chiến lược đến từ bên phía đội tuyển Team Flash. Họ đã giấu con bài này rất lâu, và Pain cũng là một trong những vị tướng thất sủng khá là nhiều tại các giải đấu APL rồi GCS, rồi các giải đấu đấu trường danh vọng tỷ lệ sử dụng Pain là rất ít. Nhưng ngày hôm nay ADC sẽ có được cho mình con bài Pain. Nói về điểm mạnh thì Pain có thể bắt được những con bài yêu máu và có khả năng đứng ngắm bắn từ xa như kiểu là Elsu, hay thậm chí là Tulen cũng sẽ rất sợ Pain. Zuka đường trên của Zido cũng là một vị tướng cũng không phải là quá trâu, nên Pain hoàn toàn có thể sốc sát thương được. Nhưng điểm yếu của Pain thì chúng ta cũng đã biết rồi, đây cũng không phải là một vị tướng quá khỏe ở trong phần rừng lớp máu ít. Và nếu như để cho một vị trí như kiểu là Volcat có thể bắt vào thì Pain quả thực là rất khó chạy. Pain mà thọt thì Team Flash sẽ cực kỳ khó đánh trong ván thi đấu này. Với một line up mà Rioma ở cánh trên cũng rất mạnh ở trong giai đoạn đi đường, cộng với Pain có thể đem lại một lượng sát thương đầu ra ổn, thì có lẽ là Team Flash sẽ muốn hướng đến một giai đoạn đầu khởi sắc. Ngoài ra Pain cũng sẽ kết hợp cùng với đạn thần quang của Lavin, tôi nghĩ là rất tốt. Khi mà Lavin bắn đạn thần quang ra đường giữa trúng vào Tulen của Fizz chẳng hạn, thì có thể là ADC ở hơi xa một chút, nhưng có thể tiếp cận ngay với chiêu cuối của mình diệt hồn truy. Và khi đó thì những mục tiêu trúng đạn thần quang của bên phía Sài Gòn Phantom cũng sẽ lên bảng điểm số rất nhanh. Ván thi đấu hấp dẫn, một ván thi đấu hấp dẫn khi đã có những con bài dị được bên phía đội tuyển Team Flash mang ra, đó sẽ là Pain trong tay của ADC. Ngoài ra các kèo thi đấu đường cũng là những kèo thi đấu rất hấp dẫn khi Zero với Zuka sẽ phải đối đầu với Rioma trong tay của Đạt Còi. Ở trong trận thi đấu đầu tiên, Zero đã đánh rất hay. Zero có thể nói rằng đã là 1-0 dành cho Zero ở khu đường trên với Đạt Còi rồi. Nhưng ở trong trận thi đấu đầu tiên tôi nghĩ rằng Đạt Còi chưa được chơi thôi. Nếu như anh ấy được PK ổn hơn, một thế trận tốt hơn, thì tôi nghĩ rằng Đạt Còi hoàn toàn có thể tỏa sáng ở trong trận thi đấu thứ hai. Và chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu thứ hai giữa Sài Gòn Phantom. Những bóng mai sẽ thành đối đầu với bên kia là Team Flash. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 dành cho Sài Gòn Phantom. Cũng giống như Barin thì viên viễn chinh kích đầu tiên của Red ở trong game đấu cũng là chuẩn xác, và nó cũng chuẩn xác vào vị trí đường giữa của bên phía đối phương. Smash mất đi một lượng máu và phải lùi về thấp hơn so với cặp đôi Fizz cùng với Qua. Qua đó đã tạo điều kiện dành cho cặp đôi bên phía Sài Gòn Phantom gia tăng tốc độ đẩy lính của mình ở trong giai đoạn đầu. Nhưng với một bướm ảo thì QC của Smash cũng đã hoàn thành xong phần việc của mình và quyết định là cấu máu vào Qua. Fizz ngay lập tức cho thấy sự đánh đá với Tulen nằm trong tay mình. Đường dưới thì Barin vừa đổi máu để có thể đẩy lính, anh ta mất đi cho mình nửa cây máu rồi. Red đã có những cú viễn chinh kích là khá chính xác, và những con lính này thì Red
cũng sẽ ăn được thành công mà thôi. Khoa sẽ ngay lập tức xuống hỗ trợ dành cho vị trí của Red. Ở đường này thì có lẽ rằng là Barin khả năng cao sẽ là một đấu hai khá nhiều, bởi nếu như thên trong tay của Kay có xuống đi chăng nữa thì tôi nghĩ rằng cũng sẽ không đem lại quá nhiều hiệu quả đâu, bởi dù sao Elsu cũng là một chất tướng đứng từ rất xa và thên thì lại rất khó để có thể áp sát vào vị trí của Elsu. Đúng là như vậy, nhưng thên của Kayce đang có được cho mình một vị trí là rất kín. ADC chưa có cấp 4 nhưng có lẽ là đang muốn tấn công sớm sang phần rừng của bên phía đối phương. Không biết là lộ chưa, Khoa cũng đang vào. Ui rất tốt đến từ tình huống xung phong này, đến từ vị trí của Kayce. Và nó đem lại điểm chiến công đầu dành cho ADC rồi. Red cũng đang vào, Fizz cùng với Khoa đánh ngược trả lại. ADC thấp máu, đó là điểm mạng của gỡ gạc một đều dành cho bên phía của đội tuyển Saigon Phantom. Nhưng Kayce vẫn đang làm quá hay với thên ở trong tay mình. 2-1. Và đó là tình huống tấn công rất thành công của Team Flash ở trong giai đoạn đầu. Một pha bắt di chuyển rất hay đến từ Kayce, khi anh ta biết rằng Khoa đã di chuyển xuống khu vực đường dưới, sẽ không có một tầm nhìn nào dành cho bên phía đội tuyển Saigon Tom ở khu vực hàng phần bùa đỏ của Bung. Và một tình huống lọt là bùa đỏ quá hay đến từ vị trí của Kayce đã có được cho mình 2 điểm hạng gục dành cho bên phía đội tuyển Team Flash. Tuy lượng tiền chênh lệch là không phải là quá nhiều, nhưng nó sẽ lại một lợi thế tâm lý rất mạnh dành cho bên phía đội tuyển Team Flash. Khi Bung đã mất bùa, Bung đã mất mạng thì đó sẽ là những lợi thế đầu tiên. Ta đang được xem lại tình huống này, một tình huống mà Kayce đánh hay từ đầu đến cuối. Anh ta có hai cú ủi quá chí mạng, và những tình huống xung phong đến từ Kayce cũng là rất hay. Bây giờ sẽ là tranh chấp con rồng ánh sáng này. Đạn thần quang không chính xác đến từ vị trí của Barin, rồng nó thuộc về ADC, long trời lở đất, rồng thuộc về ADC rồi, nhưng sau đó là bá vương chảo băng vào rất quyết liệt đến từ vị trí của băng. ADC ngay lập tức lên bảng đến số lần thứ hai, lôi điểu được bắn ra đến từ vị trí của băng tiến lên tạo sát thương và đặt còi và đem về double kill dành cho người đồng đội của mình. Một pha xử lý đầy tính kỹ năng đến từ người đi được giữa bên phía của đội tuyển Saigon Phantom. Nhưng ở con bùa xanh tiếp theo thì liệu Saigon Phantom có thể cướp hay không đây, khi mà Tinkas cũng đang đánh ngược trở lại vô cùng đánh đá và Kayce có điểm áp thôi. Bắn cháy cái máy đến từ Lavin nằm trong tay của Barin, tỷ số là 4-3 sau khoảng gần 3 phút thi đấu đầu tiên. 3-4, 3-4, nhưng mà bên phía đội tuyển Team Flash vẫn muốn phản công và họ phản công được thành công. Xuân Bách còn đủ chiêu và Kayce cũng đủ trâu. Họ biết rằng Bung đã không còn tình huống lên ngựa của mình, không còn cái chiêu cuối nữa và họ cũng phản công một tình huống phải nói là quá hay. Thời gian thực thì đạn thần quang Barin vừa tấn công với chiêu của Khoa dính Excalibur, nhưng Khoa chỉ còn lại một chút máu mà thôi và vẫn chạy về được đến từ trợ thủ của Saigon Phantom. Hơi tiếc là không có sát thương bồi vào để có thêm điểm hạ gục nữa. Một giai đoạn đầu đầy sôi động mà hai đội tuyển đang đem đến dành cho chúng ta. Team Flash cũng đã có những pha thi đấu mà khiến cho Saigon Phantom gặp phải bất ngờ, nhưng Saigon Phantom cũng đã quay ngược trở lại rất nhanh. Họ vẫn đang đảm bảo được một lượng tiền là đủ tốt, dù cho thêm một lần nữa thì họ để cho đối phương kiểm soát được trước mục tiêu đầu tiên trong ván đấu. Đúng là như vậy, và bây giờ thì thế trận vẫn đang là cân tiền đến từ cả hai bên. Team Flash với việc hơn một điểm hạ gục thì họ cũng đang lợi thế hơn một chút về mặt lượng tiền. Những phút thứ tư sắp tới rồi, nơi mà những con xe cũng sẽ được hồi sinh ra, và khi đó lớp giáp trụ cũng sẽ không còn. Hãy cùng chờ xem là Saigon Phantom hay Team Flash sẽ là người ép trụ tốt hơn. Ở trong ván đầu tiên thì cái trụ đầu tiên Flash đã là người làm tốt, nhưng ở trong ván đấu thứ hai với việc Lai Bung cầm cho mình đó là Voncat và anh ta đang có một góc đứng rất đẹp như thế này thì đang Saigon Phantom sẽ muốn tấn công. Bung lao vào những ADC là người chủ động tấn công với cái diệt hồn truy của mình. Bung bật cho mình đó là chiêu cuối lên đang quẩy vào người của Kayce, nhưng Kayce là rất trâu và Bung mất đi cho mình đó là cú lên ngựa. Trao đổi chiêu cuối đến từ hai người chơi đi rừng, trong khi đó thì Xuân Bách không xuống với những người đồng đội của mình mà thay vào đó thì chặn đường về khu vực đường giữa để có thể cấu máu được vào. Thêm một tình huống tấn công quá tốt nữa đến từ vị trí của Kayce, và lần này thì Khoa không chạy được nữa đâu, đó là điểm bảo cục thứ 3 thuộc về Barin rồi. Có thể ép được trụ luôn, có thể ép được trụ đường dưới luôn đến từ bên phía đội tuyển Team Flash, khi bây giờ chỉ cần Xuân Bách và ADC di chuyển xuống thôi thì sẽ là một thế 4-1 hoặc 4-2, nhưng họ lại muốn mạo hiểm hơn. À không, họ không mạo hiểm một tí nào cả, họ ép được Fizz phải lùi sau và thậm chí là lấy được cho mình trụ nhất ở khu đường giữa. Trong khi đó thì ở khu vực đường rồng, Barin vẫn đang đẩy lính tốt, nhưng với lượng máu này thì hơi khó tấn công. Xuân Bách bất xuất hiện rất bất ngờ, hất tung đối phương tốt với bão lá nhưng chưa thể hạ gục nhanh được vị trí của Volcat. Những viên đạn thần, chính xác là những viên viễn trình kích đến từ vị trí của Red vẫn đang đạt được độ chuẩn xác là khá cao, nhưng các thành viên bên phía Team Flash vẫn biết cách để đẩy cho Elsu phải lùi về khá sâu trong phần trụ của mình và chấp nhận luôn luôn phải đẩy lính sau so với Barin, với con bài Lavin đang rất xanh trong bán thi đấu này. Nhưng một lợi thế rất lớn đã dành cho bên phía đội tuyển Team Flash rồi, đó là cái trụ thứ nhất ở khu vực đường giữa. Đây là một cái trụ huyết mạch, như chúng ta đã biết, thường các đội tuyển sẽ kèn cựa nhau ở trụ khu vực đường giữa này rất nhiều, rất lâu. Thậm chí có những ván đấu phải đến phút thứ 8, phút thứ 10 sau khi có được cho mình con tà thần C ra đầu tiên thì cái trụ đường giữa mới được giải quyết. Nhưng ngay ở phút thứ 5 thì Team Flash đã có trụ rồi, và đây sẽ là một thế di chuyển rất thoải mái dành cho Xuân Bách và ADC. ADC sẽ không bị lộ sai nhiều. Còn với Tulen trong tay của Fizz, một chất tướng mà phải phòng thủ lính theo cái dạng đó là hơi cận chiến một chút, thì cũng sẽ là một sự khó khăn dành cho Fizz ở khu vực đường giữa. Bây giờ thì ADC cùng với đặt còi đang muốn gây áp lực dành cho Zero, nhưng ở đường trên với chất tướng cơ động như là Duy Cản, Zero sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm. Bây giờ sẽ cùng chờ xem cách ép đến từ bên phía đội tuyển Team Flash sẽ là như thế nào, khi họ đang có một lợi thế rất lớn rồi.
họ đang có lợi thế khi một tầm nhìn rất rộng rãi sẽ có được ở khu vực hai bên bờ sông với cái trụ đầu tiên đã bóc đi được ở đường giữa của bên phía đối phương. Nhưng ngược lại thì San Phantom cũng đã khá tranh thủ để có được cái trụ đầu tiên của mình ở khu vực nửa trên và qua đó tạo ra một thế defense free dành cho Zuka của Zero. Zero cũng đang khá thoải mái trong quá trình này. Fizz vẫn có thể thoát về, né được diệt hồn truy đến từ vị trí của ADC, nhưng Bâng thì sao đây? Hết bất tử ma thân thì liệu có thể trở về với vòng tay của những người đồng đội hay không? Bâng vẫn đang cố gắng về, có thêm long trời lở đất để hỗ trợ Bâng về và Bâng về thành công. Tình huống rất mạo hiểm cho vị trí của Bâng. Bâng cuối cùng cũng đã về được rồi. Nhưng rõ ràng bây giờ lượng sát thương đến từ bên phía đội tuyển Team Flash đã không còn e ngại vị trí của Vonkat. Thậm chí là lên ngựa là có thể chơi luôn được đến từ Xuân Bách hay là Barin. Bây giờ sẽ là ép trụ đường dưới đến từ bên phía đội tuyển Team Flash. Đương nhiên là họ ép được rồi. Bởi đường giữa thì đã là hè thông đường thoáng, thì bên phía đội tuyển Team Flash thì không có lý do gì đường giữa họ không ép được cả. Xuân Bách chỉ cần di chuyển xuống cùng với Barin và Kay, họ có được trụ dưới một cách rất dễ dàng. Bây giờ tôi nghĩ rằng mục tiêu tiếp theo đến từ bên phía đội tuyển Team Flash sẽ là những con Caesar và có thể sẽ là cái trụ thứ nhất ở khu vực đường trên. Sau khi đem lại sự hoài niệm cho người ta về giai đoạn debut của mình với lối đi rừng carry thì Bâng ở trong ván thi đấu này đang lựa chọn một lối đi rừng mới, thì phải Bâng đánh như kiểu trợ thủ ấy từ đầu đến giờ. PSMan có để ý không? Vonkat thường xuyên xuất hiện chỉ để đép cái trụ đầu tiên ở khu vực đường rồng thôi. Có lẽ là cũng một phần do cái trụ đường giữa của Sài Gòn Tôm họ mất nhanh quá và cái hướng di chuyển của Bâng nó cũng bị hạn chế đi phần nào. Đặt cỏ ở khu đường dưới rất thoải mái, thì có được cho mình đó là cái loạn chạm của phòng thủ được tơn lính do Red cùng với Khoa đẩy lại. Còn đây là Barin cùng với Kay. Barin cùng với Kay rất dễ dàng thôi. Đương nhiên rồi, bây giờ Team Flash đơn giản họ sẽ bào đi cho mình những dàn trụ ngoài, kiểm soát cho mình con Caesar. Đó là một lối đánh cực kỳ cơ bản mà thôi, sau khi họ đã có được cho mình cả dàn trụ ngoài ở bên phía Sài Gòn Phantom rồi, không có một lỗi hệ thống nào cả ở trong ván thi đấu thứ hai và rõ ràng Flash vẫn đang làm tốt. Toàn bộ dàn trụ ngoài của Sài Gòn Phantom đã bị bóc đi và đúng là Team Flash đang làm khá ổn. Lượng tiền mà họ chênh lệch cũng cho phép họ có thể tiếp tục tấn công vào phần sân của bên phía đối phương. Bây giờ thì có lẽ là Sài Gòn Phantom sẽ hy vọng vào một giai đoạn giữa trận kéo dài nơi mà họ có đủ thời gian để có thể tích lũy thêm tài nguyên dành cho những người chơi chủ lực trong đội hình của mình. Như vậy chúng ta có thể thấy là Bâng vẫn đang đảm bảo một lượng tiền là ngang bằng so với ADC. Nhưng hãy nhìn lượng tiền của Barin, Lavin của Team Flash ở trong ván thi đấu này đang thực sự là rất xanh. 5.700 tiền, 5.800 tiền đến từ Lavin trong tay của Barin rồi. Bây giờ có lẽ Team Flash chỉ cần chơi như sách giáo khoa thôi. Nhưng Xuân Bách đang có một tình huống di chuyển là hơi mạo hiểm khi Zero đứng ở trong một cái bụi. Nhưng lần này thì Team Flash đã tỉnh táo hơn, họ đã check bụi rồi. Ăn luôn cho mình đó là con tàn thần Caesar. Và đây là Zero bị tấn công và bị câm lặng. Nhưng còn cho mình đó là quả cầu băng xương, Zero sẽ không thể chạy nổi. Sát thương cuối cùng thuộc về Xuân Bách. Và Caesar cũng sẽ thuộc về bên phía của Team Flash luôn, khi mà họ đã tập hợp người rất tốt để đánh bắt vào vị trí của Zero. Đây là điểm hạ gục thứ 6 mà Team Flash có được trong ván thi đấu này. Lượng tiền của họ hơn so với Sài Gòn Phantom cũng đang rất vào form rồi. Với 3.000 tiền hơn ở trong giai đoạn giữa trận thì đây là một lượng tiền công thức để Team Flash hướng về những dàn trụ 2 của Sài Gòn Phantom. Bây giờ chỉ cần đánh theo như sách giáo khoa mà thôi. Đơn giản là thả Caesar, rồi sau đó là những tình huống ép trụ. Nếu họ không thể ép được 3 đường thì hãy chỉ cần ép 2 đường. Tôi nghĩ rằng những cái trụ thứ 2 sẽ bể rất nhanh đến từ bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom. Con Caesar hình như đã được thả lên cục đường trên, và với những con Caesar tiên phong sau phút thứ 8 nó rất là mạnh và rất khó để bạn có thể một vài những bộ chiêu thức đơn giản để có thể clear được ngay. Đấy, chúng ta nhìn thấy một bộ chiêu thức của Zero kết hợp phải thêm những chiêu thức đến từ anh chàng Fizz nữa thì mới có thể clear được đó là một con Caesar tiên phong. Còn ở khu đường trên thì là một con tà thần Caesar to cùng với thêm một con Caesar tiên phong nữa. Barin chưa có góc bắn, Barin vẫn đang chờ đợi những cái bá vương chảo của Bâng được tung ra trước. Những cú bắn của Red vẫn đang là rất chất lượng. Đúng là rất chất lượng, dù là ở trong thế công hay thế thủ thì Red vẫn đang thể hiện được khả năng bắn viễn trình kích thiện xạ của mình. Đội hình của bên phía Sài Gòn Phantom phòng ngự lính thì là vừa phải thôi, nhưng họ có khả năng đánh lượt ADC thế là khá ổn. Nhưng Zero đã bị bắt quá nhanh, và thêm một lần nữa thì ADC lên tiếng cùng với đạt còi. Rõ ràng Zuka không phải là một vị tướng quá khỏe về chống chịu khi đi ở khu vực đường tà thần Caesar. Nếu như đi rừng thì bạn còn có Zeus Leviathan, đi đường tà thần Caesar thì bạn sẽ phải full đam mà thôi. Và ADC rất thích những vị tướng full đam bằng vào với diệt hồn truy ở một combo cầm lặng đến từ Pain. Chắc chắn Zuka sẽ phải lên bảng điểm số. Ba cái trụ hai chỉ sau một con Caesar, quá thành công từ bên phía đội tuyển Team Flash. Có thể là nếu như Sài Gòn Phantom để thua ván thi đấu này thì người ta sẽ lại nói đến vị trí của Zero, khi mà trong giai đoạn đầu thì Zero được thả farm tự do, không xuất hiện nhiều và khiến cho cánh rồng của Sài Gòn Phantom liên tục gặp sức ép bởi đông người của Team Flash. Và đến giai đoạn đi đường vừa khép lại thì Zero liên tiếp phải nằm xuống 2 lần. Để bây giờ thì những lợi thế mà Team Flash có được trước Sài Gòn Phantom lại đang được gia tăng. Họ đã bóc được đúng toàn bộ 6 cái trụ của bên phía Sài Gòn Phantom theo đúng kịch bản rồi. Và ở phút thi đấu thứ 11 thì sẽ là những mục tiêu tiếp theo mà họ có thể sử dụng để hướng về những đường lính siêu cấp của bên phía đối phương. Bây giờ đánh chuẩn là đóng băng lính này anh Dũng ạ. Khi mà bên phía đội tuyển Team Flash hoàn toàn có thể đóng băng lính ở một tầm xa, họ có pain để có thể băng vào những vị tướng
dám đi ra đẩy lẻ. Và với ADC thì rõ ràng Zero tầm này không có cửa. Zero nếu stay low với ADC, tôi nghĩ rằng là một combo của ADC là Zero hoàn toàn có thể lên bảng đếm số ngày. Sài Gòn Phantom đang phải đi chung với nhau rất nhiều để có thể clear được đi những tên lính đặt còi cũng đang đứng lấy sai, đang đóng băng lính đường trên, đường giữa và cả đường dưới nữa. Bên phía Team Flash chắc chắn sẽ chờ cho con tà thần Caesar tiếp theo. Bây giờ đơn giản là cứ có mục tiêu thì họ ăn thôi, họ cứ ăn hết từ rồng cho đến Caesar rồi đẩy lên một đường hoặc hai đường, cố gắng bào đi cho mình đó là những cái trụ ở khu vực đường siêu cấp. Tầm này lượng tiền nó chưa đủ nhiều để Sài Gòn Phantom không còn quan tâm đến lượng tiền nữa. Lượng tiền vẫn còn là rất ít, những người chơi như Bung, như Red vẫn chưa đủ đồ để có thể tham gia giao tranh. Đúng là như vậy, những sát thương chủ lực trong đội hình của đội tuyển Sài Gòn Phantom vẫn cần có thêm những món trang bị quan trọng của mình nữa mới có thể giúp cho sức mạnh của Sài Gòn Phantom được tăng tiến. Tôi vừa muốn chia sẻ rằng là đội hình của Sài Gòn Phantom đép lính thì bình thường, nhưng đánh ngược thế tựa trụ từ trong nhà ra thì lại rất ổn với Long Trời Lở Đất, với bất tử ma thân của Podcast và với cả trầm trọng lực của Zuka nữa. Nhưng họ có cơ hội để có thể phản công hay không thì chưa biết, bởi vì nếu như tận dụng tốt mục tiêu như là con Caesar thì Flash hoàn toàn có thể ép chuẩn và khiến cho Sài Gòn Phantom gặp bất lực trong việc phòng ngự. Bừng rất bất lực trong việc tranh chấp con Caesar vừa rồi, anh ta thậm chí còn bị cầu máu rất đau bởi cả đạt còi cùng với vị trí của Case. Bừng đã phải lên cho mình đó là một món trang bị là cái huân chương Choi, như vậy là lượng sát thương của Bừng cũng sẽ không phải là quá nhiều đâu. Bình thường thì với một con Voncat xanh bạn có thể lên được trước cho mình khoảng tới 3 món trang bị gây sát thương, nhưng với việc đối phương có một bên quá mạnh trong tay của ADC thì trận thi đấu này Bừng sẽ phải chơi phòng thủ một chút, anh ta sẽ phải lên cho mình cái huân chương Choi. Và bây giờ con Caesar tiếp theo, tớ nép tiếp theo đến từ bên phía của đội tuyển Team Flash sẽ diễn ra trong khoảng 30 giây nữa. Họ đang dồn khá nhiều tâm huyết ở trong tình huống thi đấu này. Còn ở bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom, giờ đây thì Red cũng đã là người được nhận bùa xanh rồi để có lượng thời gian hồi chiều nhanh hơn, bắn được nhiều viễn trình kích hơn, dọn lính từ khoảng cách xa hơn để giảm thiểu sức ép đẩy về phía nhà của thành viên bên phía của đội tuyển Sài Gòn Phantom. Thì Flash vẫn đang rất từ tốn, họ vẫn đang rất từ tốn trong việc lấy thông tin về mặt tầm nhìn và đặc biệt là chờ đợi những con xe ra. Chờ đợi những con Caesar, những con Caesar này có vẻ như bên phía đội tuyển Team Flash đang không muốn ép vào khung đường giữa, họ đang muốn ép lên khu vực đường trên. Đặt có bây giờ mới bắt đầu đẩy, con Caesar này không còn quá nhiều máu của Excalibur vừa rồi của Case là tốt. Con Caesar này thì có lẽ là bên phía Team Flash sẽ không tận dụng được nó quá nhiều đâu, bởi bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom cũng đã bắt đầu phòng thủ rồi. Nhưng đường trên là một con Caesar tiên phong cực kỳ khó chịu, đặt có đã bắt đầu đẩy vào, con Caesar đã tiến vào rồi. Sài Gòn Phantom chưa có người phòng thủ, Red đã ra, Red đã có một cú bắn và clear được con tà thần Caesar này, nhưng vẫn còn đó là một con Caesar tiên phong cực kỳ khó chịu. Bên phía đội tuyển Team Flash chưa bắn trụ Barin, chưa bắn trụ trong tình huống này, anh ta bị dính một cú viễn chính kích. Bừng lao ra, Bừng mất rất nhiều máu, Zero lao vào nhưng Zero một cân năm và ngay lập tức bay màu. Và ngay lập tức bay màu thôi anh Dũng ạ. Ngay lập tức bay màu đến từ vị trí của Zero, trong khi Bừng còn kịp xuống ngựa, nhưng Zero thì lại không thể tồn tại được quá lâu ở trong pha giao tranh vừa rồi. Và đó là một cơ hội quá tốt để Team Flash tận dụng những con xe ra tiên phong tiếp theo ở khu vực nửa dưới của bản đồ sẽ là đường lính siêu cấp đầu tiên. Và khi họ tập hợp người ở đường giữa thì liệu có phải là đường lính siêu cấp thứ hai hay luôn hay chăng đây? Không, có lẽ là chưa, khi mà không còn lính ở khu vực đường giữa nữa. Nhưng quay ngược trở về và ăn rồng thì sẽ là đúng kịch bản Snowball ở trong giai đoạn giữa trận như thế này. Họ có một đường lính siêu cấp sau khi tận dụng con xe ra bóng tối cuối cùng ở trong ván đấu. Đúng chuẩn là làm theo sách giáo khoa rồi. Bây giờ sẽ là ăn con rồng ánh sáng và sau đó chờ đợi con tà thần xe ra bạo chúa. Nó giống y hệt cái kịch bản của Sài Gòn Phantom ở trong ván thi đấu đầu tiên. Bây giờ họ sẽ chờ cho con tà thần xe ra bạo chúa hồi sinh ra rồi sau đó kiểm soát tầm nhìn. Nếu như Sài Gòn Phantom cố gắng tràn ra để có thể tranh chấp con tà thần xe ra bạo chúa đó thì Team Flash hoàn toàn có thể tràn ra đánh ở bên phía bên ngoài chứ không cần phải đứng ăn tà thần xe ra theo một cách 5 ăn 5 thua nữa. Tầm này sát thương của ADC đã là rất nhiều rồi, 9.500 tiền. Anh ta đã gần như đầy đủ những món trang bị có thể gây được sát thương, thậm chí là trên người của ADC còn cầm tới hai cái cầu băng xương. Chắc cú như thế này thì hơi khó để có thể lấy mạng được ADC trong những pha giao tranh. Ở trong tình cảnh mà Zuka của Zero đã phải nằm xuống đến 3 lần và thua 2.000 tiền so với đạt còi như thế này thì quả thật là Zuka hơi khó triển khai. Nhưng đây sẽ là tình huống 3 đánh 2 nơi mà Sài Gòn Phantom họ tìm thấy vị trí của đạt còi rồi. Nhưng vẫn có thể thoát về với hai lần thần hành bạch biến khi đã kích hoạt lên nhằm thuận. Trong khi đó Xuân Bạch bắt được vị trí của Fizz và lần này thì Xuân Bạch là người solo kill Fizz với QC. Lần này là Xuân Bạch đã solo Fizz với con bài QC rồi. Có bao nhiêu thì chắc là pha vừa rồi trả đủ đây. Thì mà Fizz đã bị vị trí của Xuân Bạch solo kill ADC bị dính cú bá vương trảo của Bừng mất đi cho mình nửa cây máu. Nhưng rõ ràng đường giữa đang là một áp lực rất lớn cho bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom. Không có Bừng, không có cả vị trí của Fizz nữa thì ai sẽ phòng ngự? Như vậy là hai đường quá dễ dàng cho bên phía đội tuyển Team Flash. Và sau khi có được hai đường thì họ vẫn tiếp tục chuẩn sách giáo khoa, quay trở về hang Caesar bạo chúa, có thể chờ đợi cho một tình huống bắt người. Đứng chờ thôi, đứng chờ thôi. Là ăn Caesar thật nhanh nhưng họ đang muốn bắt nhiều hơn, tấn công vào vị trí khoa lấy đi được cây máu của người chơi trợ thủ bên phía Sài Gòn Phantom. Bừng vẫn đang chờ đợi cơ hội vào, đang có bất tử ma thân chờ đợi để được bật lên. Không cần phải ăn. Sau đó thì bên phía Team Flash đổi hướng, họ tấn công sang khoa thép một lần nữa và thép một lần nữa thì Case lại đẩy được một người về, nhưng đẩy Bừng về đúng vị trí để Bừng có thể gặp được Bừng.
tỏa sáng với Volkat nắm trong tay mình. Nhưng Barin cũng ngay lập tức trở thành truyền thuyết, bấm xuống ngựa thành công, cố gắng quẩy thêm một lát nữa. Bắn vào vị trí của Barin nhưng không được, đó là double kill dành cho Barin. Tràn lên đến từ Team Flash, nhưng sát thương của Fizz là đủ tốt để ADC. Team Flash có được cho mình 2 điểm hạ gục, nhưng họ mất xe ra bạo chúa, mất ADC và mất Skaze. Không ổn rồi, không ổn rồi, tại sao Team Flash lại cố gắng ăn xe trong tình huống đó? Chờ đi, cái hiệu ứng của bá vương chảo mất đi thì làm sao? Vâng, đã có một tiếng lao thẳng và kết hợp cùng với đó là long trời lở đất đến từ vị trí của Khoa. Và trong một pha dồn sát thương đến từ vị trí của Volkat thì Băng là người chiến thắng được ADC trong việc trừng phạt đi cho mình đó là con tà thần Caesar bạo chúa. Mất Caesar bạo chúa, tuy lượng tiền trên đường là 4.000 nhưng câu chuyện về mặt kiểm soát thế trận nó lại quay ngược trở về dành cho bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom. Quá bất ngờ. Nhưng tình huống đẩy đầu trận của Case là chiếc chìa khóa để mở ra thế trận thuận lợi dành cho Team Flash. Nhưng vừa rồi cú đẩy băng về phía hàng Caesar để găm bá vương chảo và con Caesar bạo chúa, nó lại là chiếc chìa khóa giúp cho Sài Gòn Phantom giải đi thế bí rồi. Xuân Bách bị tấn công bởi long trời lở đất đến từ Khoa, nhưng Fizz chưa đủ độ gần để có thể dồn thêm sát thương vào. Bên phía Team Flash vẫn đang cố gắng phòng ngự, họ có những con lính siêu cấp ở hai đường để có thể làm giảm đi tầm ảnh hưởng của tơn Caesar này đến từ Sài Gòn Phantom. Và có vẻ như là họ đã an toàn đi qua tình huống xảy ra bạo chúa đầu tiên trong ván đấu rồi. Nhưng quan trọng, cái quan trọng là bây giờ thế tiền thì Sài Gòn Phantom sẽ không cần phải quan tâm nữa. Họ đã lên được cái mốc đó là 50.000 tiền, trung bình là mỗi thành viên đã có khoảng 10.000 rồi. Hãy nhìn vào đồ của Bâng, hãy nhìn vào đồ của Tu Lên và Red tầm này thì là đánh được rồi đến từ bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom. Đó chỉ một tình huống thôi, ăn đi cho mình đó là con tà thần xảy ra thì câu chuyện về mặt thế trận đã thay đổi hoàn toàn. Từ một đội đang dẫn trước đó là Team Flash thì chỉ mất đi con tà thần xảy ra, họ đã bị đối phương cân bằng lại về mặt thế trận. Và bây giờ những tình huống giao tranh sẽ là những tình huống rất quyết định đến từ cả hai bên. Đúng là như vậy, và thậm chí là chúng ta cũng có thể nghĩ được đến cả những tình huống bách đo khi mà cũng đã có những đường lính siêu cấp bị mất đi ở trong ván thi đấu này. Trận đấu siêu kinh điển ngày hôm nay, hai ván thi đấu đầu tiên đều đang có những diễn biến có thể nói là đầy bất ngờ và thú vị. Tình huống đứng chờ rình rập đến từ bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom. Bây giờ thì họ cũng sẽ không cần phải đứng ở trong nhà nữa rồi, thoải mái hơn với việc có lùm bùa, có cho mình đó là Elsu. Cái tầm này lại nguy hiểm cơ, bởi những cái ưng chạm với từ Elsu sẽ phát huy được tác dụng rất nhiều trong giai đoạn cuối trận, có thể lấy được bụi, có thể soi được một lượng tầm nhìn rất lớn khiến cho bên phía đội tuyển Team Flash khó có những cú rình hơn. Bây giờ là một tình huống bắn đạn thần quang đến từ vị trí của Barin, chỉ để check map mà thôi. Và cú bắn đạn thần quang vừa rồi cũng là một tín hiệu để Sài Gòn Phantom có thể biết được rằng đối phương đã không còn một chiêu thức để có thể mở giao tranh, họ đang kiểm soát khu vực hàng tà thần xây giả. Sài Gòn Phantom rất bình tĩnh, họ đi từ từ lên cùng với thế lính. Và đúng là ở thời điểm này thì những cái ứng chạm đến từ vị trí của Elsu nó cung cấp một lượng tầm nhìn là quá rộng để khiến cho hai cái bên bờ sông hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của các thành viên bên phía Sài Gòn Phantom. Một viên viện chỉ kích rất tốt đến từ vị trí của Red. Barin cũng đang có một game thi đấu hay với Lavin ở trong ván thi đấu này, nhưng quan trọng nhất vẫn sẽ là kết quả, rõ ràng là như vậy. Và ở thời điểm này thì Sài Gòn Phantom đang có nhiều cơ hội để có thể kiểm soát con xe ra bạo chúa tiếp theo với lượng tầm nhìn mà họ đang sở hữu. Thế đứng như thế này là thế đứng mà Sài Gòn Phantom đang có lợi thế hơn, họ đang gần hơn với hàng tà thần xe ra. Trong khi đó Team Flash như những gì đã nói, với việc họ sẽ phải quan tâm những cái ưng chạm với những chuỗi xu, nhưng đây là một tình huống mở giao tranh với cú đạn thần quang của Barin. Nhưng Khoa cũng đã có lòng trời lở đất để có thể ngăn đi được cái hiệu ứng khống chế đến từ vị trí của Barin rồi. Sài Gòn Phantom biết rằng đối phương lại một lần nữa mất đi cho mình cái đạn thần quang và ngay lập tức kiểm soát khu vực hàng tà thần xe ra. Họ đang bắt đầu tiến vào và triển khai con xe ra bạo chúa này ở một tốc độ là rất cao. Team Flash đang tiến ra và ADC có diệt hồn truy để có thể có mặt nhanh ở đây. Đó là một tình huống mà Barin đứng hứng luôn cho mình cả long trời lở đất của đối phương để thoải mái bắn. Bằng không kịp xuống ngựa, bất giáp hộ bệnh rồi, tỉnh lại đổi sang liền, không tồn tại được quá lâu. Bằng là điểm hạ gục siêu biệt và số mạch có được, Case vẫn còn có thể sống được. Trong khi đó thì Barin bắn như là một cái máy với con bài Lavin nằm trong tay mình. Sao mà tôi vẫn còn 4 người, nhưng cả 4 người đó đều đang khá thấp. Chưa được, có điều là Case bị hạ gục rồi, một pha xử lý tốt đến từ vị trí của Fizz. Chưa được, họ chưa hạ gục được Red, đó là bên phía đội tuyển Team Flash. Như vậy chỉ là một đổi một mà thôi, nhưng có vẻ như bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom đổi người là lỗ hơn khi họ mất đi cho mình đó là vị trí của Bâng. Một tình huống giao tranh mà ngỡ như là Team Flash đã thắng rồi. Tôi tưởng rằng tình huống đó là Team Flash đã thắng chặt rồi khi mà họ còn thậm chí bắt được luôn cả vị trí của Red nữa. Nhưng một tình huống tỏa sáng đến từ vị trí của Fizz khi những cú nội tại đến từ Tu Lai đã là quá đau và lấy đi cái mạng của Case trong tình huống trước đó. Vẫn chỉ là trao đổi hòa, nhưng thế lính thì Team Flash đã gỡ lại được rồi. Họ đang đẩy rất cả khu đường dưới, có rất nhiều con siêu cấp đang được đẩy vào phần nhà của Sài Gòn Phantom. Và Zero sẽ phải là người phòng thủ trong tình huống này. Barin quả thật như là một đạn thần quá. Cơn mưa sau một chuỗi ngày nắng hạn của Team Flash ở phía dưới đường rồng. Vậy đây là tình huống mà các thành viên bên phía Team Flash muốn bắt Sài Gòn Phantom thêm lần nữa, nhưng họ bắt trượt rồi. Và phản công đến từ Sài Gòn Phantom khi mà Khoa xuất hiện với long trời lở đất.
Bâng cũng đang rất sẵn sàng để có thể lên ngựa, nhưng Tifast lùi về cũng là rất nhanh. Xảy ra bạo chúa vẫn sẽ là nơi mà cả hai dành sự ưu tiên lớn lao ở trong giai đoạn này. Có ra khu vực hàng xảy ra bạo chúa ăn luôn hay không đây, khi lượng máu của đạt còi không phải là quá nhiều. Có lẽ Sài Gòn Văn Tôm họ cũng muốn chơi an toàn, họ biết rằng tầm này ra ăn xảy ra bạo chúa kiểu như tình huống vừa nãy sẽ là một thế trận cực kỳ nguy hiểm, rất 5 ăn 5 thua rồi cho bên phía đội tuyển Sài Gòn Văn Tôm. Họ đang gỡ lại được thế trận sau trận đầu cực kỳ khó khăn, và bây giờ họ đang muốn giữ thế trận đó bằng việc cấu máu trước đến từ Yao Su trong tay của Red và những tình huống nội tại đến từ vị trí của Fizz cái đã. Khoa cùng với vị trí của Case nhìn thấy nhau, nhưng với việc có đông người hơn thì rõ ràng là Khoa có quyền đứng cao hơn so với vị trí của Case. Lính vẫn đang được bên phía Sài Gòn Văn Tôm điều tiết là khá ổn để họ thường xuyên có được một vị trí đẹp ở trong khu vực hang xây ra bạo chúa. Thêm một lòng trời lở đất nữa tung ra đến từ vị trí của Khoa. Case đứng gần với Barin và các thành viên bên phía Tifast cũng đang có mặt ở rất gần đây. Như đã nói thì với diệt hồn truy, ADC có thể tiếp cận từ một khoảng cách xa và không cần phải lộ vị trí của mình từ quá sớm. Quang nó không chính xác rồi. Excalibur chạm bóng đến từ Case nhưng Bâng băng vào với bất tử ma thân sau khi găm trúng bá vương chảo. Nhưng Bâng cũng đã mất đi một lượng sinh khí lớn và ngay lập tức phải lùi về thôi. Đó là một tình huống rất giật mình đến từ vị trí của Bâng. Bâng đã sử dụng bá vương chảo trúng vào Xuân Bách và quyết định có một pha 1-3. Thấy lượng sát thương của đối phương cũng không yếu một chút xíu nào cả, cho nên ngay lập tức Bâng phải lùi về. Bâng về rồi, nhưng vừa rồi là một tình huống máu cũng rất tốt đến từ vị trí của Fizz, đã cấu đi được nửa cái máu của ADC. Như vậy là những người đi rừng cũng mất máu là như nhau, và cả hai vẫn đang tiếp tục cố gắng chiếm đi được cho mình những cái bụi, những cái ưng chạm thì đã không còn ở phần những cái bụi ở trong hang tạt thần xê ra nữa rồi. Team Flash hoàn toàn có thể yên tâm ở trong những tình huống này như thế này. Và đây là cú đạn tấn công số đánh tốc biến lên tấn công với chiều Red, nhưng Red đã thoát ra được rồi. Case bất thời nhiều máu, Case vẫn lùi về được trong tình huống này. Hai người là Red và Fizz có lẽ là những mục tiêu then chốt nhất mà Team Flash muốn có được ở trong tình huống thi đấu vừa rồi, nhưng cả hai đều né rất hay và sau đó thì họ cũng trả ngược lại sát thương để khiến cho các thành viên bên phía Team Flash phải biến về một nhịp. Và ở trong nhịp biến về của Case cùng với Xuân Bách thì ngay lập tức Khoa đã có thể chiếm lại được quyền kiểm soát ở khu vực cái bụi gần hang xê ra. Nhưng đây sẽ là một góc đứng khá hay đến từ vị trí của ADC. Sài Gòn Văn Tôm liệu rằng có đoán ra được cái bụi trên này hay không đây, bởi vì dù sao bên cũng là một vị tướng có thể bay được một tầm rất xa. Cái bụi này ADC vẫn đang đứng chờ đây là cú đạn thần quang. Nếu như cú đạn thần quang vừa rồi ma trúng thì chắc chắn người lên bảng phải là Red. Có tính toán cho tình huống thi đấu vừa rồi, nhưng nó lại không được đúng như mong đợi của thành viên bên phía Team Flash khi mà viên đạn thần quang là không chính xác. Còn bây giờ thì là những tính toán của Sài Gòn Phantom khi mà họ đang dâng cả 5 người lên ở trong bối cảnh mà Ryoma của đạt có chưa thể xuất hiện ở vị trí này. Vẫn rất căng thẳng với những tình huống di chuyển macro xung quanh hang xê ra bạo chúa ở phút thi đấu thứ 23. 12 điểm hạ gục Team Flash có gấp đôi so với Sài Gòn Phantom, nhưng tất cả mọi thứ không còn ý nghĩa nữa ở thời điểm này. Họ chỉ ưu thế hơn so với đối phương duy nhất một đường lính siêu cấp mà thôi. Còn bài đẩy lẻ Zuka trong tay của Zero đang có những sự khó chịu nhất định, và đặt còi sẽ phải là người trở về nhà phòng thủ. Rõ ràng nói về mặt cơ động thì Zuka cơ động hơn so với vị trí của Ryoma, và đó là một chút lợi thế nho nhỏ dành cho bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom trong việc kiểm soát hang xây ra cũng như là đường đơn của họ. Một vị trí hoàn toàn có thể đẩy lẻ được. Đây là Xuân Bách cùng với ADC, họ đang có những cái bụi. ADC đang lựa chọn những cái bụi thật xa so với những hướng kiểm soát tầm nhìn của Team Flash. Nhưng đây là một tình huống muốn bắt đầu vị trí của Zero. Lại tấn công, ADC đã bọc đầu rồi. Có bằng ở đây nhưng Xuân Bách đang bị bắt tay vào vị trí của Bằng phía bên này. Thì Zero mất đi cho mình đó là cái giáp hồi sinh. Xuân Bách cũng như vậy, đổi sang liềm đó là Xuân Bách. Xuân Bách đang bị tấn công bởi Bằng. Zero là người lên bảng, nhưng Xuân Bách cũng đã phải lên bảng theo, chấm dứt danh cho vị trí của Bằng. Đang bắn đó là Barin. Cú lôi điểm này cũng rất đau đến từ vị trí của Bằng. Một kill từ trong vị trí của Bằng, Bằng đã phải trả mạng rồi. Đặt coi tới, đặt coi lấy đi cái mạng của Bằng. Đây là Barin. Barin tốc biến lên, còn đang vị trí của Red. Barin hồi máu bằng cung tà ma của mình, và Sài Gòn Văn Tôm vẫn lùi về được với ba người. Nhưng không, bóng Fizz không lấy được mạng của đạt coi, chính xác hơn là điểm hạ gục của đạt coi. Nhưng Sài Gòn Văn Tôm họ vẫn còn đó là hai người. Còn bên phía Team Flash có 3 người, trong đó có một xạ thủ chủ lực là rất khỏe. Đôi bên đều còn cho mình cặp đấu giữa xạ thủ và trợ thủ, nhưng bên phía Team Flash có thêm đạt coi. Có lính. Đạt coi đã có một pha xử lý hay với Ryoma, có một con lính siêu cấp. Nhưng có lẽ chừng đó là chưa đủ để có thể lấy ngay được chiến thắng dành cho bên phía của Team Flash. Có 2 tân lính thì đúng hơn. Nhưng tân lính tiến vào và 3-2. Có phải là chiến thắng hay không đây? Case đã bắt đầu xung phong vào rồi, bắn như cái bay đến từ vị trí của Lavin nằm trong tay của Barin. Chưa ai cả Barin ở trong pha thi đấu này. Barin bắn nên và chiến thắng dành cho Team Flash rồi. Tỷ số sẽ được quân mình là 1-0. Zero. Kể cả có thêm 3 trận trọng lực nữa thì Zero không gạt được đâu. 1-0 rồi. 1-0 thì cho bên phía đội tuyển Team Flash. Đã rất lâu rồi thì Team Flash mới khiến cho trận thi đấu siêu kinh điển không khép lại với tỷ số là 3-0. Một ván đấu mà họ đã làm tốt, và Barin đúng là một cơn mưa rào sau những ngày nắng hàn của Team Flash ở vị trí xạ thủ. Một ván đấu Lavin cực cháy với rất nhiều những điểm hạ gục và không phải nằm xuống một lần nào. Ván đấu này căng thẳng đến mức mà hãy nhìn vào những gương mặt của Team Flash sau khi họ đánh xong ván thi đấu thứ hai. Một cái thở phào đến từ ADC, một cái gương mặt
cực kỳ gọi là thỏa mãn từ vị trí của Xuân Bách. Xuân Bách đã cười, Xuân Bách đã cười sau khi thắng được cho mình đó là ván thi đấu thứ hai. Một ván thi đấu có lẽ rằng là Team Flash đã có thể thắng nhanh hơn, nhưng một sai lầm đến từ vị trí của ADC, không nói sai lầm của ADC cũng không chính xác, mà phải nói rằng là một tình huống hay đến từ vị trí của Mông, cướp được con xe ra đó và kéo thế trận tới tận phút thứ 24. Và cuối cùng thì Team Flash mới có được cho mình một ván thi đấu thắng ở ván thứ hai, tỷ số là 1-1. Trận thi đấu siêu kinh điển của chúng ta vẫn đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn, ván thi đấu nào cũng rất dài và đều sau phút thứ 15. Có lẽ là chúng ta đã chờ một trận siêu kinh điển như thế này quá lâu rồi, và ngày hôm nay thì chúng ta đang được thỏa mãn ít nhất là sau hai ván thi đấu đầu tiên với kết quả là 1-1. Có lẽ Xuân Bách còn rất nhiều điều muốn nói với những người đồng đội của mình, và sẽ có 5 phút nghỉ dành cho Xuân Bách, dành cho Lai Bâng để chia sẻ với những người đồng đội và dành cho tất cả chúng ta để nghỉ ngơi sau hai ván đấu căng thẳng rồi quay trở lại cho những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của trận đấu siêu kinh điển này. Vươn lên ta không được quên chôn chân ngủ vui ở nơi bóng tối chẳng rõ là nay hay mai. Đến khi nào thì cửa vinh quang đóng lối ăn sâu vào từng chi tiết, mang theo sứ mệnh cần phải đi tiếp, đừng mong cản chân tao mày chẳng biết được sự uy hiếp đến từ từng cơn sóng nối. Yeah, I'm not a slayer, nô lệ cảm xúc bứt phá từ chân đáy. Darth Vader nhìn xung quanh từng ánh mắt đang chờ sự nghi ngờ, ta vẫn sẽ không ngừng viết cho dù là last paper. Tự nhủ rằng ý chí không mai một, đứng yếu đuối trong vài thọt không lý lý khi nghe vần thì easy. I'm legend, ta cố gắng và luyện tập không ngừng nghỉ để máu trâu mang trong người ý chí cùng chi khi lớn không ai ngăn được nó đâu. Vươn lên ta vẫn đang làm phải mạo hiểm không có an toàn, chuẩn bị thêm để ta bẻ nát những kẻ khác trong chúng an nhàn. Có trời thấu khi ta ngó lên ngày phủ nắng kể cả gió đêm, ta vẫn mãi biết vẫn có giải tiếp cho dù phải biết game này khó thêm. Và ta cứ bước đi dẫu khó khăn vẫn đang xoay vào. Ừ, không có gì ở ngoài kia thì ngăn được bọn tao cả. Tỏa sáng như ngôi sao rơi cho bầu trời kia tối đen. You shine bright like a fucking star. Đó ta phong ba có bao nhiêu thăng trầm. Yeah, I wanna be on the top. Yeah, I'm gonna break, break the for me. Yeah, có quá nhiều thứ mà ta cần đi sau. Cái cách mà họ đang cố chiến thắng thì được gọi là thi nhau. Còn ta đang ở trên đỉnh everyday be wow. Xử lý với căn bệnh bằng cách đi slow vào một ly nâu. Give it to the flow khi ta chơi nhạc. Hôm nay ta không thua, hôm nay may, hôm sau hơi bạc. Feeling like a fish in a tank nhưng mà vơi cạn. Chỉ dừng lại một chút cũng như phát điên bởi vì đây là khơi màn. Yeah, yeah, ooh. Bứt phá với tao thì nó được gọi là make it, make it move. Hàng triệu ánh mắt như xe là baby what you gonna do. Tao sẽ không bao giờ để cho vinh quang làm cho đôi mắt này mù. Let me tell you what I do, ngay cả khi đánh sắt hay tù. Cứ thế đêm thâu đêm, thâm thiên đôi mắt gái chia ly là no pain, no gain. I never wanna stop what I keep my faith to. Dù điều chỉ cản ngăn, yeah, I'm gonna break through. Và ta cứ bước đi dẫu khó khăn vẫn đang xoay vào. Tỏa sáng như ngôi sao rơi cho bầu trời kia tối đen. Bao tấm phong ba có bao nhiêu thăng trầm. Yeah, I wanna be on the top. Yeah, I'm gonna break, break the through. Baby, it's time to make it move. Ta không để cho ai cản chân, I gotta break it for me. Ta nhận bao nhiêu đau hôm nay là lâu để chờ đi. Làm mình ra trận thôi chứ đâu có thời gian nữa để mà hoài nghi. Bởi vì ta là vua trong cuộc đua, mà cuộc đua thì làm sao. Còn vài bước ta phải đi tiếp, cứ bình tĩnh mắt trông chờ. Đập tan những kẻ nào dám uy hiếp, cố máy trong ta đập không ngừng. Đôi chân lao lên ta có ngã một ai, luôn bật được chế độ căng dây. Mọi chuyện đều có thể xảy ra nhưng không có chuyện ta an bài. Rồi từng ngày không một lời trình bày, mình ta đồng bước trên một hành trình dài. Nhờ về xem một lời đầy người mình, kia ta phải về sức cho ta thành hình hài. Đứng trên đỉnh cao nhất bứt phá và nở một nụ cười hiên ngang. Từ đây ta sẽ không dừng lại cho tới một ngày có thể chắc định vinh quang. Now
Sting với công thức chứa hồng sâm 4 năm tuổi và vị dâu đặc trưng ngon sảng khoái cho bạn nguồn năng lượng bứt phá. Sting bực năng lượng sống bứt phá. Các bạn khán giả đang cùng quay trở lại với bản phân tích do trận đấu cùng với Phương Thảo và hai bình luận viên. Trong một mùa giải được đánh giá là rất nhiều bất ngờ như thế này, rất nhiều người vẫn khẳng định rằng 100% tâm điểm Flash và SKP sẽ kết thúc với tỷ số là 3-0. Nhưng không, một lần nữa chúng tôi muốn nhắc lại cho các bạn khán giả rằng ở mùa giải năm nay thì không thể đoán trước được điều gì. Team Flash đã cân bằng tỷ số về một đều và có lẽ là lâu lắm rồi thì chúng ta mới chứng kiến một trận đấu ở thế cân bằng và rằng co hồi hộp như thế này giữa hai đối thủ vẫn còn rất nhiều duyên nợ, đó là Team Flash và Sài Gòn Phantom, đúng không anh Dũng? Đúng là như vậy. Ngày hôm nay thì đúng là Sài Gòn Phantom thì họ vừa để thua 0-3, còn Team Flash thì vừa thắng 3-0. Nhưng bởi vì có quá nhiều những kết quả thắng 3-0 của Sài Gòn Phantom trước đó, trước Team Flash ở trong những cặp đối đầu siêu kinh điển rồi, thế nên nhiều người vẫn tin rằng là dù gì thì dù Sài Gòn Phantom vẫn có thể đàn áp được Team Flash. Nhưng kết quả và diễn biến của hai ván thi đấu đầu tiên cũng đã chứng minh điều ngược lại. Team Flash đều thi đấu rất tốt ở trong giai đoạn đầu. Ván 1 họ phạm phải một sai lầm và để cho Sài Gòn Phantom vươn lên về mặt thế trận. Nhưng ván 2 thì họ đã làm cực kỳ tốt, đặc biệt là ở vị trí của Barin, người cũng chính là MVP ở trong ván thi đấu này với 10 điểm hạ gục, 10-0-3 và không nằm xuống bất kỳ một lần nào. Vâng. Nếu như con bài Lavi mang lại MVP cho Red ở ván thi đấu thứ nhất thì ở ván thi đấu thứ hai nó cũng đã đem lại danh hiệu MVP cho Barin. Điểm MVP của anh ta là 11.9, KDA là 10.03, lượng đam đang gây ra là hơn 153.000 sát thương. Và tôi để ý thì Barin luôn rất xanh và luôn sở hữu lượng tiền nhiều nhất trên bản đồ. Anh PSman có lời khen nào dành cho Barin không? Phải nói rằng là Barin trong một trận thi đấu mà anh ấy chơi 25 phút mà không để nằm xuống điểm hạ gục nào cũng là kinh khủng. Bởi 25 phút mà bạn phải chơi liên tục và phải căn ke làm sao cho Volcat của đối phương không lao vào mình, rồi là Zuka, rồi là những vị trí như kiểu là Tulen mà anh ta không nằm xuống một điểm hạ gục nào. Quả thực là một người chơi đang cực kỳ xuất sắc và đang là một cái tài năng. Tôi nghĩ rằng là Team Flash không nên để lỡ đi cái tài năng này giống như rất nhiều những tài năng khác đã từng chơi cho Team Flash nữa. Lượng sát thương thì đúng là Barin cũng đang là người làm tốt nhất ở trên bản đồ với hơn 153.000 sát thương. Và ở trận thi đấu này thì Barin thực tế ra là từ giai đoạn đầu trận đến giai đoạn gần cuối trận, từ cái con Caesar bạo chúa thứ nhất thì Barin vẫn đang làm tốt. Anh ta đánh đúng như sách giáo khoa và những tình huống bắn đạn thần quang của Barin nó tuy chưa phải là chính xác quá nhiều nhưng nó cũng đem lại một cái sự nguy hiểm nhất định cho bên phía đội tuyển Team Flash. Vâng, lúc nãy thì tôi có thấy anh Dũng có dành lời khen cho Barin, anh ta giống như là một cơn mưa rào mùa hạ mang đến một làn gió mới dành cho Team Flash vậy. Và chúng ta đang chứng kiến best moment, pha thi đấu highlight được coi là quan trọng nhất trong ván thi đấu vừa qua. Đây là pha thi đấu đã dẫn đến tình huống kết thúc ván thi đấu thứ hai, nơi mà Bâng cũng đã tìm thấy được hai thành viên sát thương phép thuật của bên phía Team Flash từ rất sớm. Nhưng những nỗ lực của Bâng là không đủ khi mà Barin đã được tạo cơ hội bắn cháy máy và chúng ta thấy được tình huống tốc biến bắn kết hợp với cung tà ma đến từ vị trí của Barin là tự tin như thế nào. Cộng thêm vào đó là Đạt Coi cũng đang để lại rất nhiều dấu ấn với những tình huống xử lý ở những pha thi đấu then chốt. Trận thi đấu hôm qua là với Jena tốc biến tứ nguyệt trảm, và trận thi đấu này thì vừa rồi là một tình huống tốc biến cùng với Ryoma cũng đã đem lại lợi thế, để sau cùng thì Đạt Coi là người còn ở lại được trên bản đồ để đem lại ưu thế về mặt quân số để Team Flash kết liễu ván thi đấu thứ hai. Vâng, bên cạnh Barin, Đạt Coi, chúng ta rõ ràng phải dành một lời khen rất lớn dành cho Case với một con bài mà có lẽ dạo gần đây thì nó xuất hiện khá nhiều trong tay người trợ thủ cũ huyền thoại của Team Flash, đó là Proe trong màu áo mới Heavy. Nhưng ngày hôm nay thì trong tay của Case rõ ràng là anh ta đã có rất nhiều tình huống khiến cho Sài Gòn Phantom rất bất ngờ, đúng không anh PSman? Đúng là như vậy. Nếu nói Barin là MVP ở trong trận thi đấu này thì tôi nghĩ rằng nó đến phần nhiều từ việc anh ta gây sát thương, KDA rất đẹp của Barin mà thôi. Nhưng để tạo ra cho Barin một cái thế farm đẹp như thế thì phải nói đó là Case. Case có một cái tình huống tính toán tôi thấy rằng là quá hay ở trong cái giây phút đầu tiên ấy, tức là anh ta thấy Khoa ngay khi mà Khoa ngay lập tức di chuyển xuống để hỗ trợ cho Red, thì cái tình huống đi lòn vào của Thên trong tay của anh chàng Case này quá hay để ép cho bên phía đội tuyển Sài Gòn mất đi cho mình con bồ đỏ và mất đi cho mình tới 2 điểm hạ gục trong tình huống đó. Và ngay sau đó tất cả những tình huống đẩy theo đến từ Case cũng đã giúp cho bên phía đội tuyển Team Flash ép trục đường giữa, rồi ép trục đường dưới, rồi ép trục đường trên. Tất cả những cái tình huống như vậy Case đều là người tỏa sáng. Cái tình huống mà Case đẩy Bâng vào để Bâng cướp được con xe ra tôi nghĩ rằng không phải là lỗi của Case mà bởi vì là Bâng quá hay mà thôi. Vâng.
Rõ ràng là lâu lắm rồi thưa quý vị chúng ta mới thấy sự bất lực của Bâng với con bài Volcat. Cũng khá là lâu rồi mới thấy những tình huống di chuyển và bị bất ngờ của Sài Gòn Phantom trước Team Flash. Một sự quay trở lại rất ngọt ngào đến từ năm thành viên của Team Flash. Và chắc chắn trận thi đấu này sẽ trở nên nóng hơn bao giờ hết. Hãy chia sẻ cũng như là mang trận đấu này đến với nhiều khán giả hơn nhé. Tôi biết rằng các bạn đã chờ đợi điều này rất lâu rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với ván thi đấu thứ 3. Ván thi đấu mang tính chất quan trọng trong trận thi đấu hôm nay. Xin mời. Một đều là kết quả đang xuất hiện ở trên bảng tỷ số sau 2 game thi đấu đầu tiên. Và chúng ta sẽ cùng nhau bước vào game thi đấu thứ 3 trong trận đấu siêu kinh điển của đấu trường danh vọng mùa đông năm 2022 ở giai đoạn lượt đi giữa Team Flash và Sài Gòn Phantom. Đây là những line-up, những đội hình mà Sài Gòn Phantom đã lựa chọn ở trong 2 ván thi đấu đầu tiên. Ở ván 1 thì Bâng chơi carry với Quicknack là rất tốt. Ván thi đấu thứ 2 Bâng vẫn tiếp tục có Volcat sở trường. Và Bâng cũng đã làm tốt với Volcat ở trong ván thi đấu vừa qua. Tuy nhiên thì một lần nữa câu hỏi lại được đặt ra về phía vị trí của Zero khi mà màn trình diễn với Zuka trong tay Zero ở game thi đấu vừa rồi phải nói rằng là thiếu ấn tượng. KDA xấu, lượng tiền rất ít ỏi và lượng sát thương tạo ra thấp hơn cả hai người chơi trợ thủ khi ván thi đấu khép lại. Tôi nghĩ rằng là con bài Zuka trong tay của Zero ở trong trận thi đấu vừa rồi cũng là một cái thế trận rất khó thì cho Zero khi từ giai đầu anh ta bị thua cả một đội hình, tức là anh ta bị đội hình của anh ta mất trụ đường giữa sớm quá. Và khi mà Zero bị phong tỏa bởi những vị tướng như kiểu là Pain trong tay của ADC thì Zero đã không có những góc farm, đã không thể đẩy lẻ được với con bài đó và cũng không có được cho mình một lượng tiền lớn, một lượng tiền đủ để Zero có thể chơi game ở trong ván hiệu thứ hai. Nhưng bây giờ trận thi đấu của chúng ta đã reset lại từ bo 5, bây giờ sẽ chỉ còn lại là bo 3 mà thôi. Ai có được tiếp cho mình đó là 2 điểm, người đó sẽ là đội tuyển giành được chiến thắng và vượt qua chính đối thủ ở trên bảng xếp hạng. Bây giờ thì sẽ là ván thi đấu thứ 3. Và có một cái thông số sau khi kết thúc ván thi đấu thứ 2 thì số lượng các bạn khán giả đang theo dõi trên các kênh sóng của Garena lên con mobile lên tới con số khoảng gần 300.000 các bạn khán giả. Một số rất nhiều, chứng tỏ được cái độ đẳng cấp, chứng tỏ được cái độ hấp dẫn của cặp thi đấu Super Sunday ngày hôm nay. Vẫn là hai cái tên hot bậc nhất của đấu trường danh vọng với truyền thống lịch sử, bề dày thành tích cũng như là những cái tên ngôi sao được rất nhiều những khán giả đón nhận. Ở trong ván thi đấu này thì Sài Gòn Phantom tiếp tục lựa chọn ở bên phía phần sân màu xanh. Họ cấm đi cho mình Omen và Rossi, ngay lập tức lấy về Lorion, vị tướng đang sở hữu tỷ lệ thắng là 50% ở trong mùa giải này dành cho vị trí của Fizz. Một sự lựa chọn first pick Lorion, đây không phải là một trong những vị tướng đã còn được lựa chọn nhiều đến từ các tuyển thủ nữa, nhưng đây đã là game đấu thứ 3 và có vẻ như Titan đang muốn cho Fizz có được một con bài an toàn và khó để có thể bị khắc chế được. Rất nhiều những con bài đường giữa đã được sử dụng đến từ xuất bách rồi, đó là Liliana, đó là Chrissy. Và đúng, nếu như cấm đi XG thì bây giờ xuất bách có lẽ chỉ còn lại hoặc là Tulen hoặc là vị trí của Illumia mà thôi. Và Tulen có vẻ như sẽ là được nhắm tới bởi bên phía của tuyển Team Flash và thêm cả Senel nữa. Senel Tulen cũng là một trong những cặp đôi cực kỳ bá đạo và cực kỳ mạnh ở trong những năm 2018. Đến bây giờ nó vẫn mạnh bởi khả năng băng vào đến từ Tulen và khả năng hỗ trợ theo sau đến từ vị trí của Senel sẽ là một combo cũng rất hủy diệt đến từ bên phía đội tuyển Team Flash. Đặc biệt là chất tướng của cả Senel lẫn Tulen ở trong meta này thì đều đang là rất ổn, có thể nói là hàng đầu ở vị trí của mình. Và để có thể xuyên qua được lớp da dày của Senel thì bên phía Sài Gòn Phantom đang hướng đến 2 AT dành cho Red, vị tướng sở trường của người chơi xạ thủ trong đội hình của đội tuyển này. Và họ còn hướng đến thêm cả Veres nữa. Đây hoàn toàn có thể là Veres đi rừng của Bâng, nhưng cũng có thể là Veres trợ thủ để kết hợp với Lorion, tạo ra một cặp đôi có áp lực cao ở trong giai đoạn đầu. Và Veres khai thác trực tiếp vào vị trí của Senel lợi hại như thế nào thì có lẽ là chúng ta cũng đã được xem tương đối nhiều lần ở trong mùa giải năm nay rồi. Veres là một trong những tướng rất thích Senel là đằng khác, khi Senel là một con bài không có được một hiệu ứng khống chế nó quá hoàn hảo. Và cái thứ hai nữa, Senel rất dày máu và rất lù lù. Đây là một vị tướng mà Veres có thể làm tường để có thể lấy nội tại. Và đương nhiên rồi, sau khi thấy đối phương có 2 AT thì Team Flash không có lý do gì không lấy Cafeni dành cho Barin. Kèo thi đấu này là một kèo thi đấu mà Cafeni vẫn nhỉnh hơn một chút xíu ở trong trận đầu tiên. Nếu cầm tinh linh thì với việc bắn tay đôi và né được trong một cái cú vi tiêu thì Cafeni chắc chắn sẽ có những lợi thế trước 2 AT trong tay của Red. Sẽ là một ván thi đấu mà Khoa sẽ cần phải chăm sóc cho Red khá nhiều. Còn với vị trí của Case, với việc có được cho mình con bài Senel thì anh ta sẽ có thể thoải mái di chuyển. Người ta biết chắc chắn rằng đường dưới của mình đã là một kèo hơn dành cho Barin. Để chăm sóc được cho Red thì có lẽ là ván thi đấu này tôi nghĩ nên sử dụng Veres ở vị trí trợ thủ của Khoa thôi, để có thể di chuyển trước với cặp đôi Lorion Veres ở đường giữa. Và qua đó thì tạo ra cơ hội để Hayate không bị đẩy lính về quá sâu. Nếu như Hayate liên tục ôm trụ và đối đầu với Capeni thì đó là một
tình huống rất khó để cho Hayate lấy được lợi thế. Nhưng ngược lại, nếu như Hayate có thể đẩy lính trước so với Cafeni thì sự cơ động đến từ Hayate sẽ đem đến cho Sài Gòn Phantom nhiều cơ hội ở khu vực đường giữa khi đẩy lính nhanh hơn so với đối thủ của mình. Ở trong giai đoạn 2 thì thêm một lần nữa Team Flash lại cấm đi Skirt, vẫn đang là một sự lựa chọn cấm ưa thích của huấn luyện viên Rainer sau khi đã sử dụng không thành công ở ván thi đấu đầu tiên. Tiếp tục cấm đi Skirt, có vẻ như là Team Flash thường ở trong phase cấm thứ hai thì họ đang cấm đi rất nhiều những tướng đấu sĩ, những con bài trâu bò, và thêm một lượt cấm nữa để có thể khắc chế ở Tulen, đó là Ngộ Không. Ngộ Không là một trong những vị tướng rất khắc chế ở vị trí của Tulen, thì Tulen không phải là một con bài quá trâu, và theo cái phong cách đánh cận chiến của Tulen thì Ngộ Không lại rất ưa thích con bài này. Còn với bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom, họ cấm đi cho mình Nakroth. Có vẻ như với việc cấm đi Nakroth thì khả năng là Bâng có thể sử dụng Venet ở vị trí đi rừng, bởi những con bài đang cấm đến từ bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom là những con bài có khả năng áp sát và tấn công trực diện ở vị trí của Venet. Còn với việc cấm đi Ngộ Không, tôi đang định nói rằng là Team Flash muốn lấy Elador dành cho ADC ở trong ván thi đấu này, nhưng Sài Gòn Phantom cũng đã nhận ra ý đồ đó rồi, bởi vì những vị tướng counter vào Elador là những sát thủ thì Ngộ Không bị cấm, Nakroth bị cấm, còn Quicknack thì Bâng chơi rồi. Và nếu như để hở Elador dành cho ADC thì đó cũng sẽ là một phương án mạo hiểm đối với những bóng ma Sài Thành, và việc cấm đi là cũng hoàn toàn hợp lý thôi. Vậy thì Team Flash sẽ đưa ra sự lựa chọn dành cho Đạt Coi với vị tướng Murad để vẫn có thể giấu rừng, và thậm chí là họ cũng hoàn toàn có thể sử dụng Tulen ở vị trí đi rừng ở trong ván thi đấu này cũng là hoàn toàn ổn. Còn bài Murad được chọn sớm như thế này thì có lẽ rằng đây có thể sẽ phải là một con bài được xoay vào vị trí của ADC, hoặc nếu như chơi lớn hơn thì có một số đội tuyển sử dụng Murad mid, nhưng mà sân bách mà đánh Murad thì tôi cũng chưa từng thấy bao giờ cả. Nhưng đây là một vị tướng nếu như được lựa chọn ra dành cho Đạt Còi thì sẽ hơi khó một chút, bởi nếu như lựa chọn đấu sĩ dành cho Zero thì Murad sẽ rất khó để có thể đi lại được những vị tướng kiểu như là Quy như thế này. Cấu máu vào Quy cũng không có quá nhiều tác dụng, còn nếu đấu tay đôi thì chắc chắn là Murad không có cửa so với Quy. Sẽ là con bài nào đến từ vị trí của Sài Gòn Phantom đây? Đã đổi sang Aoi, như vậy là đúng như những dự đoán của anh Dũng. Con bài Vedet sẽ nằm trong tay của vị trí Khoa ở vị trí trợ thủ, và thêm cả Quy, thêm cả Aoi nữa. Ba chất tướng rất khỏe, rất cục xúc đến từ Sài Gòn Phantom, và đều là những vị tướng thuận tay với những người chơi trong đội hình của họ cả, đều là những vị tướng đã làm nên tên tuổi. Aoi của Bâng thì cũng không cần phải nói nhiều nữa rồi. Lorion của Fizz là tương tự Hayate của Red, cũng đã xuất hiện từ những năm cũ. Và Zero, thành viên mới trong đội hình của Sài Gòn Phantom khi còn thi đấu trong màu áo của Fabric Sport, Quy cũng là một vị tướng mà Zero cũng thường xuyên chơi. Đúng là Quy có khả năng solo kill được Murad nếu như bắt bóng tốt ở trong giai đoạn đầu, cũng như là đè đường, và khả năng hồi phục của Quy sẽ khiến cho khả năng cấu rỉa của Murad gặp phải nhiều những sự khó khăn. Tuy nhiên thì đến giai đoạn sau thì tôi nghĩ rằng là với việc Murad đang trở nên rất mạnh ở trong meta này thì Đạt Còi vẫn hoàn toàn có thể tạo ra tầm ảnh hưởng với những tình huống cấu máu của mình. Thêm một lần nữa thì Lữ Bố đang được hướng đến dành cho bên phía của Team Flash. Đây là vị tướng mà huấn luyện viên Rainer khá thích lựa chọn dành cho ADC, nhưng có vẻ như đang thay đổi, vẫn tiếp tục xoay để xem là Lữ Bố đã khóa lại. Lữ Bố đã khóa lại, và như vậy là Senel Lữ Bố sẽ là cặp đôi sử dụng để can lướt của Team Flash ở trong ván thi đấu này. Bên phía đối phương có Vedes nhưng vẫn sử dụng Lữ Bố đến từ bên phía của Team Flash. Vậy thì không biết là Sài Gòn Phantom có xoay sang Vedes đi rừng hay không. Có lẽ là hơi khó khi mà Aoi hơi khó sắp xếp vị trí nếu như xoay như vậy. Đã có một nhịp nhá đến từ vị trí của ADC, đó là con bài Quicknack. Tôi tưởng rằng nó sẽ là Quicknack, bởi Lữ Bố ở trong trận thi đấu này thì cũng sẽ gặp những sự khó khăn nhất định với Vedes. Vedes trận thi đấu này trong tay của Khoa sẽ là một ván thi đấu tôi nghĩ rằng anh ta sẽ được chơi khá nhiều đây, khi những con bài đến từ phía đội tuyển Team Flash thường là những con bài cận chiến. Với Cafeni thì Vedes hoàn toàn có thể áp sát được với đoạt mệnh xích, còn với Lữ Bố, với Senel trong giao tranh thì Khoa hoàn toàn có thể đu được, hoàn toàn có thể tạo ra những cú nội tại hết sức của mình một cách cực kỳ nhanh chóng, và Khoa có thể sẽ là một trong những key hero ở trong ván thi đấu này. Còn với Đạt Còi, anh ta sẽ có được cho mình Murad, một bộ combo cấu máu nhẹ nhẹ đến từ bên phía đội tuyển Team Flash, đó là Tulen cùng với Murad. Nhưng tôi nghĩ rằng cái combo mà Team Flash mong muốn hướng tới nó sẽ là Senel và Lữ Bố nhiều hơn, hoặc là Senel cùng với Tulen trong tay của Xuân Bách. Nhìn về mặt đội hình, cả hai bên đã có những sự khắc chế lẫn nhau. Với bên phía của đội tuyển Sài Gòn Phantom, họ có một Vedes để có thể khắc chế vào vị trí của Lữ Bố trong tay ADC. Nhưng rõ ràng Lữ Bố của ADC thì cũng không e ngại quá nhiều những chất tướng kiểu như Ao hay Quy ở trong đoạn giữa trận. Tôi nghĩ rằng là cuộc đối đầu giữa hai người chơi xạ thủ cũng sẽ đem đến nhiều giá trị ở trong ván thi đấu này. Sau hai ván thi đấu đầu tiên, hai người chơi đổi chất tướng cho nhau. Một ván một người chơi Elsu thì người còn lại chơi Lavin. Và ở trong những cuộc đối đầu ấy thì Lavin đều đang là vị tướng giành được thắng lợi. Ở trong ván thi đấu thứ ba này thì chất tướng đã khác đi. Red có Hayate, còn Barin có Cafeni. Một chất tướng có thể nói là nếu như đối đầu trực diện thì Barin cũng có ít nhiều những sự ưu thế, và vì thế tôi nghĩ rằng là Team Flash cũng sẽ dựa vào đó để có thể muốn hướng đến một chiến thuật snowball với Cafeni, lấy trụ sớm và đổi đường nhanh. Phải đánh snowball ở trong trận thi đấu này, đó là bên phía đội tuyển Team Flash, bởi ở trong giai đoạn cuối trận thì
vẫn có cảm giác gì đó, có cảm giác gì đó cuối trận thì Sài Gòn cũng sẽ có nhiều sát thương hơn với Hayate. Cùng với đó, cả năm cái vị tướng này đến từ bên phía đội tuyển Sài Gòn nó cũng có một cái lượng sát thương nó cũng cảm giác là dồi dào hơn. Còn với bên phía đội tuyển Team Flash thì ngoại trừ vị trí ở Cafeni và Tulen, những vị tướng còn lại sẽ mang thiên hướng đó là cấu diễn đến từ Murat và chống chịu đến từ Lữ Bố là chủ yếu mà thôi. Chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu thứ ba. Cả hai ván thi đấu đầu tiên thì những trận thi đấu đó đều kéo dài qua phút thứ 15. Những trận thi đấu rất căng thẳng. Và bây giờ hãy cùng chờ xem ván thi đấu thứ ba với một chất tướng cũng khá ổn đến từ cả hai bên. Để hãy cùng xem thế trận sẽ là như thế nào. Xuân Bách đang bị khép góc và Xuân Bách mất đi cho mình đó là hai con lính đầu tiên. Cùng với đó là cả cái tốc biến nữa, một tình huống cộng chiêu 2 trước đầy tự tin đến từ vị trí của Fizz khi có Veres ở bên cạnh. Và Senel của Case cũng không hỗ trợ được nhiều dành cho tu lane của Xuân Bách. Xuân Bách chưa có cấp độ 2 nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến con bùa xanh khi mà ADC cũng đã trừng trị một cách chính xác. Chỉ có điều bây giờ con bùa đỏ này mất mới thua. Là vấn đề, mới là vấn đề của bên phía Team Flash khi mà Sài Gòn Phantom đang dồn rất nhiều quân số sang. Sài Gòn Phantom có Veres và họ có vẻ như đang muốn cấp dừng áo ở trong tay của Bâng lao vào rồi. Con bùa đỏ thuộc về vị trí của Bâng. Case nhảy vào, anh ta may mắn thoát được về khi không có thêm được những hiệu ứng khống chế đến từ bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom. Một pha di chuyển đầu trận của Team Flash rất giống với Bóc Gaming ở trong ngày hôm trước khi họ đối đầu với HQ Esports. Đó là cái việc mà Gray đi cùng với cả vị trí NTCG để có thể clear được đường rất nhanh. Thì trận thi đấu này ADC cũng làm như vậy. Nhưng quá đen thì cho Xuân Bách là anh ta bị khép góc và mất hai con lính. Mất hai con lính thì không có cấp độ 2. Và không có cấp độ 2 thì mất bùa đến từ bên phía đội tuyển Team Flash. Và bây giờ Xuân Bách đang có vẻ như là rất thọt ở khung đường giữa rồi. Trong khi đó thì những bước di chuyển và triển khai như thế này nó đã dần trở nên quen thuộc đối với Sài Gòn Phantom rồi. Những tình huống tấn công vào cả hai bùa hoặc là tấn công vào một bùa hay là dương đông kích tây như trong pha thi đấu đầu tiên vừa rồi, họ đều đã làm quá nhiều lần tại đấu trường danh vọng trong những mùa giải đã qua. Và họ cũng tiếp tục thêm một lần nữa có được thành công để dẫn trước đối phương một lượng tiền nho nhỏ ở trong giai đoạn đầu của ván đấu. Nhưng ngay thời điểm mà đồng hồ chạm đến phút thi đấu thứ hai thì ADC đã ngay lập tức lao vào con Seja để hướng đến mục tiêu là kiểm soát con Seja này thật nhanh. Và dường như là Team Flash sẽ hoàn thành mục tiêu đó một cách dễ dàng. Như vậy là với việc Xuân Bách không có được cho mình cấp độ 4 thì rõ ràng phải đổi mục tiêu đến từ bên phía đội tuyển Team Flash thôi. Họ không thể tranh chấp được hàng rồng. Thì tình huống đó là một tình huống mà Fizz có cấp độ 4 còn Xuân Bách thì không. Do vấn đề hai con lính đầu tiên nó cũng khá nặng nề. Đây là vị trí của Khoa bật cho mình đó là chiêu cuối đến từ vị trí ADC. Có sứ mệnh cứu thế đến từ Kai Dương Văn có chiến công đầu. Ồ, Case mất máu nhiều quá, anh ta mất máu ở một khu vực nào đó thì phải. Case dường như là đã mất đi khá nhiều lượng máu của mình ở khu vực đường dưới. Bởi vì ở đường dưới vẫn là một đường thắng thế của Sài Gòn Phantom. Họ tiếp tục cướp thêm một con bùa nữa của Team Flash, đó là con bùa xanh rồi. Sài Gòn Phantom đang hoàn toàn chơi trong phần sân nhà của Team Flash ngay ở trong giai đoạn đầu một cách cực kỳ cương quyết. Cả hai bùa đều đã bị cướp đi và như vậy thì lữ bố của ADC sẽ rất thọt ở trong game thi đấu này. Và nếu như lữ bố rơi vào thế thọt như thế này thì đánh với Veres trợ thủ của Sài Gòn Phantom còn chưa chắc thắng nữa là đánh với Aoi của Bâng. Barin vừa bị một tình huống gây áp lực đến từ vị trí của Bâng, nhưng Bâng đã kịp thời lui về với cái long diệt của mình rồi. Tình huống trước đó là một tình huống mà tôi cũng giật mình không hiểu tại sao người lên bảng đếm số lại là Case. Và khi nhận ra thì có lẽ là Case đã mất rất nhiều máu ở một tình huống trước đó rồi. Đây là Khoa, rõ ràng với chất tướng Veres thì bây giờ Khoa thậm chí còn không sợ lữ bố đi rừng trong tay của ADC cơ. Một chất tướng cao tờ và Sài Gòn Phantom đang làm rất tốt với chất tướng này. Từ Veres trợ thủ để giúp cho cặp đôi đường giữa được di chuyển trước đang đem đến những lợi thế ban đầu dành cho Sài Gòn Phantom. Và họ cũng đang giãn cách lợi thế ấy ra khá nhanh khi mà bây giờ vèo một cái đã lên đến 1.500 tiền chênh lệch giữa hai đội tuyển rồi. Một thế trận áp đảo dành cho bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom ở ngay trong giai đoạn đầu trận. Ở trong mùa giải năm nay thì Sài Gòn Phantom không làm được thế trận này quá nhiều trước các đội tuyển nữa. Nhưng đây là một ván đấu mà Team Flash đang rơi vào cái thế của Sài Gòn Phantom. Một cái thế mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều tại đấu trường danh vọng mùa trước. Khi Sài Gòn Phantom cướp được rừng, khi Sài Gòn Phantom có được nhiều lợi thế với những con bài mạnh thì họ thường sẽ rất hủy diệt đối phương. Đây là Case dính lòng diệt rồi. Vì tiêu đến từ vị trí của Red cũng là rất đau và Case phải biến về. Đủ rất dẻo tay đến từ tình huống vừa rồi của Bâng để có thể né được sát thương của đối phương. Và tấn công là hiệu quả, tiếp tục đánh đùa thêm một lần nữa đến từ các thành viên bên phía Sài Gòn Phantom. Lần này thì người cướp được là Red và họ sẽ triển khai tấn công ngay nếu như bên phía Team Flash muốn ở lại chơi. Vừa rồi là Hạo Nhân Trưởng đưa ra nhưng không bắt bóng được vị trí của Murat khi mà đặt còi cũng đã giật về rất xa. Nhưng sức ép vẫn đang liên tiếp được đẩy vào ở vị trí đường rồng. Và khi mà Cafeni đang phải đánh ôm trụ như thế này thì chiến thuật của Team Flash là sẽ khó triển khai đây. Băng trụ Red Sài Gòn Phantom với bão pin tiêu của Red và đã hạ gục đi vị trí của Barin rồi. Nhưng cái giá phải trả cũng là Red lên bảng đếm số luôn. Một tình huống tính toán sát thương cũng là khá ổn đến từ vị trí của Red khi có sứ mệnh cứu thế đến từ vị trí của Case. Nhưng đổi xạ thủ lấy xạ thủ thì cũng không phải là quá lỗ dành cho người đi đường đơn của Sài Gòn Phantom. Còn đường khu đường trên có vẻ như đặt còi đang thắng về mặt lượng máu so với vị trí của Zero. Tầm này thì đặt còi hoàn toàn đã có được cho mình những lượng sát thương đầu tiên. Và nếu như anh ta sử dụng nào hành trảm tốt thì hoàn toàn
có thể khiến cho Zero gặp những sự khó khăn nhất định. Nhưng Zero là chất tướng quỷ và ngay lập tức anh ta hồi máu thôi. Còn đường dưới đang có vẻ có nhiều giao tranh hơn. Tu Lên của Xuân Mách đang phải cố gắng phòng thủ con xe này. Trong khi đó thì Cây đang bị khoa dí vào. Tầm này thì Cây cũng vẫn đang là chưa khỏe lắm đâu. Một con Sennel mà chưa có được chất lượng trang bị thì khả năng cơ máu đến từ Lorion và Veret là hoàn toàn có thể xảy ra. Còn ngược lại Khoa thì lại rất khỏe với Veres khi mà có quá nhiều những chất tướng ở phía bên kia có thể làm tường cho Veres được quẩy ở trong giao tranh và làm tiền đề dành cho những người đồng đội. Đúng là sau khi bị câu máu thì Zero cũng đã lấy ngược được lại thế thượng phong của mình ở cánh trên. Và bây giờ Đạt Còi mới là người phải lùi sâu, có nguy cơ. À không, với Murat ở thời điểm hiện tại thì có thể tiến ra từ khá xa để không lo bị mất lính trong những tình huống như vậy. Rất khó để cho bên phía của hai người đi đường trên có thể solo kill được nhau. Mặc dù lượng máu thì Zero đang làm vượt trội hơn. Tiếp tục là một cú băng vào đến từ phía trước Khoa. Và Red có được cho mình đó là cái chút nhất của đường dưới. Có được một thế trận Snowball từ rất sớm. Và sau đó Phantom đang triển khai rất nhanh cả con mùa xanh của ADC nữa. Một ván thi đấu lữ bố có thể nói rằng là rất khổ đến từ ADC 6 phút. Những người của Team Flash đã bị dẫn trước tới 3.000 tiền. Cú bão từ trường này rất chính xác đến từ vị trí của Fizz. Muốn đánh tràn ra đến từ bên phía đội tuyển Team Flash. Họ có được cho mình đó là sứ mệnh cứu thế đến từ Case. Nhưng Case chưa sử dụng nó, còn ADC thì đã hết chiến thần rồi. Và bây giờ thì các thành viên bên phía Sion Phantom sẽ hướng về vị trí hang Caesar. Họ sẽ sử dụng con Caesar này có lẽ là để bóc nốt đi cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa đã thấp máu. Cộng thêm việc là đổi đường dành cho Red để triển khai thế trận Snowball của mình. Như vậy là ở trong cuộc chiến giai đoạn đi đường giữa hai người chơi xạ thủ thì hai AT của Red đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của đồng đội để thoát được rồi. Và bây giờ thì Sion Phantom sẽ di chuyển lên cánh trên. Thì Flash cũng đã di chuyển Gaffney của Badin lên đây. Còn lần này thì họ tập hợp 5 người bắt vào vị trí của băng. Đó là quyết định của cặp đôi Xuân Bách cùng với ADC nhưng bắt không thành công rồi. Ở trạm của Đạt Còi vẫn chưa tiếp đủ sát thương. Nhưng tạm thời thì bên phía Sion Phantom chậm lại một nhịp sau khi bị Team Flash tấn công trong pha thi đấu vừa rồi. Và bắt người tốt đến từ cả Xuân Bách lẫn ADC và bắt đi được cho mình đó là cái cầu băng sơn từ vị trí của băng. Một cái cầu băng sơn tôi nghĩ rằng là quan trọng, bởi nếu như vẫn để cho băng có được cho mình quả cầu băng sơn thì sẽ rất khó cho Team Flash ở trong những giai đoạn tiếp theo. Nhưng vừa rồi là solo kill của Zero trước Đạt Còi. Đó là một tình huống mà Zero đã bắt được tốt pha thi đấu của Đạt Còi. Và đây thêm một lần nữa tấn công thẳng vào. Lần này thì Red đã bị hồi mã thương đến từ Barin và cú sứ mệnh cứu thế vừa rồi của Case. Một tình huống sứ mệnh cứu thế tốt đến từ vị trí của Case và nó giúp cho vị trí của Red không thể nào lấy đi cái mạng của Barin. Nhưng đây là Xuân Bách đang bị solo bởi vị trí của băng. Xuân Bách không chạy nổi rồi, sát thương của băng là quá nhiều. Nhưng đường trên thì Fizz cũng đã băng vào quá sâu và ADC có được cái điểm hạ gục của Fizz. Liên tiếp là những điểm solo kill đến từ cả đôi bên. Và đúng như dự đoán thì bây giờ ADC đánh không thể lại được so với trợ thủ bên phía đối phương với chất tướng này. Và Khoa sẽ cùng với con xe, không biết là có đủ thời gian lấy đi cái trụ này hay không đây. Tôi nghĩ rằng là không đủ đâu. Bởi con xe này sẽ bị clear luôn thôi. Sẽ bị clear bởi Barin cũng như là cái trụ kia lượng sát thương cũng là khá lớn. Nhưng bây giờ Red lên rồi, Red đã có mặt ở đây. Trước đó là một tình huống mà Red đã solo kill không thành công vào vị trí của Barin. Và Red nên tính toán sát thương là chuẩn hơn. Nếu muốn có sứ mệnh cứu thế, không nên có những tình huống băng trụ kiểu như vậy. Bởi như vậy là rất mạo hiểm. Nhưng bây giờ Sài Gòn Phantom đang gọi thêm người. Đó là Zero, tôi nhìn thấy Zero rồi. Zero đang bọc đầu vào Barin. Barin bị hàm choáng bởi Zero. Một cái bão vi tiêu quá đẹp đến từ Sài Gòn Phantom. Và ván thi đấu trước Zero không hay bao nhiêu thì ván thi đấu này Zero lại hay bấy nhiêu. Đây là lập công chuộc tội với Quy ở trong ván thi đấu này. Solo kill đối thủ trực diện với mình và sau đó di chuyển xuống đường ngược lại để hỗ trợ cho hai người đồng đội băng trụ. Xử lý gọn gàng cặp đôi Barin và Case, đem về thêm một con xe ra bóng tối nữa dành cho Sài Gòn Phantom. Một tình huống vòng sau là quá đẹp đến từ Zero. Tôi đã nhìn thấy ở trên minimap rồi và tôi nghĩ rằng thôi xong, hai thành viên bên phía đội tuyển Team Flash rồi. Không có ai hỗ trợ cho Barin và Case cả. Không kịp sử dụng luôn cho mình đó là sứ mệnh cứu thế. Vì tình huống đó thì Case cũng đang bị làm choáng. Và nếu như có sử dụng sứ mệnh cứu thế thì tôi nghĩ rằng cũng phải nằm xuống mà thôi. Lượng tiền trên lực đã là con số 5.000. Trận thi đấu này là một trận thi đấu mà Team Flash đã sai ngay từ trong những giây phút đầu tiên để cho Sài Gòn Phantom có được thế trận của mình với Lorion, với Veret. Một thế tướng quá đẹp để cho Sài Gòn Phantom. Và câu trả lời của Team Flash liệu rằng ở sau phút thứ 9 này sẽ là như thế nào đây? Tôi nghĩ rằng cái thế trận này là một thế trận cực kỳ khó chơi dành cho lữ bố trong tay của ADC rồi. Đúng là như vậy. Chúng ta nhìn vào KDA của ADC thì thấy rằng là với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, ADC vẫn giữ được một KDA rất đẹp là 1-0-0. Nhưng có điều lượng tiền nó cũng không hơn nhiều so với trợ thủ Veres của Khoa. Và với chất tướng Veres thì Khoa có thể đánh sòng phẳng, thậm chí là trên cơ so với người đi rừng bên phía đối phương. Và điều đó đã tạo ra một tác động quá lớn lên thế trận, để bây giờ Sài Gòn Phantom quá dễ dàng trong việc lấy đi những dàn trụ hai của đối phương như thế này. Tính lấy được cái trụ hai khu vực giữa của Sài Gòn Phantom và bây giờ thì họ sẽ lại làm giống như những gì mà chúng ta đang được theo dõi tất cả các đội tuyển thi đấu khi có một thế trận xanh. Đó là trở về ăn cho mình những mục tiêu lớn. Đó là những con Caesar, đó là những con rồng. Thậm chí là bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom vẫn còn đang gây thêm những áp lực bởi con Caesar tiên phong vẫn đang còn đó. Và thêm cả một con Caesar to đi cùng với một tơn lính như thế này nữa. Tôi nghĩ rằng Sài Gòn Phantom có thể đánh ở trong tình huống tiếp theo.
Nhưng vừa rồi là những pha cấu báo tốt của cặp đôi Xuân Bách cùng với Đạt Còi để đẩy lùi Venus của Khoa về, và qua đó thì giảm đi sức ép đến từ con Seja to này. Và con Seja bóng tối không thể giúp cho Sài Gòn Phantom đem về được tình huống siêu cấp từ quá sớm. Thậm chí là cái trụ thứ hai ở khu vực đường dưới cũng đang được ADC và Case phòng ngự một cách đầy quyết tâm. Thì Flash đang cố gắng kéo dài thời gian. Có lẽ là hy vọng của họ ở trong ván thi đấu này nằm ở vị trí của Barin, nằm ở vị trí của Xuân Bách. Hai lượng sát thương quan trọng nhất đến từ Tulen và Cafeni. Nhưng quan trọng Tulen và Cafeni phải có một thế đánh Starbone cơ, thì hai vị tướng này mới thể hiện được cái sức mạnh của những con bài gây sát thương theo kiểu là sốc đam kiểu Tulen, hay là những con bài bắn chí mạng rất nhiều như là Cafeni. Chứ trong một thế thủ như thế này thì họ sẽ cần phải tựa trụ rất nhiều và chờ đợi cú sứ mệnh cứu thế đến từ vị trí của cây để hy vọng vào những pha lật kèo. Đúng là bây giờ bên phía đội tuyển Team Flash sẽ phải chờ đợi cho Sài Gòn Phantom băng trụ, và những pha băng trụ sai lầm đến từ Sài Gòn Phantom nó có thể xảy ra. Nhưng đây là Xuân Bách bị bắt lại bởi vị trí của Khoa, không có đồ giải đến từ cây. Và điểm hạ gục dành cho bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom bắt đầu tràn vào. Zero làm cho nó quá hay, và hai điểm hạ gục mọc hơi quá nhanh đến từ bên phía đội tuyển Team Flash. Những cú đấm hạo nhiên trưởng của Zero đang kết liễu số phận của ván thi đấu này, khi đây là pha tràn vào có thể là cuối cùng của bên phía Sài Gòn Phantom. Họ đã có thế như trẻ tre, sẽ có thêm một tên lính ủng hộ những bóng ba sai thành. Và bên phía Team Flash thì chỉ còn 3 người, trong đó không có một sát thương chủ lực nào. Trận đấu chính xác là ván thi đấu này sẽ khép lại ở phút thi đấu thứ 11. Tỷ số được nâng lên là 2-1 dành cho bên phía của đội tuyển Sài Gòn Phantom. 2-1 dành cho Sài Gòn Phantom, 2-1 dành cho Sài Gòn Phantom rồi. Một ván thi đấu mà Team Flash đã sai lầm ở trong những giây đánh đầu tiên. Và từ một cái sai lầm nhỏ đó thôi, một cái turn mà tu lên trong tay của Smack không có cấp độ 2 thôi. Hãy cùng nhìn vào những con Veret trong tay của Khoa, rồi thì Quy trong tay của Zero. Một ván thi đấu Zero đã đánh quá hay, nhưng phải nói rằng Team Flash cũng có rất nhiều lỗi lầm. Lập công chuộc tội, đó là những gì mà Zero đã thể hiện với Quy và những lần hạo nhân trưởng chí mạng của mình ở trong ván thi đấu này. Trong khi đó thì bên cạnh độ tập trung trong pha thi đấu mà Xuân Bách không lên được 2, thì có lẽ là phần đấu trí của huấn luyện viên Venner trong ván thi đấu này cũng đã không thể phát huy được hiệu quả, khi mà cặp đôi Lữ Bố và Senel có lẽ là pick ra để băng trụ người khác, nhưng lại đặt vào bối cảnh bị người khác băng trụ như vậy thì là rất khó. Và đúng là khi mà Cafeni cùng với Tulen không có thấy Snowball thì đã không được chơi game quá nhiều. Trong khi đó ngược lại, những thành viên bên phía Sài Gòn Phantom họ đã triển khai thế trận và tạo ra một quả cầu tuyết quá lớn ở trong ván thi đấu này. Và để làm được điều đó thì có công rất lớn đến từ Quy nằm trong tay của Zero. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay về bàn phân tích để nói kỹ hơn về ván thi đấu thứ 3 vừa qua. Các bạn thân mến, như vậy là chỉ cần 11 phút, tỷ lệ điểm hạ gục là 11-3. Sài Gòn Phantom đã đòi lại được những gì đã mất ở ván thi đấu thứ 2 và qua đó vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-1. Theo hai bình luận viên thì điều gì đã khiến cho Flash thua nhanh đến như vậy trong những phút vừa qua ở ván thi đấu thứ 3? Cá nhân tôi nghĩ là một phần đến từ chất tướng của bên phía Team Flash ở trong ván thi đấu này. Những chất tướng của họ có điều kiện thắng có thể nói là tương đối khó, khi mà họ cần phải có được một thế trận rất tốt ở trong giai đoạn đầu. Họ cần phải có được những khu vực đi đường đơn thắng lợi để triển khai với những lần băng trụ và càn lướt đến từ Lữ Bố và Senel. Nhưng điều đó đã không xảy ra khi mà Lữ Bố của ADC quá thọt ở trong giai đoạn đầu, mất đi quá nhiều những con bùa liên tiếp với một lối đánh triển khai vào bùa sớm quen thuộc của Sài Gòn Phantom. Và ở trong ván thi đấu này thì chúng ta nhìn thấy sự tự tin đã quay trở về với những bóng ma Sài Thành, với những tình huống xử lý đầy quyết đoán, và nhịp độ họ đẩy lên cũng là rất nhanh khi có được lợi thế. Với cá nhân tôi thì tôi lại thấy rằng là cái trận thua này của team bên phía của Team Flash nó mắc cả sai lầm về hệ thống di chuyển giai đoạn đầu trận và cả những sai lầm cá nhân nữa. Đầu tiên là việc họ chia cho ADC đi cùng với Xuân Bách để có thể clear được tên lính đầu tiên đã là một cái tôi cảm giác nó đã không ổn rồi, bởi vì bộ đôi bên kia đó là Lorion và Veret thì đơn giản là Veret cứ đánh vào người của Lữ Bố để có thể xoay vòng thôi. Và cái thứ hai nữa là Xuân Bách lại sử dụng, tức là Xuân Bách đi một cái đường mà anh ta để bị khép góc và không có được cho mình cấp độ 2, mất đi hai con lính ở trong giây phút đầu tiên. Và người chia kinh nghiệm với Xuân Bách lại là ADC, cho nên cái lượng kinh nghiệm của Xuân Bách lại càng thọt. Và khi Xuân Bách không có cấp độ 2 thì đối phương cứ thế tiến vào con bùa đỏ, cướp đi con bùa đỏ rồi lấy đi cho mình những cái mục tiêu đến từ bên phía đội tuyển Team Flash. Và cứ thế là Team Flash họ để thua một cách khá là chóng vánh ở trận đấu này. Vâng, và rõ ràng là trong ván thi đấu vừa qua thì chúng ta phải dành một lời khen dành cho con bài Quy trong tay của Zero, đúng không ạ? Ván thi đấu thứ hai thì anh ta đã có một KDA đúng là đáng quên với con bài Zuka, và anh ta đã quay trở lại trong ván thi đấu này. Còn MVP, nó gọi tên cậu em út trợ thủ của đội tuyển Sài Gòn Phantom, đó là Khoa với con bài Veres. Đã có những thời điểm mà Veres trong tay Khoa còn mạnh hơn cả người đi rừng bên phía đối phương, đó là ADC. Điểm MVP của anh ta là 10.3, KDA 105, lượng đam anh ta gây ra là hơn 46.000 sát thương và lượng đam chống chịu là hơn 43.000 sát thương. Anh đánh giá như thế nào về Khoa? Ván thi đấu này thì chất tướng ủng hộ quá nhiều dành cho em út của bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom, khi mà chúng ta thấy rằng là liên tục có những vị tướng làm tường của bên phía đối phương như là Lữ Bố, như là Senel. Gặp
bài trùng mà Team Flash lựa chọn cuối cùng lại trở thành những vị tướng bị counter bởi trợ thủ bên phía sàn Phantom. Và như đã nói thì Veres cũng là một trong số những vị tướng sở trường của Khoa, và quả thật là Khoa đã thi đấu cực kỳ tự tin, thường xuyên đưa mình lên phía trước rất cao, bắt thẳng vào những vị trí chủ lực trong đội hình của đối phương, không ngần ngại với những lần đoạt mệnh xích. Và thông số quá tốt có lẽ cũng là thứ đã giúp cho Khoa sở hữu danh hiệu MVP ở trong game thi đấu vừa rồi. Vâng, và đây là match summary, những chỉ số thông số trong ván thi đấu vừa qua. Để mà nói ở cuộc đối đầu giữa hai xạ thủ, mặc dù Barin đã để thua trong ván thi đấu này, nhưng phải nói anh ta cũng đã có một ván thi đấu khá là kiên cường. Và một trong những điểm sáng là pha outplay Red, khi mà Red đã không thể solo kill thành công được Barin, và sau đó còn để lại mạng điểm hạ gục của mình trong tay của Barin. Khi mà so sánh về cuộc đối đầu giữa hai xạ thủ thì anh Pesman có nhận định như nào về hai người chơi này? Thực ra tôi cảm thấy Barin và Red có những điểm tương đồng nhất định. Trận thi đấu này là một trận thi đấu mà không thể lỗi là do Barin được. Anh ta đã cố gắng phòng ngự và cố gắng có những tình huống outplay ở vị trí của Red, anh ta cũng đã thành công với cái sứ mệnh cứu thế đến từ Senel trong tay của Kayce. Nhưng rõ ràng trong cái thế trận mà bạn cầm Cavani nhưng lại không snowball được ván đấu thì rất khó cho Barin, khi mà lỗi đến từ cái khu vực trung tuyến của bên phía đội tuyển Team Flash với bộ ba đó là Tulen, Senel cùng với Linh Bố. Bộ ba này đã làm không tốt và khiến cho cái cánh của Barin một phần cũng bị áp đảo ở vị trí của Red. Còn cá nhân tôi nghĩ rằng là ở trong ván thi đấu này thì từ phần cấm chọn tôi cũng đã thấy rằng là mặc dù về mặt chất tướng thì có thể nói là Cavani hơi counter một chút so với Hayate, nhưng ở khu vực đường giữa thì đó, cặp Lorion Veres lại có một ưu thế lớn hơn so với Tulen và Senel. Và qua đó thì việc Lorion Veres thường xuyên di chuyển xuống cánh tạo ra áp lực đẩy lính sớm đã giúp cho Hayate của Red dễ chơi hơn so với Barin. Còn ở trong thế khó thì Barin vẫn là một tuyển thủ trẻ khá đặc biệt của Team Fast, khi mà tôi thấy rằng là đây, chúng ta có thể thấy như ở trong những tình huống best moment như thế này, ở chính những khoảnh khắc như thế này, nơi mà bên phía của đội tuyển Sài Gòn Phantom có được những lợi thế, và kể cả ở trong trường hợp là vị trí của Barin bị khai thác, nhưng bởi vì Barin vẫn giữ được một sự chắc chắn và tự tin của mình, nên tôi thấy rằng là có khá ít các fan của Team Flash cũng như là kể cả là anti fan của đội này dành hướng những cái sự gạch đá và chỉ trích về phía của Barin. Và đó là một trường hợp có thể nói là khá hiếm trong màu áo của Team Flash từ trước đến nay. Chắc chắn là để có thể đặt ngang tầm với Red, một trong những xạ thủ hàng đầu đấu trường danh vọng, hiện tại anh ta vẫn đang là đương kim vô địch, thì sẽ còn một chặng đường khá dài dành cho Barin. Nhưng rõ ràng anh ta cũng đã thi đấu kiên cường và cũng đã giành được triple MVP trong tuần thi đấu đầu tiên, và ở tuần thi đấu thứ hai tính đến thời điểm này vẫn là một phần diện không quá tệ. Rất nhiều người hy vọng rằng sẽ có ván thi đấu thứ 5, và nếu như nó xảy ra thì thật sự đây sẽ là một ngày thi đấu bùng nổ của Team Flash. Nhưng có làm được điều đó hay không, chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời trong ván thi đấu thứ 4, ván thi đấu mang tính chất quyết định giữa Sài Gòn Phantom và Team Flash. Xin mời. Sting với công thức chứa hồng sâm 4 năm tuổi và vị dâu đặc trưng ngon sảng khoái cho bạn nguồn năng lượng bứt phá. Sting bực năng lượng sống bứt phá. Sau khi tỷ số là 1-1 thì ở ván thi đấu thứ 3, Sài Gòn Phantom đã đem không khí của những trận siêu kinh điển gần đây quay trở lại khi áp đảo Team Flash và có được một chiến thắng ở một tốc độ rất nhanh. Tỷ số được nâng lên là 2-1 và họ sẽ có cơ hội để thắng 3-1 nếu như tiếp tục giành chiến thắng ở trong ván thi đấu này. Còn đương nhiên, thầy chó huấn luyện viên Rainer sẽ phải tìm mọi cách để ngăn cản điều đó xảy ra. Anh Dũng ạ, ván thi đấu thứ 3 là một ván thi đấu không chỉ mà Sài Gòn Phantom đem lại cái không khí giống như các trận siêu kinh điển trước đâu, mà tôi nghĩ rằng cách đánh đó của Sài Gòn Phantom là cái cách đánh mà các fan hâm mộ của Sài Gòn Phantom đang muốn nhìn thấy đội tuyển này phải thực hiện được nhiều hơn nữa ở trong mùa giải năm nay. Đó là một lối đánh nhanh, mạnh, áp đảo vào phần rừng của đối phương và kết thúc ván thi đấu chỉ khoảng 11 đến 13 phút. Đó là cái cách đánh mà Sài Gòn Phantom đã thể hiện rất nhiều ở trong các mùa giải trước và họ làm điều đó rất thành thục. Mùa giải năm nay, đây là một trong những trận thi đấu mà tôi cảm thấy rằng gặp một đối thủ mạnh thì Sài Gòn Phantom đã làm được điều đó. Và ở trong ván thi đấu thứ tư này thì với cái tâm lý đang rất tốt sau ván thi đấu thứ ba, tôi nghĩ rằng Sài Gòn Phantom sẽ tiếp tục lựa chọn cho mình một đội hình mạnh, tấn công nhanh và kết thúc Team Flash ở trong ván thi đấu thứ tư. Họ sẽ cố gắng làm điều đó, thừa thắng xông lên vẫn thường là sự lựa chọn của Sài Gòn Phantom ở trong những bối cảnh đã có được lợi thế như thế này. Còn ở bên phía Team Flash thì họ chuyển bên, họ sẽ lựa chọn phần sân màu xanh trong ván thi đấu thứ tư để có thể cấm trước và chọn trước. Hãy cùng chờ đợi xem là những sự lựa chọn cấm đầu tiên mà huấn luyện viên Rainer sẽ đưa ra sẽ là gì. Liệu có muốn thả Omen để hướng đến dành cho đạt còi ở trong ván thi đấu này hay không, hay sẽ tiếp tục là cấm Omen một cách đầy cơ bản như các đội xanh khác vẫn hay làm mà thôi.
những lượt cấm của đội xanh và đội đỏ thời điểm hiện tại, các đội tuyển thường lựa chọn đội xanh sẽ là Omen Rossi, còn với bên phía của đội đỏ thì sẽ là Aya cùng thêm một vị tướng theo kiểu dạng tướng tủ của đối phương. Như chúng ta nhìn thấy vừa nãy thì Team Flash thường sẽ cấm vào XG trong tay của Fizz, nhưng lần này Sài Gòn Văn Tông ở bên phía đội 2 thì hãy cùng chờ xem Sài Gòn Văn Tông cấm đi cái gì. Họ hoàn toàn có thể cấm đi cho mình một vị tướng đã chơi rồi trong tất cả những trận thi đấu họ đã trải qua và Team Flash chưa chơi, đó có thể sẽ là những lượt cấm từ bên phía đội tuyển Sài Gòn Văn Tông. Và có vẻ như Rainer đang muốn nhắm tới Rossi với việc cấm đi cho mình đó là Omen cùng với Senel, và Sài Gòn Văn Tông có thể cấm Rossi luôn bởi vì tôi chắc chắn rằng lượt cấm này sẽ được nhắm vào. Đúng là Rossi cũng đã được cấm luôn đến từ bên phía của đội tuyển Sài Gòn Văn Tông rồi, điều đó đồng nghĩa với việc XG được hở ra và ngay lập tức thì XG cũng đã được khóa lại dành cho Team Flash ở vị trí của Xuân Bách. Như vậy là XG sẽ được lựa chọn trong tay của Xuân Bách. Tulen thì cũng đã được lựa chọn rồi đến từ bên phía của đội tuyển Sài Gòn Văn Tông, và như vậy là bây giờ Sài Gòn Văn Tông sẽ cần phải đưa ra những con bài để có thể đối đầu lại được với XG, có lẽ sẽ là sự lựa chọn thứ ba trong tay của Fizz. Còn với hai con bài đầu tiên, hai con bài rất nhiều sát thương, rất mạnh, đúng cái cách đánh mà Sài Gòn Phantom vẫn đang sử dụng, đó là Joker cùng với Richter. Sẽ là một ván thi đấu có thể Sài Gòn Phantom sẽ tiếp tục cướp rừng và tạo ra những áp lực rất lớn ở phía đội tuyển Team Flash. Đúng là lựa chọn tướng như thế này là đang muốn thừa thắng xông lên đến từ Sài Gòn Phantom rồi. Đây có thể sẽ là hai cánh của đội tuyển này ở trong ván đấu, nhưng cũng có thể là hai vị tướng sẽ kết hợp với nhau để đem đến một lượng sức mạnh lớn ở giai đoạn đường rồng để Sài Gòn Phantom có thể tạo ra quả cầu tuyết. Nhưng dường như là Team Flash cũng sẽ muốn lấy cứng đối cứng ở trong ván thi đấu này nếu như Ban Doom là vị tướng được khóa lại. Trước đó thì họ cũng đã có một XG có thể tạo ra áp lực tốt rồi, và nếu như theo Anas một vị tướng có sải tay dài được kết hợp với hai sự lựa chọn đã có nữa thì đúng là Team Flash sẽ chơi một cách song phẳng. Sài Gòn Phantom muốn đánh sớm thì Team Flash sẽ đánh sớm cùng với họ ở trong ván thi đấu này. Thậm chí là những chất tướng của Team Flash đang có phần lá nhỉnh hơn, bởi vì theo Anas sẽ là một vị tướng có thể chơi được với Joker. Tuy giai đoạn đầu thì cũng sẽ có những sự thua thiệt bởi chất tướng Joker ở những cấp độ đầu thì đối đầu các xạ thủ trao đổi chất khá là khỏe, nhưng ở giai đoạn sau tầm tay dài của theo Anas và khả năng làm choáng ấy từ theo Anas cũng sẽ khiến cho Joker trong tay của vị trí Red gặp đôi chút những sự khó khăn. Liliana sẽ là sự lựa chọn thứ ba đến từ bên phía đội tuyển Sài Gòn Văn Tôm, một sự lựa chọn để có thể đối đầu ổn cùng với XG. Mặc dù đẩy đường thì Liliana sẽ chậm hơn một chút, nhưng không phải là vấn đề nếu như Richter trong tay của Khoa trong ván thi đấu này hỗ trợ thì trong tiếp tục nữa. Bây giờ sẽ là giai đoạn 2. Giai đoạn 2 cũng sẽ là đầy căng thẳng đây, khi mà đôi bên có thể nói là gần như là hoàn thiện nửa dưới bản đồ của mình với ba vị tướng như thế này. Sài Gòn Phantom thì đa dạng hơn ở trong cách xoay, với Richter có thể thi đấu được cả ở vị trí của Khoa lẫn Zero. Họ đang hướng đến việc cấm đi Quy, vị tướng mà Zero cũng đã tỏa sáng ở trong ván thi đấu gần nhất. Với việc cấm đi Quy như thế này thì phải chăng là đến lượt Zero muốn chơi Murat và đang muốn ngăn cản đối phương có vị tướng đã khiến cho Murat của Đàn Cói không thể chơi game tốt ở trong ván thi đấu thứ hai, thứ ba. Nhưng mạn phép cho tôi dự đoán một chút với đội hình của Team Flash, khi ở trong đội hình như thế này thì Sài Gòn Phantom nên giấu đường trên dành cho Zero, bởi vì với một đội hình có XG có theo Anas thì cái hướng đánh của Team Flash sẽ là hướng xuống dưới cái đường mà Joker trong tay của Red chấn giữ, và Joker lại là một vị tướng không ăn được XG. Joker đương nhiên rồi, gặp những quả bom thì không có cách nào để có thể ngăn chặn được sát thương đến từ XG cả. Và nếu như cái việc mà Flash muốn di chuyển từ đường giữa trước xuống khu vực đường dưới của Red thì buộc lòng đường trên nên là một đường thắng cho Đạt Còi, để Đạt Còi có thể ra hỗ trợ đường giữa cho Xuân Bách trong những tơi mà Đạt Còi được đẩy trước. Như vậy thì sẽ là một trận đẹp hơn dành cho bên phía đội tuyển Team Flash để có thể hỗ trợ cho vị trí của Barin ở ván thi đấu này phải thắng được đường. Theonas là một vị tướng nếu như trong thế thua thì cũng khó đánh lắm, cũng không phải là một vị xạ thủ có thể farm bù được, bởi Theonas là một vị tướng mà farm nó hơi chậm hơn so với các vị xạ thủ khác, theo tôi là như vậy. Và để giúp cho Theonas có thể được chơi một cách thoải mái hơn thì Team Flash cũng đã phải cấm đi hai tanker mà họ đã lựa chọn trong ván 1 là Crest cùng với Skirt. Bởi vì đúng là Theonas mà bắn vào hai vị tướng này thì gãy cung đấy. Còn Sài Gòn Phantom thì họ đang hướng đến, đúng là đang có ý định là giấu vị tướng đường trên dành cho Zero rồi, khi Nakroth cũng là một vị tướng đáng tranh chấp giữa bộ đôi Bâng và Chiến. Cả hai người chơi đi rừng này đều thi đấu Nakroth rất hay, và ở trong ván thi đấu thứ tư thì Bâng sẽ là người sở hữu được chất tướng này. Và bây giờ thì bên phía đội tuyển Team Flash sẽ lấy gì để có thể đối đầu với Nakroth đây? Đối phương đã cầm đi cho mình Elandor, ADC cũng không có Tulen nữa để có thể đối đầu với Nakroth. Hãy cùng chờ đợi xem vị đấu sĩ nào mà ADC sẽ lựa chọn ra để có thể đối đầu với Nakroth trong tay của Bâng. Aoi cũng là một sự lựa chọn tôi nghĩ rằng tạm ổn thôi, cũng là tạm ổn thôi khi Nakroth ở thời điểm hiện tại cũng không còn quá nhiều vị tướng để có thể đối đầu với con bài này rồi. Superman đang được lựa chọn ra đến từ bên đội tuyển Team Flash, vậy thì nó sẽ là một con Superman trong tay của Đạt Còi chắc. Đạt Còi.
đã có Ban Doom rồi thì Superman tôi nghĩ chắc chắn là chỉ có nằm trong tay của Đạt Còi thôi, chứ cũng không có thể có một vị trí nào khác cả. Đang bắt đầu chuyển qua Veres, nếu như Veres khóa vào thì có lẽ là sẽ dành cho ADC ở vị trí đi rừng. Màn trình diễn của ADC trong giai đoạn gần đây với Veres là khá tốt, và Yan đang được hướng đến dành cho vị trí của Đạt Còi. Nếu như cặp đôi này được khóa lại thì sẽ là Yan cánh trên và Veres đi rừng, có lẽ là như vậy thôi. Tôi nghĩ rằng nếu như để cho Veres đi đường trên thì sẽ hơi khó đánh, bởi Veres bây giờ cũng không phải là một tướng quá là meta game ở khu vực đường tàn tần xảy ra nữa rồi. Nó nên là một vị tướng đi rừng dành cho vị trí của ADC. Nhưng rõ ràng Sài Gòn tôi biết được Team Flash sẽ cần phải thắng được đường của Đạt Còi, và họ đang lựa chọn ra một vị tướng. Cho dù là đi với Yan hay là đi với cả Veres, tôi nghĩ rằng đều sẽ có những lợi thế nhất định, đó là Florentino. Nhưng lại đổi rồi, không phải Florentino đổi sang thêm thì Richter sẽ chơi ở đường tàn thần Seja. Vẫn đang nhà đến từ Sài Gòn Phan Tôm, rất căng thẳng. Và lại đổi tiếp tục sang Châu Na một lần nữa. Nếu đổi qua một trợ thủ khác thì sẽ là Richter ở cánh tàn thần Seja dành cho Zero. Và nếu là như vậy thì có lẽ là Nacroc của Bung sẽ lại được dồn nhiều tài nguyên để có thể gánh đội trong ván thi đấu này. Nhưng nếu như là Florentino thì có thể sẽ là cả hai cánh cùng cường công. Nhưng quyết định sau cùng của Sài Gòn Phantom sẽ là Thên dành cho vị trí của Khoa rồi. Và như vậy thì hai cánh của họ sẽ gồm có Joker của Red và Richter của Zero ở trong ván thi đấu này. Và với một line up lựa chọn như thế này thì có lẽ là Sài Gòn Phantom sẽ đặt rất nhiều quyết tâm của mình ở vị trí cánh của Red cũng như là vị trí đi rừng của Bung. Như vậy là bên phía đội tuyển Team Flash vừa rồi lại thêm một tình huống xoay tướng nữa. ADC sẽ đánh cho mình đó. Ngoài Ban Doom, đường tà thần Seja luôn. Như vậy là ADC sẽ đánh Yan. Còn cái hay hơn của bên phía của Team Flash đó là Ban Doom sẽ đánh đường tà thần Seja để đối đầu với Richter. Kèo này thì chắc chắn là Ban Doom ăn rồi. Bởi vì một vị tướng tanker đối đầu với đấu sĩ như là Richter thì Đạt Còi sẽ có rất nhiều lợi thế lại đổi tiếp. Nhưng mà Case đánh Yan trợ thủ quá. Thôi có lẽ là bình thường thôi. Bình thường thôi. Sai hơi nhiều. Sai hơi chóng mặt đến từ phía đội tuyển Team Flash. Và tôi và anh Dũng cứ tưởng rằng nó sẽ là một con Ban Doom đường trên của Đạt Còi cơ. Nhưng cuối cùng nó sẽ là Yan. Con bài Yan này đối đầu với Richter sẽ là một con bài ổn dành cho Đạt Còi. Giai đoạn đầu thì có thể là Richter sẽ di chuyển về trước. Nhưng quan trọng nếu càng đánh càng farm thì Yan sẽ mạnh hơn Richter. Và chỉ có Yan mới có khả năng solo kill Richter thôi. Còn Richter nếu như bạn lên theo một phong cách đó là chống chịu nhiều thì cũng sẽ rất khó để có thể dồn sát thương vào một vị trí như là Yan. Đúng là như vậy, nếu như xét về khả năng PK22 ở khu vực nửa trên bản đồ thì có lẽ là cặp đôi của bên phía Team Fast sẽ có khả năng PK là tốt hơn. Còn đội hình của Sài Gòn Phantom hai vị trí ở khu vực nửa trên bản đồ của họ thì đều di chuyển rất nhanh, đều rất cơ động. Và qua đó thì có thể di chuyển thật nhanh xuống cánh dưới và đem lại một áp lực lớn ở vị trí cánh của Joker, vị tướng đang được cầm trong tay của Red để đối đầu với Barin ở trong ván thi đấu này. Một ván đấu mà Iggy của Xuân Bách có lẽ sẽ cần phải làm tốt hơn so với Tulen ở ván thi đấu trước, đặc biệt là về nhiệm vụ đẩy lính để có thể giúp cho hai đường cánh có được nhiều thuận lợi. Theonas của Barin sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong nhiệm vụ Snowball lấy trụ và tạo ra lợi thế dành cho Team Flash. Chắc chắn là Xuân Bách ở trong ván thi đấu này sẽ phải đẩy đường nhanh cùng với Ban Doom trong tay của Cây để có thể xuống hỗ trợ cho Theonas trong tay của Barin. Đây là một cái kèo đối đầu mà tôi cũng đã được chứng kiến rất nhiều rồi. Theonas sẽ có sự hỗ trợ đến từ Iggy, thậm chí là hỗ trợ rất nhiều để đi thẳng vào một vị trí như kiểu là Joker. Joker cũng là một con bài mà Iggy cũng có thể đi được. Sau khi có mặt đại Berit thì đốt rất đau. Một cú hỏa bạo có thể gây ra được khoảng một nửa máu của Joker là chuyện bình thường. Và chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu thứ tư. Ván thi đấu mà Sài Gòn Phantom nếu như có được chiến thắng này thì họ sẽ kết thúc cặp đấu Super Sunday ngày hôm nay với tỷ số đó là 3-1. Còn với Team Flash, họ đang có một bộ tướng Onin cho Barin. Liệu rằng với bộ tướng như thế này thì họ sẽ làm như thế nào? Họ đi chậm hơn một chút so với cặp đôi Fizz và Khoa ở khu vực đường giữa trong tình huống dọn dẹp lính đầu tiên. Tuy nhiên thì Red cũng nhận lính vào trong trụ sau khi đã hỗ trợ khá nhiệt tình dành cho Bung để giải quyết con bùa xanh đầu tiên. Bung bỏ một con quái rừng trong nửa vòng rừng phía dưới của mình, không biết là sẽ có ý đồ gì đây. Bung đã bỏ đi cho mình một con quái rừng thì có thể lên ăn nhanh cho mình được con bùa đỏ cũng không sao cả. Bung thì cũng sẽ có thể hit được quái ở khu đường giữa giống như là ADC đang làm với Xuân Bách mà thôi, để anh ta có được cho mình cấp độ 4 sớm. Hai người chơi đi rừng có cái lối đi rừng khá là giống nhau, giống hết nhau luôn, khi mà cả ADC và Bung đều bỏ đi cho mình một con quái rừng và ra hit cùng người chơi khu đường giữa. Đúng là như vậy, có lẽ đây cũng đang là một trong số những cách triển khai mới của những người đi rừng ở meta này của chúng ta, hay chăng khi mà cả Bung cùng với ADC đều đang làm như vậy. Red cùng với Khoa cũng đang có ưu thế một chút về mặt đẩy đường ở trong giai đoạn đầu ở khu vực nửa dưới rồi. Nhưng với một thế trận chậm như thế này, với một vòng rừng đầu tiên cũng là tương đối chậm đến từ cả hai người chơi đi rừng, thì có lẽ là những đột biến chỉ có thể xảy ra ở trong tình huống tranh chấp mục tiêu đầu tiên mà thôi. Chúng ta sẽ phải chờ cho đến giai đoạn những con mục tiêu hồi sinh ra như là con thần xảy ra hay con rồng
thì mới biết được rằng đội tuyển nào sẽ có lợi thế hơn. Team Flash đang kiểm soát thành hàng tà thần C ra là nhiều hơn, khi ADC cùng với đặt còi đang có mặt ở đây và Smack cũng đang có thiên hướng muốn hướng lên trên. Nhưng Sai Gòn Phantom họ đang kéo cả Red, kéo cả vị trí của Khoa lên, họ muốn 5 đánh 3, họ muốn bắt bài vào Team Flash. Team Flash cấu máu trước với tình huống hỏa bạo vừa rồi của Smack, họ không dâng theo Anas lên mà thay vào đó chỉ có quay để khiến cho đối phương hơi ngần ngại trong quá trình tiến vào và lấy đi con Seiza mà thôi. Và bây giờ thì Sài Gòn Phantom quyết định là đổi hướng. Red cùng với Khoa không thể ở trên khu vực nửa trên của bản đồ quá lâu được, và việc họ phải quay trở về đường của mình cũng là dễ hiểu. Và đi cùng sẽ là Bâng để giúp cho bên phía Sài Gòn Phantom ăn được mục tiêu trước với con rồng đầu tiên của mình. Vừa rồi là một pha đấu trí rất tốt đến từ Sài Gòn Phantom, họ gây áp lực vào đường tà thần Seiza để cho Team Flash không thể chủ động ăn Seiza được, rồi họ lại quay ngược trở về đường rồng. Có được con rồng đầu tiên thì lượng tiền năng bắt đầu chênh lệch dành cho bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom nó khoảng con số 4-500 tiền. Nhưng vừa rồi thì Team Flash cũng đã có được cho mình đó là con tà thần Seiza, cũng không quá chậm đâu, họ cũng có thời gian để tiến vào phần bùa đỏ của Bâng. Lần này thì Bâng đang cố gắng ăn cho mình cho là con bùa xanh, nhưng quyết định lại là không cướp bùa nữa đến từ Team Flash rồi. Vẫn đang là những diễn biến có phần êm ả ở trong ván thi đấu thứ tư này ở giai đoạn đầu, khi mà cả hai bên vẫn đang cố gắng để chia tài nguyên và farm nhiều nhất có thể ở trong giai đoạn đầu. ADC bắt đầu tiến sang một chút sang phần rừng của Bâng và đã cướp đi được một con khỉ đầu lá. Tuy nhiên thì nó cũng chưa phải là quá nhiều, và ở hướng ngược lại nơi con bùa đỏ của các thành viên bên phía Team Flash thì cũng đang là sự có mặt của Red cùng với Khoa. Những tình huống bắn chiêu thức vào đến từ vị trí của Red đang muốn cố gắng kéo con bùa đỏ ra để ADC mất thời gian ăn cho mình đi đó là con bùa này. Một cú hỏa bạo đến từ vị trí của Xuân Bách, cấu đi không quá nhiều máu của Bâng cũng như là Fizz. Thế trận đang diễn ra là rất chậm và có vẻ như là cả hai bên đang chờ đợi những sai lầm của đối phương hơn là việc muốn chủ động tấn công. Rõ ràng là như vậy khi mà Gaze, đây là tình huống sai lầm đầu tiên đến từ vị trí của Gaze. Có một cú chiêu cuối địa gian được tung ra, nó trúng vào vị trí của Bâng. Team Flash tràn ra với ADC nhưng cú đoạt mệnh xích là không chính xác, máu được cấu đi rất nhiều bởi Xuân Bách. Và Barin đã bật cho mình đó là cái ưng tiễn lên để có thể bắn, và lượng máu bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom mất là nhiều hơn. Một tình huống mà tưởng chừng như cây hơi hớ, nhưng cú địa giam sau đó thì là khá ổn để khiến cho pha giao tranh nó cũng không thực sự có quá nhiều lợi thế nghiêng về một bên nào cả. Hai đội vẫn sẽ tiếp tục quá trình đi farm của mình và trao đổi mục tiêu. Ở thời điểm mà cả hai bên cùng nhau đi farm thì Sài Gòn Phantom đang là đội tuyển farm tốt hơn một chút với khoảng 600 tiền chênh lệch. Bâng rất tự tin, chỉ còn nửa cây máu nhưng vẫn dám lao vào để cướp đi con bùa xanh này của đối phương. Và đây có phải là một tình huống thi đấu quá liều của Bâng hay không đây? Không cướp được bùa xanh, lượng máu trên người cũng đang là rất thấp nhưng vẫn có thể lùi về được thành công đến từ Nacross nằm trong tay của Bâng. Rất may cho Bâng ở trong tình huống vừa rồi là Xuân Bách cũng hình như là chưa có hỏa bạo. Nếu như tung ra một cú hỏa bạo chính xác có thể Bâng sẽ phải lên bảng điểm số. Vừa rồi là một tình huống cầu máu cũng rất tốt đến từ vị trí của Red, nhưng ta đã sử dụng cho mình đó là chiêu cuối rồi. Và với việc mất đi chiêu cuối thì Barin cũng đang đẩy một tên lính rất lớn ở khu đường dưới, áp lực là rất nhiều dành cho Red ở khu đường dưới. Trong khi đó đường trên đặt còi cùng với Xuân Bách đang muốn tấn công vào vị trí của Zero. ADC tràn lên, ADC muốn tấn công vị trí của Fizz, chỉ là áp lực đến từ Team Flash mà thôi. Như vậy là trái với dự đoán của chúng ta, khi mà cả đôi bên đều có những xạ thủ rất khỏe trong giai đoạn đầu ở cánh dưới, nhưng họ lại không tập trung đánh vào cánh rồng mà lại đang tập trung quân số lên đường tà thần Seiza là rất đông. Đối với Team Flash thì đạt còi đang nhận được rất nhiều sự chăm sóc của hai người bạn già là ADC cùng với Xuân Bách, và để đối phó với điều đó thì Bâng cùng với Fizz cũng thường xuyên phải có mặt để hỗ trợ cho Zero. Và bây giờ sẽ là một tình huống sử dụng cho mình chiêu cuối đến từ Barin. Red bị làm choáng, Xuân Bách đã có mặt ở đây rồi, bắt đầu cái thế trận ép thẳng vào vị trí của Joker đang được thực hiện đến từ bên phía đội tuyển Team Flash. Đã có những con xe và tầm bắn của Barin, lượng sát thương của Barin ở thời điểm hiện tại cũng đã là đủ để anh ta có thể có những pha cấu trúc đầu tiên. Đặt còi vừa phải biến về, Bâng cùng với Zero có một tơn chặn lính bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom đã chặn lính được thành công. Đây sẽ là một tơn thi đấu mà Zero sẽ di chuyển được cùng với các thành viên bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom. Họ đang muốn 5-4 ở khu đường dưới này. Họ sẽ kéo người xuống khu vực con rồng tiếp theo của ván thi đấu và khiến cho Xuân Bách phải mất đi tốc biến ngay lập tức rồi, nhưng Bách cũng không thể thoát về được ở trong ván thi đấu này. Chiến công đầu thuộc về Zero và chưa dừng lại ở đó, 5 người của Sài Gòn Phantom có mặt quá nhanh và thiếu chút nữa thì Case đã là người thứ hai phải lên bảng điểm số trong ván thi đấu này. Bâng tìm vào cái bụi đó để tìm thấy vị trí của Barin, nhưng Barin cũng đã lùi về rất sâu đầy nhạy cảm. Và một pha set up rất có ý đồ đến từ bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom. Bâng cùng với Zero chặn lính đằng sau và di chuyển cùng với 5 người. Xuân Bách là nạn nhân, Xuân Bách đã bị làm chậm và chúng nó cũng không thể thoát được. Nhưng cái giá phải trả đến từ bên phía đội tuyển Team Flash, tôi nghĩ rằng một đường dưới là họ hoàn toàn có thể chấp nhận được. Quan trọng là họ không mất đi đường giữa. Và bây giờ thì Barin cũng đã được cử lên khu đường trên. Về mặt đi đường giữa Joker và Theonas thì Barin không quá thua đâu, anh ta vẫn đang có một thế trận ổn. Thậm chí là ở khu đường trên, Zero đang tấn công nhưng Fizz tốc biến lên tấn công vào vị trí của ADC. Barin đang bị cầm lặng nhưng người gặp nguy hiểm hơn đó là vị trí của Zero cùng với cả Khoa. Excalibur được tung ra, ADC vẫn đang quẩy với Vedet của mình. ADC quẩy là khá nhân, anh ta quay ngược trở vào tấn công vị trí của Fizz trong khi đường dưới thì Red đang phải lên bảng điểm số rồi. Tiếp tục có một cú úp nữa đến từ Case. Fizz đang né được cú hết sức đến từ ADC và Fizz chạy được về thành công.
Các thành viên bên phía sàn Phantom vẫn giữ lại được điểm hạ gục của mình, không phải nằm xuống đứng giữa tình huống mà các thành viên bên phía T-Flash có lợi thế về một quân số, nhưng họ sẽ khó lòng để giữ lại được cái trụ đứng giữa này. Thêm một lần nữa Bâng phải liều mình để có thể có được một cơ hội, và Bâng đã liều thành công thì vẫn giữ được an toàn và dọn được đi tên lính, chờ đợi được Fizz ra để tiếp tục phòng ngự ở con xe ra tiên phong tiếp theo. ADC cũng chỉ còn nửa cây mà thôi và cũng sẽ cần phải cẩn trọng và lùi về. Một tình huống thi đấu mà bên phía của đội tuyển Team Flash họ cũng đã rất quyết tâm sau khi đổi đường, và bây giờ thì họ đang đứng trước cơ hội để lấy được cái trụ đầu tiên trong ván thi đấu của đối phương, nhưng chưa thể làm được điều đó khi Zero vẫn đang rất quyết liệt với vùng trận của mình, tiếp tục đâm lên với hai lần chặt và chém nhưng nó trượt cả hai mất rồi. Red cùng với Qua vẫn chưa đủ sát thương, Fizz đến là người thứ tư, nhưng ba thành viên của Team Flash vẫn có thể lùi về được thành công. Một tình huống đẩy lui được bên phía Team Flash rất tốt đến từ bên phía đội tuyển Saigon Phantom. Họ đã đẩy cho Barin, Xuân Bách cùng với cả Case phải lùi về rồi. Lợi thế đẩy đường lại một lần nữa quay ngược trở về với bên phía đội tuyển Saigon Phantom. Họ đang có những cái trụ cánh, họ đang có những cái trụ cánh vô cùng quan trọng, đó là hai trụ khung đường dưới cùng với đó là cái trụ thứ nhất ở khung đường trên. Thế này là một thế mà Nakroth trong thành của Bâng có thể farm thoải mái, nhưng cũng chưa phải là một thế mà Team Flash đã mất tất cả. Họ chỉ thua đối phương có 1.000 tiền, một vài cái trụ đường cánh. Tôi nghĩ rằng ở thời điểm này nó cũng không phải là vấn đề với Theonat trong thành của Barin nữa, bởi những điều tấn công của Team Flash ở trong những phút vừa rồi là có sắc nét. Đúng là Barin vẫn đang giữ lại được cho mình một lượng kinh tế là rất ổn để có thể trở thành một niềm hy vọng của Team Flash ở trong những giai đoạn tiếp theo. Nhưng có lẽ bài toán đẩy lẻ mang tên Nakroth của Bâng cũng sẽ là một bài toán khiến cho Team Flash đau đầu trong quãng thời gian sắp tới, khi mà đội hình của họ xét về độ cơ động thì khó lòng để có thể bì được so với khu vực cánh trên và đặc biệt là ở vị trí đi rừng của Saigon Phantom. Đây là con xe ra bóng tối đầu tiên mà Saigon Phantom kiểm soát được ở trong ván thi đấu này. Có lẽ họ sẽ sử dụng nó để tấn công vào cái trụ đường giữa huyết mạch của bên phía Team Flash. Đây sẽ là một con tài sản xe ra vô cùng quan trọng dành cho các thành viên bên phía đội tuyển Saigon Phantom. Họ sẽ thả khu đường giữa nơi mà họ có thể lấy được cho mình, đó là cái trụ thứ nhất, một cái trụ có lẽ rằng là quan trọng nhất, bởi nếu như có được cái trụ này thì cái thế trận cấu máu đến từ Joker, đến từ Liliana, rồi khả năng đẩy lẻ đến từ Bâng sẽ được phát huy tối đa cái sức mạnh của nó. Lúc đó thì Theonat trong tay của Barin sẽ mất đi rất nhiều góc chơi, và khi đó thì Barin sẽ được bắn ít đi là rất nhiều combo đỏ vừa rồi. Hình như là ADC vẫn giữ được. ADC vẫn giữ được với cú đoạt mệnh xích quyết đoán cùng kết hợp thêm với trừng trị của mình. Bên phía Saigon Phantom họ vẫn đang bình tĩnh với những con xe ra tiên phong, đang đóng băng lính để những con xe ra tiên phong đẩy lên ở cùng một nhịp để có thể khiến cho Team Flash gặp phải nhiều sức ép nhất có thể. Bây giờ thì Team Flash sẽ tập trung lại đầy đủ cả 5 người ở khu vực giữa, nhưng Saigon Phantom vẫn quyết định là sẽ băng trụ ở trong tình huống thi đấu này. Nhưng Khoa hơi hớm pha băng vào của mình, địa giáp là đẹp đến từ Van Doom, có trụ dành cho Saigon Phantom, nhưng họ sẽ mất bao nhiêu người đây? Họ mất một người và mất hai người. Hai người đã phải nằm xuống đến từ bên phía đội tuyển Saigon Phantom rồi, và như vậy nhưng mà Bâng đang đẩy lẻ, Bâng đang đẩy lẻ, và có thể Bâng sẽ lấy được cho mình đó là đường siêu cấp đầu tiên. Không được rồi, đặt còi đã về. Một tình huống chỉ là câu kéo đến từ Saigon Phantom mà thôi. Họ bị mất người, nhưng quan trọng hơn là họ đang đẩy được rất cao. Tuy nhiên Team Flash đã cân bằng lại được về mặt lượng tiền, không còn một sự chênh lệch tiền nào cả. Để mất đi hai người ở trong tình huống thi đấu vừa rồi không phải là lợi thế với Saigon Phantom, dù cho họ cũng đã có điều mình cần là cái trụ đứng giữ huyết mạch của đối phương. Nhưng quan trọng bây giờ, kể cả sau khi kiểm soát con rồng này, thì Bâng và những người đồng đội cũng sẽ thiếu người trong một khoảng thời gian, và đành phải chấp nhận để cho Team Flash có thể đẩy được lại một chút về mặt thế lính, cũng như là đặc biệt là có thêm thời gian dành cho những vị trí chủ lực cần lớn trong đội hình của họ. Bây giờ thì có lẽ rằng là bên phía đội tuyển Saigon cũng sẽ cần phải chơi chậm lại một chút để có được cho mình cái lợi thế, cái lợi thế về mặt bản đồ, bởi vì bây giờ họ đã có được toàn bộ dàn trụ ngoài của bên phía Team Flash rồi. Không nên giao tranh ở thời điểm hiện tại, bởi vì nếu giao tranh thì cũng sẽ là một giao tranh 5 ăn 5 thua thôi. Theonat trong tay của Barin vẫn đang có một lượng tiền rất ổn, lượng tiền cả hai bên vẫn đang là cân bằng nhau, ngoại trừ vị trí của Bâng. Out ADC về mặt cấp độ cũng như là về mặt lượng tiền thì tất cả các vị trí khác của team của Saigon Phantom đang không vượt trội hơn so với bên phía của Team Flash. Giống với dự đoán khi mà lựa chọn Thane và để cho Richter ở cánh tà thần xe ra, thì Zero sẽ lại tiếp tục chơi như một trợ thủ ở trong ván thi đấu này, thường xuyên là lấy thông tin về mặt tầm nhìn và lượng tài nguyên ở đường cánh tà thần xe ra của Zero, thì Bâng sẽ là người được hưởng hết. Và đó chính là lý do vì sao mà Bâng lại đang có lượng cấp độ chênh lệch so với bạn đồ là nhiều đến như vậy. Vẫn tiếp tục sẽ cần phải chờ đợi vào sự tỏa sáng đến từ Nakroth của Bâng. Ở thời điểm này thì Bâng mới chỉ đem về một điểm hỗ trợ dành cho những người đồng đội của mình mà thôi. Nó có lẽ là ít hơn so với sự kỳ vọng của các fan của đội tuyển Saigon Phantom, nhất là ở trong bối cảnh ADC đang có tới gần 9.000 tiền rồi. Nhưng quan trọng là Barin cũng đang có 8.000 tiền và vượt trội hơn so với lượng tiền mà Red đang có. Đường trên thì đang là một cái kèo mà đạt còi đang được farm. Đạt còi đang có một lượng tiền dần dần lớn rồi, và nếu như đánh về cánh đẩy lẻ thì nếu như có đủ đồ thì thậm chí đạt còi về sau cũng không sợ vị trí của Bâng luôn. Đây là cú mộ đến từ vị trí của Case, nó không có quá nhiều tác dụng khi người chúng chỉ là Khoa mà thôi. Và bên phía của đội tuyển
Team Flash thì họ vẫn đang khá từ tốn. Họ sẽ tập trung cùng nhau để tránh tối đa tình huống bị bắt lẻ lại bởi các thành viên bên phía Saigon Phantom, bởi vì họ biết rằng đội hình của mình không quá cơ động. Còn với Saigon Phantom thì họ cần những mục tiêu như là con xe ra bóng tối tiếp theo này để có thể tấn công vào dàn trụ 2 của bên phía đối thủ. Họ đang cố gắng làm điều đó rất nhanh và họ đã làm điều đó thành công rồi. Họ đã có được cho mình đó là con tà thần xe ra bóng tối tiếp theo. Hãy cùng chờ xem Saigon Phantom họ sẽ đẩy đường nào đây. Bây giờ nếu như thả con xe ra, tôi nghĩ rằng thả đường giữa sẽ là hợp lý nhất. Đường giữa vẫn còn một cái trụ hai, nhưng nên nhớ rằng để ép được bên phía của đội tuyển Team Flash ở thời điểm hiện tại, nó không giống như các ván thi đấu Snowball khác của Saigon Phantom. Ván thi đấu này là một ván thi đấu mà bên phía Team Flash họ cũng biết rằng lượng tiền của họ cũng đang không chênh lệch so với Saigon Phantom. Đánh là đánh được, và các mục tiêu như kiểu là con xe ra tiên phong thì Theonas lại rất dễ để có thể xử lý nó một cách nhanh chóng, bởi Theonas là một vị bắn đơn mục tiêu rất mạnh, không giống như các vị xạ thủ khác như kiểu là Hayate hay Slim thì có thể những cái mũi lao, những cái mũi phi tiêu nó sẽ có thể chạch sang một cái mục tiêu khác. Tôi nghĩ rằng là sau khi hoàn thành xong diệt thần cung đến từ vị trí của Theonas thì có khi là đến lượt Team Flash đi tìm các thành viên Saigon Phantom để tổ chức giao tranh với món trang bị thứ 5 đến từ người chơi xạ thủ trong đội của họ, nhưng tạm thời thì là chưa. Đây rồi, tốc biến lên, không thể vật tổ vỗ tất chính xác, và địa giam cũng đã được né đi đến từ vị trí của Red. Một pha thi đấu tỉnh táo đến từ người chơi xạ thủ trong đội của những bóng ma Sài Thành, vẫn luôn luôn là sức ép ở một cánh đến từ Nakroth, và đó vẫn là một bài toán đau đầu mà các thành viên bên phía Team Flash chưa thể giải được tính đến thời điểm thi đấu thứ 13 của ván thi đấu này. Team Flash đang chờ thời, Team Flash đang chờ cho lượng tiền của mình đầy đủ đã. Đạt còi cần phải có thêm tiền. Đó là vị trí của Barry, đây là tốc biến ủi đến từ vị trí của Khoa Quai. ADC bốc hơi ngay lập tức. Đạt còi đang phải bỏ chạy những cú chém quá đau đến từ vị trí của Bông. Và đột biến đầu tiên đã đến dành cho Saigon Phantom, đó là cú tốc biến xung phong đến từ Khoa cùng với một cú ủi. ADC bốc hơi ngay. Đó là một pha làm tiền đề rất tốt của Khoa. Sự đột biến của Khoa đã tiếp tục được duy trì sau ván thi đấu chơi VRS giành danh hiệu MVP. Một pha mở giao tranh quá quan trọng để bây giờ thì Saigon Phantom thậm chí là có cơ hội để lấy đi những đường lính siêu cấp sớm của đối phương. Vẫn đang phải vất vả phòng ngự đến từ bên phía Team Flash, dù cho sải tay của họ là khá dài, thêm một địa giam nữa Zero ra đến từ vị trí của Case. Và Zero thì đang đâm vào hơi sâu ở trong tình huống thi đấu này, nhưng Bung vẫn đang đến tiếp ứng tốt dành cho những người đồng đội, và Saigon Phantom lùi về hài lòng với một đường lính siêu cấp đầu tiên. Và Saigon Phantom đã có được cho mình một đường lính siêu cấp đầu tiên một cách cũng khá dễ dàng. Thì Zero băng vào với cái thuẫn nhằm thạch của mình và Barin không đủ gian thương. Rõ ràng là bên phía đội tuyển Team Flash cần thêm thời gian cho Barin và Đạt Còi. Hai người chơi này đang chưa có đủ lượng đồ để có thể bắn xuyên qua được những lớp giáp rất dày đến từ bên phía đội tuyển Saigon Phantom. Saigon Phantom đã có được cho mình lợi thế rồi, đó là đường siêu cấp. Một phút nữa họ cần phải làm nhanh, bởi vì giai đoạn cuối trận hình của Saigon Phantom cũng không mạnh hơn so với bên phía đội tuyển Team Flash là bao nhiêu đâu. Nhưng những lợi thế đã có, Lai Bung đang có được cho mình tới 12.600 tiền rồi. Lượng tiền quá lớn như thế này, chắc chắn đã có giáp hồi sinh đến từ vị trí của Bung. Chỉ là anh ta sẽ chờ đợi sử dụng cho mình cầu băng xương, mua cho mình đó là cái giáp hồi sinh mà thôi. Đúng là như vậy, sẽ có nhiều đồ chơi đến từ Bung. Nhưng đối với các thành viên bên phía Team Flash thì tôi nghĩ rằng là con xe ra bạo chúa ở khoảng hơn 30 giây nữa cũng sẽ là cơ hội để họ tập trung đội hình. Nãy giờ thì họ liên tiếp phải di chuyển đội hình cùng với Saigon Phantom, và ở trong những kèo di chuyển như vậy thì Saigon Phantom là đội hình có sự cơ động đấy cao hơn. Một cú địa giáp là khá tốt đến từ Case, tuy nhiên thì Case cũng đã phải lên bảng điểm số quá nhanh với lượng sát thương của các thành viên bên phía Saigon Phantom, vẫn đang có kill dành cho Red rồi. Một pha tỏa sáng rực rỡ đến từ người chơi xạ thủ của Saigon Phantom, và họ đang hướng đến việc thắng luôn trận thi đấu này. Đó là đường lính siêu cấp thứ hai, và không cần phải có đến đường lính siêu cấp thắng thứ ba. Tỷ số là 3-1 dành cho những bóng ma Sài Thành. Những bóng ma Sài Thành biết sức mạnh của mình ở thời điểm này, họ biết ngưỡng sức mạnh của họ là cực kỳ khỏe sau khi Bung đã có được cho mình cái giáp hồi sinh full đồ. Và lúc đó là lúc mà Barin cũng chưa có được cho mình cái giáp hồi sinh. Và Quang Tôm nắm bắt thời điểm là quá hay và quá nhanh. Họ kết thúc Team Flash chỉ sau một đợt đẩy mà thôi. Như vậy là ở trong ngày hôm nay thì Team Flash cũng sẽ chỉ có được một điểm số mà thôi. Sau ván đấu để cho đối phương quân bình tỷ số thì Saigon Phantom đã quay trở lại với hai ván thắng liên tiếp đầy thuyết phục. Những ván thi đấu mà họ cũng đã triển khai được một thế trận có lẽ là giống với mong đợi của các khán giả chờ đợi những nhà đương kim vô địch ở trong mùa giải mùa đông năm nay. Một thế trận rất xanh dành cho vị trí của Bung. Và mỗi lần khi tôi có cảm giác Bung côn đánh là mỗi lần mà Saigon Phantom gây một áp lực cho bên phía đội tuyển Team Flash. Đến cái tình huống giao tranh cuối cùng ở trong cái thềm chung thứ ba, tôi vẫn đang thấy là Team Flash vẫn đang hòa tiền so với phía đội tuyển Saigon Phantom. Nhưng phải nói thật là Saigon Phantom lựa chọn thời điểm đánh nó hợp lý quá, khi mà Barin chưa có đủ đồ, ADC cũng chưa có đủ đồ, và Đạt Còi thì cũng vẫn đang là rất yếu với con bài gian của mình. Thì bên phía đội tuyển Saigon Phantom đã đánh và họ đã có những nhịp đánh thành công, kết thúc Team Flash với chiến thắng là 3-1. Hai ván thắng, ván thi đấu thắng thứ ba và ván thi đấu vắng thắng thứ tư, nó cho thấy được cái sức mạnh của bên phía đội tuyển Saigon Phantom và cái bản sắc của họ vẫn đang còn đó.
Với hoa cài mái tóc thì Lai Bâng cũng đã dẫn dắt những người đồng đội của mình đến với chiến thắng thêm lần nữa trước đội tuyển Team Flash. Chúng ta hãy cùng quay trở lại với bàn phân tích cùng MC Phương Thảo, một người cũng rất thích tuyển thủ Lai Bâng, để cùng phân tích rõ hơn về chiến thắng 3-1 này của bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom trước Team Flash. Vâng, nhìn ngoại hình nhí nhảnh của Bâng ngày hôm nay cũng như là sự hài lòng của anh ta trong trận thi đấu lúc này thì tôi lại nhớ đến câu nói mà Bâng dành tặng cho Chiến trong trailer tâm điểm ở đầu tuần. Đó là sau 331 ngày thì Flash vẫn chưa thể chiến thắng Sài Gòn Phantom, và có lẽ là con số này thì vẫn sẽ còn kéo dài sau ngày hôm nay khi mà chiến thắng chung cuộc là 3-1 dành cho những nhà đương kim vô địch. Mặc dù rõ ràng là chưa bao giờ rất lâu rồi chúng ta mới thấy được một thế trận cân bằng mà Flash có thể tạo ra trước Sài Gòn Phantom, và rõ ràng họ cũng đã có những điểm sáng. Nhưng đây cũng sẽ là một sự quay trở lại kịp thời của những bóng ma sáng thành sau thất bại ở đầu tuần với White Tết. Đúng là như vậy, rõ ràng là về hai trận đấu đầu tiên thì Sài Gòn Phantom thể hiện cho chúng ta một cái bộ mặt chưa thực sự được thuyết phục cho lắm. Nhưng ở ván thi đấu thứ 3 và ván thi đấu thứ 4 thì đúng cái bản chất của Sài Gòn Phantom đây rồi. Họ la vào, họ hủy diệt đối phương chỉ trong khoảng 11 phút hơn một chút xíu mà thôi. Và đó đều là những ván đấu mà cái bản sắc của Bâng được thể hiện ra, cái khả năng gánh team của Bâng được thể hiện ra với những con bài như kiểu là Nắc Rốt ở trong ván thi đấu cuối cùng vừa rồi. Hai ván thi đấu tôi nghĩ rằng là hay đến từ bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom, và các fan của Sài Gòn Phantom họ cũng đang vui vì điều đó, bởi vì họ nhìn thấy được cái lối đánh của Sài Gòn Phantom đã quay được trở lại, và với một đội tuyển mạnh như là Team Flash chứ không phải là các đội tuyển ở top dưới như kiểu là B2F hay là Extreme Gaming. Vâng. Tôi nghĩ rằng là PSMan vừa nhắc đến Team Flash như một đội tuyển mạnh, nhưng đối với các fan của Team Flash hay là đa phần fan trung lập thì thêm một lần nữa Team Flash để thua trước một đội tuyển mạnh như thế này thì có lẽ điều đó sẽ lại bị đặt câu hỏi trong giai đoạn này. Họ vừa mới quay trở lại, Team Flash vừa mới quay trở lại với một thắng lợi 3-0 trước B2F Gaming, nhưng B2F Gaming thì đã có quá nhiều mùa giải thì họ ngục lặn ở phía dưới bảng xếp hạng rồi, và Sài Gòn Phantom là liều thuốc thử mà các fan của Team Flash muốn họ có thể vượt qua hơn, nhưng thêm một lần nữa họ lại không vượt qua rồi. Và hành trình phía trước của Team Flash hứa hẹn sẽ nhiều gian nan khi mà họ để thua thêm một trận nữa ở trong mùa giải mà chưa biết điều gì có thể xảy ra như thế này. Còn đối với cả các fan của Sài Gòn Phantom thì sau một quãng thời gian tương đối buồn thì có lẽ là niềm vui cũng đã quay trở lại trong ngày hôm nay. Vâng, chúng ta sẽ cùng chờ xem MVP trong ván thi đấu thứ 4, ván thi đấu cuối cùng sẽ gọi tên ai. Red, đây là danh hiệu MVP thứ 2 trong những ván đấu ngày hôm nay của Sài Gòn Phantom. Với con bài Joker, điểm MVP của Red là 10.0, KDA là 4.11, lượng đam anh ta gây ra là hơn 64.000 sát thương và lượng đam chống chịu là hơn 25.000 sát thương. Một ván thi đấu tôi nghĩ rằng là Red là một người chơi, anh ta tròn vai, anh ta làm đúng với chất tướng Joker của mình. Tôi thấy điểm sáng ở trong ván thi đấu vừa rồi đến từ bên phía Sài Gòn Phantom đó phải là Bâng, bởi vì Bâng đã thể hiện rất tốt cái chất tướng Nắc Rốt của mình. Anh ta làm đúng cái gì mà anh ta muốn, anh ta chỉ quan tâm đến cái chuyện farm thôi. Anh ta đẩy đường, anh ta đẩy trụ, anh ta cố gắng tạo ra một lượng tiền lớn nhất có thể, để rồi khi anh ta đủ đồ, khi anh ta thấy được rằng là đối phương vẫn chưa có đủ những lượng trang bị, thì chỉ cần một pha tràn vào đến từ Bâng và những người đồng đội thì là bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom đã hủy diệt hoàn toàn bên phía đội tuyển Team Flash. Xong một cái thế trận chúng ta cứ nhìn vào về mặt lượng tiền thì mãi là Team Flash vẫn đang hòa tiền so với bên phía của Sài Gòn Phantom, nhưng những lượng đánh của Bâng và những người đồng đội thực sự trong ván thi đấu vừa rồi là rất hay. Chúng ta có thể thấy là lượng sát thương trong tay XG của Xuân Bách là khá lớn. Cùng với đó thì Badum trong tay của Case ngày hôm nay, xét tổng thể về cả một trận thi đấu thì Case đã có một phần trình diễn không tệ, đúng không anh Dũng? Đúng là ngày hôm nay thì xét về tổng thể thì Case cũng đang có một màn trình diễn không tệ, nhưng nhìn chung thì khu trung tuyến của Sài Gòn Phantom tôi nghĩ rằng là vẫn làm tốt hơn ở trong ngày hôm nay với bộ ba là Bâng, Fizz cùng với Khoa. Ngày hôm nay thì có lẽ là ở trong mùa giải này thì Spotlight sẽ quay trở lại với Bâng nhiều hơn, sau một mùa giải mà Fizz cùng với Khoa là những người thường xuyên chiếm Spotlight với những sự dịch chuyển của Beta, thì Bâng lại được đồng đội nhường nhiều tài nguyên. Và trong một hoàn cảnh như vậy thì Bâng đã tiếp tục làm tốt ở trong trận đấu với Team Flash ngày hôm nay ở hai ván thi đấu Quick Knack và Knack Road. Đây là một pha giao tranh mà tôi nghĩ rằng là Sài Gòn Phantom đã quyết định là đánh luôn để không cho đối thủ có thêm một cơ hội nào để có thể farm, pha đánh luôn vừa rồi. Tôi nghĩ rằng là rất hay. Còn nếu như mà Case không đứng quá cao mà bên phía Team Flash chịu gọi là nhẫn nhục một tí để có thể phòng thủ vào cái trụ ba và tập trung ở trong phần nhà của mình, thì tôi nghĩ rằng là trận thi đấu này nó cũng sẽ chưa kết thúc được ngay đâu, sẽ là một tình huống kéo dài hơn dành cho cả Sài Gòn Phantom lẫn bên phía của đội tuyển Team Flash. Có thể Flash sẽ mất hai đường siêu cấp, nhưng chỉ cần họ còn nhà, chỉ cần họ để cho Yan trong tay của Đạt Còi có được thêm trang bị và Theo Nát trong tay của Barry có được thêm trang bị là ổn rồi. Và một ván thi đấu mà tôi cũng hơi bị thất vọng một chút về con Yan trong tay của Đạt Còi, bởi vì trận thi đấu này thì Yan của Đạt Còi
không có được cái lượng farm mà như là mong muốn, bởi vì những cái tuyển thủ hay là đặc biệt trong giải đấu AIC chúng ta nhìn thấy cái kèo đối đầu Yan và Richter ấy là cái kèo đấu mà Yan sẽ được free farm rất nhiều và anh ta sẽ phải thật sự xanh để có thể gánh người đồng đội của mình ở trong giai đoạn sau. Vâng, rõ ràng xét về yếu tố đấu trí trong 5D của đấu trường danh vọng thì rõ ràng là về mặt ban pick, Team Flash ngày hôm nay đã khá gây thất vọng ở ván thi đấu thứ 3, đem lại rất là nhiều tiếc nuối khi đáng ra là họ đang có lợi thế ở ván thi đấu thứ 2. Và trong ván vừa rồi với một đội hình họ có theo Anas để đẩy trụ sớm, nhưng những người có được thế trận áp đảo hơn vẫn là Sài Gòn Phantom. Và khi mà đặt còi cũng như là ADC chưa đủ đồ và còn rất yếu thì cũng đã là lúc những bóng bàn giải thắng có thể kết thúc trận thi đấu rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tổng kết lại ngày thi đấu hôm nay, kết quả của 3 cặp trận có trong ngày và cũng như là lịch thi đấu sẽ có vào tuần sau. Ngày hôm nay, ngày hôm qua, chúng ta đã trải qua 2 trận thi đấu khi mà MDH Esports đã giành được chiến thắng 3-1 trước Extreme Gaming, một đội tuyển cũng đang khiến cho khán giả đặt dấu chấm hỏi lớn về phong độ của mình ở tuần thi đấu thứ 2. Bắc Gaming đã có một chiến thắng vô cùng bất ngờ và Dayim cũng đã giật chọn spotlight ngày hôm qua 3-2 trước đại bàng vàng đen V Gaming đương kim vô địch thế giới. Ngày hôm nay chúng ta cũng đã trải qua một ngày thi đấu dài hơi với một chiến thắng 3-1 dành cho đội tuyển Heavy trước TDT, cũng là một chiến thắng rất bất ngờ khi TDT đang là một cái tên hot hơn bao giờ hết trong một tuần thi đấu trước đó. Và B2F cũng đã có được một chiến thắng 3-2 trước đối thủ đang ở phía cuối bảng xếp hạng mang tên HQ. Và cuối cùng là một chiến thắng 3-1 dành cho Sài Gòn Phantom, dẫu cho Team Flash cũng đã có được những điểm sáng và những điểm hy vọng trong ngày thi đấu hôm nay. Bảng xếp hạng của chúng ta sẽ được cập nhật ngay sau đây. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi được nhìn thấy một bảng xếp hạng mà nó có một cái số điểm san sát nhau đến như vậy của cả 10 đội tuyển tham dự đấu trường danh vọng. Nó đang đại diện cho một mùa đông năm 2022 đầy khởi sắc, những làn gió mới cũng đang thể hiện được mình và những cái tên cũ họ cũng không muốn bị tụt lại một chút nào, và nó đang tạo ra cho chúng ta một cuộc cạnh tranh quá nóng bỏng. Với chiến thắng 3-1 của Sài Gòn Phantom ngày hôm nay thì họ cũng mới chỉ vượt qua Team Flash 1 điểm ở trên bảng xếp hạng mà thôi. Còn được cái là nhà đương kim vô địch thế giới của chúng ta thì về đến đấu trường danh vọng là ngay lập tức tuần 1 thì là xếp ở vị trí cuối cùng, và tuần 2 thì mới lội lên được đến nửa bảng xếp hạng rồi. Bảng xếp hạng thôi. Và có cảm giác của tôi nữa là ở trong mùa giải năm nay sẽ có tới 6 đội tuyển tranh giành nhau hai vị trí trong top 4. Thì top 4 mùa trước đó là Box Gaming, Sài Gòn Tôn, Team Flash và V Gaming. Sẽ có thể chúng ta sẽ không nhìn thấy một trong 4 cái tên này ở tại mùa giải năm nay nữa. Vâng. Sẽ rất căng thẳng. Vâng. Đó là những diễn biến có trong ngày thi đấu hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng đến với lịch thi đấu sẽ có vào tuần sau. Đừng quên những khung giờ quen thuộc của chúng tôi để đồng hành với những diễn biến hot nhất tại đấu trường danh vọng. Ngày 18 tháng 8 sẽ diễn ra 2 cặp trận giữa Heavy và B2F Gaming vào lúc 17 giờ. Và sau đó thì TDT sau trận thua ngày hôm nay họ sẽ có một cuộc đối đầu với Box Gaming vào lúc 19:30. Ngày 19 tháng 8 sẽ là cuộc đối đầu giữa V Gaming và HQ. Có thể coi đây là một trận đấu khá là nhẹ gánh cho đại bàng vàng đen. Sau đó thì Team Flash sẽ có cuộc đối đầu với Extreme vào lúc 19:30. Và trận thi đấu cuối cùng ở vòng 5 diễn ra giữa Sài Gòn Phantom và MDH vào lúc 14:30 ngày 20 tháng 8. Vâng, hai bình luận viên thân mến, rõ ràng là trong nếu như ai theo dõi trước giờ cuồng nhiệt ngày hôm nay thì chúng tôi có đề cập tới một địa điểm rất hot tại đấu trường danh vọng mang tên là hang danh vọng ạ. Và tôi nghĩ rằng là sau trận thua ngày hôm nay của Team Flash thì vị trí trong hang danh vọng cũng sẽ lại đổi lại một chút xíu khi mà những Phantom sẽ bước ra ngoài ánh sáng và Team Flash thì cũng đang lùi dần vào trong bóng tối rồi. Nhưng có lẽ là fan vừa Flash vừa MU chắc hang sâu thì lắm cũng đây. Là ở đây, trong đấy từ hôm qua đến giờ rồi. Vâng, và nếu như mà các bạn muốn tiếp tục cập nhật những thông tin bên lề sau ngày thi đấu căng thẳng thì hãy nhớ vào trước giờ cuồng nhiệt tuần sau các bạn nhé. Còn bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta gặp gỡ lại cô MC xinh đẹp của chúng tôi, MC Kim Ngân, cùng với phần phỏng vấn sau trận đấu để xem Sài Gòn Phantom nói gì sau trận thắng ngày hôm nay. Xin gửi lời chào đến các bạn khán giả đang theo dõi đấu trường danh vọng. Mình là Kim Ngân đây. Vừa rồi chúng ta đã chứng kiến màn đối đầu giữa Sài Gòn Phantom và Team Flash. Và trước trận thi đấu ngày hôm nay thì Lai Bân có phát ngôn một câu là: tháng 7 này ở Sài Gòn có rất nhiều bóng ma. Hãy để Lai Bân kể cho mọi người và thầy Mưa nghe câu chuyện kinh dị nhất đêm rằm. Và câu chuyện đó đã diễn ra ngay trong buổi tối ngày hôm nay, khi mà Sài Gòn Phantom đã hạ gục được Team Flash với tỷ số 3-1. Xin chúc mừng các bạn. Ngay bây giờ thì hãy cùng Kim Ngân gặp gỡ và trò chuyện với Lai Bân về trận thi đấu vừa rồi nhé. Xin chào Lai Bân. Thủ tục trước khi phỏng vấn, bạn có thể nào gửi một lời chào đến các bạn khán giả đang theo dõi được không ạ? Xin chào tất cả mọi người, cô dì, chú bác, anh chị em.
Vâng ạ, chào rất đầy đủ. Thì không biết là đợt trước Lai Bân có xem màn phỏng vấn của ADC hay không? Bởi vì ADC có gửi đến Lai Bân một câu là vui thôi bạn nhớ. Thì không biết là ngày hôm nay khi mà giành được chiến thắng, Lai Bân có muốn gửi lời gì đó đến ADC hay không ạ? Mình thì không nói giống như bạn được rồi. Thì mà mãi là anh em cùng nhau cố gắng bạn nhé. Mãi là anh em cùng nhau cố gắng vậy nhé. Vâng, vậy thì ở trong mùa giải này nè, Team Flash đã đem đến rất nhiều gương mặt mới như là Barin hay là NTA. Đặc biệt Barin là một người chơi có phong độ rất tốt. Thì không biết là bạn có nhận xét như thế nào về Barin ạ? Mình nghĩ là chắc là Barin là một người chơi có tiềm năng. Mặc dù bởi vì câu hỏi này kiểu như là mình là một người chơi đi rừng, còn anh ta là một người chơi đi xạ thủ nên cũng không biết nói gì hết. Vâng ạ, một cái nhìn khách quan. Vậy thì có ý kiến cho rằng Chiro hiện tại thi đấu không được ăn khớp với team cho lắm. Không biết là bạn nghĩ sao về ý kiến này ạ? Mình cảm thấy chắc là đúng, có thể là gọi là đúng. Bởi vì kiểu như là thứ nhất là Chiro cũng vừa mới vào team, với lại là cũng còn rất là nhiều vấn đề cần phải cải thiện trong team. Vâng ạ, vậy là bạn ấy cần thời gian để có thể hòa nhập và chiến đấu tốt hơn đúng không ạ? Vâng, và VGaming hiện tại mặc dù đang là đương kim vô địch thế giới nhưng mà trong thời gian gần đây thì phong độ của các bạn ấy không được ổn định cho lắm. Thì không biết Lai Bân nghĩ vấn đề mà VGaming đang gặp phải là gì vậy ạ? Mình nghĩ chắc là chắc vừa đánh giải thế giới về nên chưa theo kịp meta. Chưa theo kịp meta, có nghĩa là out meta đúng không ạ? Không hẳn là out mà kiểu như là chắc chưa theo kịp. À vâng ạ. Vậy thì tuần tới các bạn sẽ gặp VGaming. Không biết là bạn có thể nào giúp mình dự đoán tỷ số của đội mình và VGaming được không ạ? Nếu mình nghĩ là kiểu như là cải thiện kịp được Chiro thì có thể tỷ số sẽ là 3-1. Vâng, và mình cũng rất mong chờ trận thi đấu của các bạn trong tuần tới. Và cũng xin chúc cho các bạn sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong mùa giải lần này nhé. Xin cảm ơn Lai Vân. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn nhãn hàng Sting đã tiếp tục tài trợ cho đấu trường danh vọng lần thứ 3 liên tiếp. Hứa hẹn sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón cộng đồng game thủ từ Sting. Nạp Sting, chiến game đỉnh. Bên cạnh đó cũng xin chân thành cảm ơn thương hiệu mì Hảo Hảo đã đồng hành cùng giải đấu năm nay. Hảo Hảo tôm chua cay, no căng tăng sức chiến. Và cũng xin chân thành cảm ơn Shopee vì đã đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhé.